kỳ dị. Hai người đều co rụt đồng tử, Lý Vân Tiêu nói quả thật có đạo lý, nhìn bộ dạng khí định thần nhàn của hắn cũng không giống như nguyên khí đã tiêu hao hết, không khỏi có chút hồ nghi. Hỏa âm nói, chẳng lẽ ngươi đột nhiên nghĩ thông suốt, định đầu nhập vào chúng ta sao? Ha ha, có lẽ thế, có cơ hội, nhưng không phải hiện giờ. Lý Vân Tiêu cười nói, hai vị có cảm thấy sơn cốc này có gì đó không đúng không? Hai người sững sờ, không tự chủ nhìn khắp mọi nơi, hiện giờ thần thức vô dụng, hoàn toàn dựa vào mắt, khiến những cao thủ này đều cảm thấy thập phần không quen. Bất quá chỉ là một sơn cốc bình thường, có thể có gì kỳ quái chứ? Úy Chỉ Kim khinh thường hừ lạnh nói. Ngươi đừng nói với ta, ngươi chính vì thấy sơn cốc này rất có ý tứ cho nên mới dừng lại không chạy tiếp đấy nhé. Thật giỏi, ngươi lại đoán đúng rồi. Lý Vân Tiêu vươn tay ra, chỉ vào một ngọn núi cao nhất phía trước, ngưng thanh nói. Các ngươi nhìn ngọn núi kia xem giống cái gì? Giống cái gì? Hai người theo ánh mắt của hắn nhìn qua, hỏa âm đột nhiên nói. Hình như là một thanh đại kiếm cắm trên đại địa. Đồng tử Úy Chỉ Kim chấn động, trong giây lát liền quét ánh mắt khắp bốn phương tám hướng, rơi vào trên một vách đá khác, cả kinh nói. Cái này, ta cảm giác vách đá dựng đứng này, hình như là mặc một kiện chiến y vậy. Hỏa âm cũng cả kinh, nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này quả thật có rất nhiều hình thái chân thật, không ít đều giống với các loại huyền khí. Úy Chỉ Kim sợ hãi nói. Sao lại vậy, đây là nơi nào thế? Lý Vân Tiêu cũng lộ vẻ ngưng trọng nói. Cái này còn cần hai vị thay ta giải tỏa nghi vấn rồi, Mai Cốt Chi Địa này là lần đầu ta vào, khôn phải có thể phán đoán ra được từ bốn chữ Mai Cốt Chi Địa sao? Nơi này có lẽ từ rất lâu trước kia là một chiến trường, mà thứ nhìn thấy trước mắt chính là trang bị còn sót lại của võ giả biến thành. Cái này không khỏi cũng quá không tưởng đi, mặc dù là chiến trường vào thật lâu trước kia, nhưng sao lại lớn như thế? Chẳng lẽ lúc ấy đối chiến đều là cự nhân sao? Úy Chỉ Kim cả kinh nói. Sở dĩ gọi Mai Cốt Chi Địa, là bởi vì nơi này thường xuyên sẽ phát hiện ra một ít hài cốt huyền khí, thi cốt chí cường giả gì gió. Từ điểm đó mà xem nơi này trước kia là chiến trường không sai, nhưng vì sao chỉ riêng nơi này lại có hiện tượng dị hóa biến lớn như thế? À, còn có thi cốt cường giả sao? Lý Vân Tiêu vội hỏi nói. Mạnh bao nhiêu? Úy Chỉ Kim cổ quái nhìn hắn một cái, nói. Đương nhiên mạnh nhất cũng chỉ là võ đế rồi, nên biết rằng thành tựu võ đế, mặc dù sau khi chết thân thể cũng bất hủ hàng trăm hàng ngàn năm, cốt cách dưới tình huống không có ngoại lực cường đại bảo tồn được vài vạn năm không thành vấn đề. Người đây là ánh mắt gì? Sẽ không phải cho rằng có thi cốt càng mạnh hơn nữa đấy chứ? Úy Chỉ Kim đột nhiên bị lời của mình dọa sợ, vội vàng lắc đầu nói. Nói đùa, thần cảnh chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi, từ xưa đến nay, ngoại trừ những chân linh trong thần thoại kia, có ai thật sự thấy được rõ ràng, hoặc là dám khẳng định có người từng đạt tới cấp độ đó chứ? Ít nhất ta cũng chưa nghe qua bao giờ cả. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu nói. Quả thật không có ghi lại, có cũng chỉ là một ít suy đoán thôi. Nhưng phong ấn cấm chế của Mai Cốt Chi Địa, đương thời có ai có được đại thủ bút thế này? Trực tiếp phong ấn địa bàn mấy vạn dặm. Loại trận pháp kinh thế hãi tục này có lẽ tập hợp vương tọa đằng quang và lực lượng thánh vực cũng có thể bố trí xuống, nhưng khiến nó duy trì vận chuyển vô số năm mà không chút nào yếu bớt, sợ rằng dù là vương tọa và thánh vực cũng không có cách nào. Nếu trước kia đã có người làm được, vậy thì võ đạo đã vượt xa cấp độ hiện giờ, chuyện đó cũng rất có khả năng. Úy Chỉ Kim và Hỏa Âm nghe được im lặng không nói, Lý Vân Tiêu nói quả thật có đạo lý, bọn hắn thoáng cái lâm vào trong khiếp sợ và trầm tư không thể tự thoát ra được. Sau một lúc, Úy Chỉ Kim mới lộ ra vẻ cổ quái, hồ nghi cao thấp đánh giá Lý Vân Tiêu nói. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vậy mà biết được nhiều như thế? Còn có, ngươi nói với chúng ta những thứ này mục đích là gì? Không phải là cầu khẩn chúng ta thả ngươi đấy chứ? Hắn cười hắc hắc nói. Những thứ này mặc dù đã từng tồn tại thì sao, sớm đã chôn vùi trong quang âm, không còn tồn tại nữa. Còn nữa... Chúng ta vốn cũng không định lấy tính mệnh của ngươi, chỉ hy vọng ngươi thành thật một chút lấy bảo bối ra thôi. Lý Vân Tiêu cười nói. Bảo bối trước tiên không nói, nếu như các ngươi đã đồng ý là thật lâu trước kia từng có cường giả thần cảnh, mà nơi này rất có khả năng là đại thủ bút mà cường giả thần cảnh bố trí xuống, vậy các ngươi có hứng thú xem xét qua nơi mà cường giả thần cảnh từng ở không?
Hai người đều đột nhiên chấn động, hai người bước vào cửu thiên cảnh đã mấy chục năm rồi, cả đời sở cầu chính là võ đạo đỉnh phong, thậm chí còn cao hơn nữa, tuy rằng cách đỉnh phong vẫn còn kém nghìn vạn dặm xa, nhưng đã tới cấp độ này rồi, ai không muốn biết trên võ đạo đỉnh phong có còn tồn tại càng mạnh hơn nữa không chứ? Trong lúc nhất thời, hiếu kỳ thật lớn lan tràn trong lòng hai người, Úy Chỉ Kim cười khổ nói. Đề nghị này thật sự hấp dẫn người, chỉ bất quá chúng ta vì sao phải cùng tìm kiếm với ngươi? Ngươi không cảm thấy mình sẽ trở thành gánh nặng cho chúng ta sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Mai Cốt Chỉ Địa này nguy cơ trùng trùng, có một pháo hôi dò đường cho ngươi không phải tốt hơn sao? Gặp phải nguy hiểm thì cứ vứt bỏ ta là được rồi. Còn nữa, có hai người các ngươi đề phòng ta, còn sợ ta chạy sao? Hắn cười tủm tỉm nhìn hai người, kỳ thật cách nghĩ trong nội tâm lại hoàn toàn trái lại, có hai tên võ đế cường đại này ở đây, gặp được nguy hiểm cũng an toàn hơn nhiều. Úy Chỉ Kim trầm tư một lát, nói. Ân, không thể không nói đề nghị này của ngươi rất không tồi. Không tệ, ta phải hạ một đạo phong ấn lên người ngươi mới được, bằng không thì mọi chuyện đều không cần nói nữa. Đi, thành giao. Thái độ thản nhiên của Lý Vân Tiêu khiến hai người đều ngạc nhiên, một khi bị thủ pháp độc môn của đối phương phong ấn cũng tương đương với hoàn toàn bị đối phương khống chế, loại đề nghị này vô luận là ai đều sẽ không đáp ứng. Úy Chỉ Kim kinh ngạc nói. Ta nói là muốn hạ một đạo cấm chế lên người ngươi đấy. Hắn cho rằng Lý Vân Tiêu nghe lầm ý của hắn. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta biết rõ, ta làm ra hy sinh lớn như vậy cũng là vì mọi người có thể nhận đồng. Hy vọng hai vị cũng có thể yên tâm hơn một chút. Lời này khiến mặt hai vị võ đế hơi đỏ lên, nhưng bọn hắn cũng sẽ không vì xấu hổ mà làm ra nhượng bộ. Cung điện, một. Trong tay Úy Chỉ Kim ngưng ra một ấn ký cổ quái, trực tiếp đánh ra, Lý Vân Tiêu không tránh không né, mặc kệ nó đánh vào cơ thể mình, lập tức một cổ lực lượng kỳ dị bắt đầu thông qua kinh mạch khuếch tán, chìm vào trong tứ chi bách hài. Úy Chỉ Kim lúc này mới yên tâm, gật đầu nói. Ngươi quả thật rất sòng phẳng, yên tâm, cấm chế này chỉ là một cái ký hiệu mà thôi, có thể khiến ta tùy thời biết được hướng đi của ngươi, hơn nữa vào lúc cần thiết có quản chế thích hợp đối với ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể đảm bảo ngươi không có chuyện gì đâu. Lý Vân Tiêu mỉm cười, minh nguyệt thần thể chi lực của hắn chậm rãi vận chuyển trong người, bắt đầu tinh lọc phong ấn chi lực của Úy Chỉ Kim. Tuy rằng phong ấn võ đế hơi mạnh một chút. Nhưng chỉ cần cho hắn thời gian thì nhất định có thể chậm rãi cắn nuốt sạch. Hỏa Âm cũng yên lòng, thực lực Úy Chỉ Kim không dưới nàng, hắn đã hạ phong ấn thì Lý Vân Tiêu tuyệt đối không thể thoát được, lúc này mới bắt đầu dần quan sát sơn cốc. Ba người dần tiến tới trong sơn cốc, càng xem càng kinh hãi, một núi một thạch đều giống như đúc, tựa hồ đều là do các vật thực thể biến thành. Một sơn thể tư thế ở phía trước chặn đường ba người, Lý Vân Tiêu đột nhiên cả kinh. Ngọn núi này chính là nơi có thể tồn tại thủy nguyên tố mà trong ngọc giản miêu tả, nhìn qua nguy nga không thôi, so với ngọn núi bình thường phải nhỏ hơn rất nhiều. Úy Chỉ Kim ngưng trọng nói. Các ngươi nói có thể không thể là cấm chiêu mạnh mẽ nào đó, trong nháy mắt liền hóa đá tất cả người và vật không, mà người hóa đá đã bị phá hủy trong tuế nguyệt, chỉ để lại chút hít huyền khí hóa đá này thôi. Hỏa Âm trong nội tâm một hồi phát lạnh, nói. Chiêu thức có thể lập tức hóa đá tràng diện lớn như thế, chẳng lẽ thật là cường giả thần cảnh thi triển ra sao? Lý Vân Tiêu nhìn qua núi cao kia im lặng không nói, đột nhiên ngâm thanh nói. Các ngươi có thấy ngọn núi này giống thứ gì đó không? Như cái gì, dường như là một tòa cung điện, không phải là cung điện bị hóa đá đấy chứ? Hỏa Âm trong nội tâm cả kinh, sau khi thốt ra liền cảm thấy càng lúc càng giống, trên mặt khiếp sợ khó có thể che giấu. Lý Vân Tiêu nói, nếu là cung điện vậy cũng dễ xử lý, chỉ cần bổ ra bên trong, nếu không phải thì coi như thôi. Cái này, hai người đều sửng sốt một chút, đích thật là một biện pháp tốt, Úy Chỉ Kim do dự một chút, nói. Các ngươi lui ra phía sau một chút, để cho ta tới. Lý Vân Tiêu và Hỏa Âm vội rời khỏi cách chừng 100 mét, ở trên không trung im im lặng lặng nhìn qua. Trong tay Úy Chỉ Kim hiện lên một mảnh hào quang. Một thanh chiến đao sáng loáng xuất hiện trong tay, kiếm quang chiếu rọi một mảnh, hai tay của hắn cầm đao, rót lực lượng vào trong đó, trên thân đao phun ra nuốt vào một đạo đao mang hơn 100 mét, chậm rãi đè xuống sơn thể bên dưới. Động tác của hắn không dám quá lớn, dù sao trên không trung vạn dặm còn có trận pháp huyết thần cung đang giám thị, nếu chấn động quá mạnh mẽ,
bay thẳng đến chân trời sẽ lập tức bị người huyết thần cung biết được ngay. Ầm ầm, đại địa phát ra rung động lắc lư, cự thạch trên sơn thể nứt vỡ, bắt đầu bị đao mang kia đè ép rạn nứt, khe hở không ngừng lan tràn đi, sơn thể dần dần cũng bị mở ra. Đồng tử úy chỉ kim đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ vội vàng thu đao mang về, khe hở trước mắt càng lúc càng lớn, không bị khống chế mở rộng ra, đã hoàn toàn mở ra phân nửa. Ba người đều cực kỳ khiếp sợ, trước mắt bọn hắn vậy mà lộ ra một cái cầu thang, lan tràn vào trong toàn bộ sơn thể, một cổ khí tức mục nát từ bên trong tràn ra, thật giống như mổ ra một trái bưởi hư mất khiến nó phát ra trận trận tanh tưởi vậy. Thật, vậy mà thật là cung điện. Hỏa Âm cực kỳ khiếp sợ, thì thào tự nói. Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, tòa cung điện này hẳn là tồn tại cùng loại với quần yêu điện của yêu tộc, chỉ có điều nhìn qua kết cấu phức tạp hơn nhiều. Thang lầu kia nối thẳng vào bên trong, sâu không thấy đầu. Ghi lại trong ngọc giản kia cũng chỉ nói ở phụ cận đỉnh núi chỗ này cảm ứng được sự tồn tại của nguyên tố thủy hệ biến dị, lại thủy chung không tìm ra được, xem ra người ghi chép ngọc giản hoặc là thật không ngờ tàng điện trong núi, hoặc là không có năng lực bổ nó ra. Mặc dù một đao của úy chỉ kim chém xuống cũng chỉ mở ra cửa vào cung điện, toàn bộ cung điện vẫn như mỹ ngọc bị lớp da đá bao lấy, không chút tổn hại, chỉ là quá mức hát cổ xưa, khí uẩn đã không còn sót lại chút gì nữa rồi. Hai vị, có một mạo hiểm tiến vào xem xét không? Úy chỉ kim mặt sắc mặt ngưng trọng, mở miệng hỏi thăm, chính hắn cũng khó mà quyết được chủ ý. Hỏa Âm cười khổ nói. Ngươi có thể nhìn không vào không? Ở Mai Cốt Chi Địa tu luyện nhiều năm như vậy, ta đều tiềm tu ở một mảnh bảo địa thổ hỏa minh di, nơi khác chưa từng đi qua. Cũng chỉ nghe nói có không ít chỗ kỳ dị, lại cũng không nghĩ tới lại kỳ dị như thế, quả thực không thể tưởng nổi. Lý Vân Tiêu cười nói. Đương nhiên phải vào rồi, bên trong nói không chừng có bí mật do cường giả thần cảnh thượng cổ cũng nên. Hai người trong lòng đều chấn động, hai chữ thần cảnh này lực hấp dẫn thật sự quá lớn, nhưng hấp dẫn đối với Lý Vân Tiêu lại càng lớn hơn nữa. Úy chỉ kim xoay đầu lại, nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu, cười nói. Chàng trai, giữ lại ngươi đến bây giờ, nên phát huy tác dụng rồi, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Lý Vân Tiêu lộ ra gương mặt đau khổ, im lặng nói. Trong thông đạo này một mảnh mục nát và tử khí, vừa nhìn đã biết không phải là nơi tốt, người phát huy tác dụng của ta ở nơi này, chẳng lẽ là muốn biến tướng giết người sao? Hắc hắc, lúc này không phát huy tác dụng còn chờ khi nào? Vào đi thô, úy chỉ kim lóe lên đã xuất hiện ở sau lưng Lý Vân Tiêu, hung hăng đẩy hắn một cái, xua đuổi hắn tiến vào trước mở đường. Hỏa Âm có chút nhìn không được rồi, an ủi. Yên tâm đi. Có hai cường giả võ đế chúng ta ở phía sau bảo hộ ngươi, không xảy ra chuyện gì đâu. Có tình huống chúng ta ra tay ngay. Lý Vân Tiêu nội tâm thầm mắng không thôi, nói, ra tay con em ngươi à, có bản lĩnh vậy thì các ngươi đi trước đi, nếu không lão tử cũng sợ nguy hiểm đấy, có thể dùng hai tên chảy gỗ các ngươi ngăn cản thoáng một phát, lão tử liền vứt bỏ các ngươi. Hai người úy chỉ kim nếu biết rõ tâm tư Lý Vân Tiêu không biết sẽ có biểu lộ thế nào nữa. Lý Vân Tiêu cũng không dài dòng, bản thân hắn là người không sợ trời không sợ đất, huống chi trong cung điện này 89/10 có thứ hắn muốn tìm, vì vậy lập tức dẫn đầu đi vào. Một cổ khí tức mục nát đập vào mặt, khiến dạ dày người một hồi quay cuồng như muốn ói, hai mắt hắn nhíu lại, trên người nhẹ nhàng nổi lên gió nhẹ, thổi tất cả khí tức mục nát kia ra sau lưng, khống chế lực đạo cực kỹ xảo diệu. Cung điện, 2. Gai người ở sau lưng đều bịt kín mũi. Úy chỉ kim cả giận nói. Gió của ngươi không thể thổi lớn một chút, bao cả ba người chúng ta lại sao? Lý Vân Tiêu quay đầu lại cười lạnh nói. Ngươi cho rằng gió thổi không cần hao tổn nguyên khí sao? Nếu không tản đế khí của ngươi ra, bảo vệ mọi người đi. Úy chỉ kim một hồi tức giận, cửu thiên đế khí tự nhiên cũng có thể gạt ra những hương vị mục nát này, nhưng đó chẳng khác nào đại pháo đánh con muỗi, hơn nữa thông đạo này nhìn qua không có điểm cuối. Có trời mới biết bên trong tình huống thế nào, hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí tích góp từng chút tê lực lượng, để tránh phát sinh bất trắc. Hỏa Âm cũng bịt mũi nói. Đi nhanh lên đi, đừng chậm trễ. Nàng biết rõ Lý Vân Tiêu là lòng mang bất mãn, cố ý làm thế nhưng cũng lơ đễnh. Hừ, Lý Vân Tiêu khẽ hừ một tiếng, vui sướng hát lấy tiểu khúc đi trước dẫn đường, hát nói. Ta cầm trong tay roi thép đánh ngươi. Úy chỉ kim nghe được cảm thấy bực bội, hận không thể một trưởng chụp chết hắn,
nhưng chỉ có thể nhịn lại, cảm thấy dầu dĩ không vui đi theo sau. Lý Vân Tiêu tuy lộ ra bộ dáng phóng đãng không bị trói buộc, nhưng trong lòng lại thập phần lưu ý quan sát, cung điện này bởi vì bên ngoài bị hóa đá, không biết bao nhiêu năm tháng bị phong bế trong bóng đêm, giờ phút này dưới ánh mặt trời chiếu sáng vào, các đồ vật bên trong cũng bắt đầu gặp phải ánh sáng liền tan rã, nhao nhao hóa thành bụi phân. Đột nhiên bước chân Lý Vân Tiêu ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước. Quý Chỉ Kim và Hỏa Âm cũng khẽ giật mình, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy trên cầu thang phía trước tương đối rộng rãi, trên đó có hai người tương đối quỳ xuống, sớm đã trở thành tại thi, bởi vì trường kỳ ở trong hoàn cảnh bịt kín, tăng thêm hai người khi còn sống cũng nhất định là cường giả, cho nên thi thể vẫn bất hủ. Giờ phút này ánh mặt trời soi vào, thân thể hai người cũng bắt đầu nổi lên biến hóa, dần dần toát ra khói, phát ra mùi hôi thối, tiêu tán trước mắt hai người, chúng không tan biến mất, chỉ để lại một đống cho tàn rơi trên mặt đất. Tư thế hai người kia quỳ lúc trước có chút kỳ quái a, dường như là đang thi triển một loại bí thuật nào đó vậy. Quý Chỉ Kim cau mày nói. Chỉ là vì sao lại chết trên bậc thang này? Lý Vân Tiêu im lặng không nói, bước nhanh tới trước, đứng cạnh đống cho tàn kia quan sát, mặt đất bốn phía cho tàn hiện ra màu nâu đậm, nhan sắc đậm hơn nơi khác nhiều. Có thể nhìn ra điều gì chứ? Hỏa Âm bịt lấy mũi, lộ ra thần sắc chán ghét, nữ nhân vẫn luôn thích sạch sẽ, cực kỳ chán ghét những thứ dơ bẩn này. Lý Vân Tiêu tỉnh táo nói. Người này quả thật đang thi triển một loại bí thuật, màu sắc trên mặt đất đậm là do máu bọn hắn chảy ra thấm xuống thềm đá. Loại bí thuật không phải mình bỏ qua tánh mạng, thì cũng là người khác bỏ qua tánh mạng của bọn hắn để thi triển. Hỏa Âm giật mình nói. Là bí pháp gì lại tà ác như thế? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Bí pháp gì cũng không quan trọng, đã qua nhiều năm như vậy, bí pháp cường thịnh trở lại cũng đã tan thành mây khói từ lâu rồi. Quý Chỉ Kim ngưng giọng nói. Ta thấy cũng không hẳn vậy, tỉ như phong ấn đại trận yên lặng trong địa mạch, ta cảm giác như nó cũng là thứ được lưu lại từ rất lâu trước kia, cảm thấy nơi này có lẽ sẽ có liên quan đến phong ấn đại trận kia cũng không chừng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đi thôi, vào lúc trước nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, bởi vậy mới lưu lại dấu vết rõ rệt như thế. Hắn tiếp tục đi tới trước, chỉ có điều không còn hát nữa, vẻ mặt ngưng trọng trong mắt càng thêm nặng, thần thái và tư thế hai cổ thi thể vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng, cực kỳ giống nghi thức nào đó, mà nghi thức kia hắn đã từng thấy qua trong một bức bích họa. Thềm đá không ngừng kéo dài lên, bọn hắn đi được một lúc, đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co rụt lại, thầm nghĩ, quả nhiên. Ở ngay phía trước ba người, lại là hai cỗ thi thể giống như đúc tương đối quỳ, tư thái cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì tới đã vào bên trong sơn thể rồi nên, không khí tiến vào khá chậm, tuy rằng vẫn đang chậm rãi bốc hơi, nhưng cũng không có cảm giác rõ ràng như lúc trước. Lý Vân Tiêu cẩn thận ngưng mắt nhìn lại, trên người hai người đều phá ra mấy cái đại động, phân biệt ở trán, xương bả vai, còn có trường tâm. Chút huyết dịch trên mặt đất có lẽ chính là từ những chỗ này chảy ra. Đợi đến lúc ba người đi vào, có lẽ vì khí tức trên thân quá mạnh mẽ nên hai cỗ tại thi kia lần nữa bốc hơi mất. Quý Chỉ Kim trầm giọng nói. Cung điện này tuyệt không đơn giản a, trong cho tàn lộ ra chút màu xanh nhạt, đây chính là điều mà chỉ riêng cường giả võ đế sau khi chết đi, cốt cách trải qua yên lặng mới có thể xuất hiện. Những người thi thuật này khi còn sống đều là cường giả võ đế cả. Lý Vân Tiêu trầm mặc không nói, tiếp tục dẫn đầu đi lên phía trước. Ánh sáng càng ngày càng mờ, rất nhanh đã đi vào trong sơn thể, cũng chính là ở bên trong cung điện, ở cửa ra vào đằng kia vây quanh một vòng người, tổng cộng 6 gã, cũng đều là tại thi, trong tay mỗi người đều kết xuất ấn quyết bất đồng, hiển nhiên là đang thi thuật. Khác với lúc trước chính là trên người 6 người này hoàn hảo không tổn hao gì cả, bởi vì đã quá mức lâu nên không thể nhìn ra được thần sắc bọn hắn lúc đó. Ánh mắt Úy Chỉ Kim và Hỏa Âm rơi vào ấn ký trong tay 6 người kia. Lộ ra nghi hoặc và vẻ hưng phấn, rất hứng thú muốn nghiên cứu, Lý Vân Tiêu thì lộ vẻ tâm sự nặng nề, nhìn qua trong cung điện kia, lẩm bẩm. Niên đại lâu như thế, bên trong có lẽ không sao chứ? Đột nhiên một giọng nói vang lên trong linh hồn, Yêu Long trầm ngâm nói. Tư thế của những tại thi này, quả thật chính là nghi thức được khắc trên bích họa lối đi bên trong sơn mạch thiên đáng, chứng minh chủ nhân cung điện này, cùng di tích trong sơn mạch thiên đáng kia có liên hệ rất lớn. Hơn nữa từ trên bích họa mà xem, loại nghi thức này tựa hồ là một loại cầu nguyện chi thuật, lực lượng cầu nguyện càng mạnh hàng lâm,
căn cứ theo kết quả trên bích họa, vậy thì bên trong cung điện này có lẽ nên phủ xuống lực lượng kia mới đúng. Thân hình Lý Vân Tiêu chấn động, ánh mắt dần dần ngưng tụ, truyền âm với Yêu Long. Từ tình huống trước mắt mà xem, hẳn là lúc trước ở đây đã xảy ra chuyện khó lường, thậm chí toàn bộ cung điện đều bị một loại lực lượng phong ấn. Vào lúc này chủ nhân cung điện liền bắt đầu thi triển loại cầu nguyện chi thuật này, muốn cầu lực lượng càng mạnh hơn nữa, nhưng... Thanh âm Lý Vân Tiêu trở nên bình tĩnh nói. Nhưng kết quả hiển nhiên là thất bại, bởi vì bọn hắn cũng không thể cải biến hiện trạng, toàn bộ đều tan thành mây khói rồi. Yêu Long ngưng giọng nói. Ý của ngươi là, trong cung điện này cũng không có lực lượng do cầu nguyện được hàng lâm sao? Kén trùng. Lý Vân Tiêu nói. Có lẽ có, nhưng vẫn không đánh lại lực lượng phong ấn từ bên ngoài. Từ miêu tả trên bích họa năm đó mà xem, loại lực lượng này hẳn là bách chiến bách thắng, hơn phân nửa là không cầu nguyện được. Những thấy này cảm giác rất vớ vẩn a, một gã võ giả cường đại, nguồn suối lực lượng nên là nội tâm mình cường đại mới đúng, mà không phải là cầu nguyện gì cả. Võ giả sở cầu chính là lực lượng cường đại trung cực, cho nên mới thông qua bản thân cố gắng siêng năng tu luyện, cũng không phải bị người ban cho, đây chính là võ đạo chi tâm của Lý Vân Tiêu. Chàng trai, vào xem. Úy Chỉ Kim làm thủ thế cho Lý Vân Tiêu, cười chỉ trong đại điện, một mảnh đen kịt. Dùng thực lực của bọn hắn vậy mà cũng không thể thấy được gì, đây tuyệt đối không phải tình huống bình thường. Lý Vân Tiêu làm ra một ngón giữa khinh bỉ, liền cất bước đi vào trong đại điện, hắn gõ một gãi, đầu ngón tay liền nổi lên một đoàn lửa, lúc này mới chiếu sáng toàn bộ hình dáng đại điện. Trên đại điện rộng rãi một mảnh tan hoang tiêu điều, không khó nhìn ra khí thế trước kia, nhưng dù sao nó cũng đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử rồi. Hỏa diễm trên đầu ngón tay Lý Vân Tiêu tự yếu ớt lúc trước đến càng ngày càng sáng ngời, không khí bên ngoài dần tràn đầy toàn bộ đại điện, khiến khí tức rách nát bị thổi đi không ít, đã hơi có chút sinh khí lại. Quả nhiên, không có cái gì. Yêu Long có chút tiếc hận nó. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể thấy được một ít bí mật trong đường hành lang tại Sơn Mạch Thiên Đãng kia chứ. Hoàn toàn chính là một tòa miếu đổ nát nha, còn khiến chúng ta cẩn thận từng ly từng tí nữa chứ. Úy Chỉ Kim có chút thất vọng và bất mãn, siêu tầm bốn phía đại điện, nghi ngờ nói. Kỳ quái, cho dù những người này chết rồi, trong hoàn cảnh bịt kín này ngay cả thi thể cũng được lưu giữ lại, nhưng vì sao không thấy bảo bối huyền khí của bọn họ chứ? Hỏa Âm cũng nhìn quanh mọi nơi, hy vọng có thể có phát hiện, nói. Có phải là chữ vật không gian đã mất đi khống chế, trực tiếp thoát ly huyền khí khống chế, mất phương hướng trong hư không rồi không? Ân. Khả năng này rất lớn, đáng tiếc. Úy Chỉ Kim cũng thương tiếc thở dài. Mai cốt chi địa này thường xuyên sẽ có người nhặt được bảo bối, sao chúng ta không có vận tốt như vậy? Mấy năm trước thậm chí nghe nói có người nhặt được huyền khí cửu giai, còn là vật thời thượng cổ, chân quý dị thường, đáng tiếc người nọ thực lực thấp kém, chỉ có thể dựa theo quy củ ưu tiên bán cho huyết thần cung, mới được 100 triệu nguyên thạch cực phẩm và 10 miếng đan dược cửu giai. Huyết thần cung chiếm lấy khối bảo địa này có trời mới biết đã nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Hỏa Âm nói. Chuyện ngươi nói ta cũng có biết, nghe nói kiện huyền khí cửu giai kia một thanh thần chùy, khẽ vuốt lên còn có lôi điện lập lòe, tên cường giả võ tôn kia sau khi nhặt được chỉ cầm trên tay đã cảm thấy toàn thân run rẩy, bán cho huyết thần cung cũng là một lựa chọn không tệ, chỉ là giá quá rẻ rồi. Lý Vân Tiêu nghe thế liền mở to miệng, sao lại trùng hợp vậy được? Thần chùy trong miệng bọn hắn tất nhiên chính là chui trong cơ thể huyết thú rồi, thì ra có được từ chỗ này, khó trách trên đó còn có khoa đậu kim văn chi lực. Đông! Đột nhiên một tiếng nước nhỏ vang lên, tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại không khác gì sóng lớn cuồn cuộn trong lòng ba người, trong không gian bịt kín vô số thời đại này sao lại có tiếng nước được chứ? Vèo! Ba người lập tức liền xông vào giữa đại điện, tất cả đều dựa lưng vào nhau cảnh giác, nơi đây thần thức vô dụng, toàn bộ đều nhờ hai mắt. Khiến ba người tất cả đều cảm thấy cực kỳ không quen. Đông! Lại một giọt nước nhỏ xuống, ba người lập tức phát hiện ngọn nguồn thanh âm, theo hướng nhìn lại, chỉ thấy trên không một góc đại điện có một thứ như kén nhộng đính ở phía trên, giờ phút này đang hòa tan từng chút một, hóa thành chất lỏng sền sệt nhỏ xuống, bởi vậy mới vang lên thanh âm. Ọt ọt! Ba người cơ hồ đồng thời nuốt ngụm nước miếng, Úy Chỉ Kim sợ hãi nói. Kén tầm lớn vái eo. Hỏa Âm liếc mắt, nói. Chẳng lẽ ngươi chỉ biết tầm sao? Kén côn trùng đều là thế này cả, đại trùng tử này sẽ không còn sống đấy chứ. Lý Vân Tiêu đột nhiên trong nội tâm khẽ động,
nhớ tới lúc ở Khinh Ca Lâm Địa, mấy tên đại yêu kia cũng là thi triển thuật cùng loại phong ấn mình dưới mặt đất, nhìn qua liền thấy được không ít chỗ tương tự, hắn nghĩ vậy lập tức chấn động, thất thanh nói. Các ngươi nói, bên trong có thể có một người đã sống từ rất lâu trước không? Nói cách khác chủ nhân cung điện này có thể vẫn còn sống. Sắc mặt Hỏa Âm khó coi nói. Sức tưởng tượng phong phú là chuyện tốt, nhưng lúc này ta lại không thích, giờ đã qua bao nhiêu năm tháng rồi, sao có thể còn người sống chứ, coi như là võ đế đỉnh phong cũng tuyệt không khả năng. Úy Chỉ Kim liếm lấy môi dưới, chẳng biết tại sao hai má bắt đầu chảy xuống đổ mồ hôi, ngượng ngùng nói. Nói rất đúng, nhưng nếu là chen võ đế đỉnh phong thì sao? Ba người đồng thời đại chấn. Trên võ đế đỉnh phong, vậy thì chỉ có thần cảnh rồi, nếu như trong năm tháng thật sự xuất hiện qua cường giả thần cảnh, vậy thì tuổi thọ của bọn hắn sẽ rất dài, phải chăng có thể vĩnh sinh bất tử? Ọt ọt, Hỏa Âm gian nan nuốt lấy, nói. Thần cảnh, mặc dù là thần cảnh thì cũng không thể bất hủ chứ. Tuy rằng sử thượng cũng không có ghi chép bất kỳ ai bước chân vào thần cảnh, nhưng ở thời đại thần thoại không phải có rất nhiều chân linh sao? Hiện giờ một cái cũng không thấy nữa, hẳn là thọ nguyên hao hết chết đi rồi à. Hai người khác đều trầm mặc, vấn đề thế này không ai có thể trả lời cả, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn trùng kén chậm rãi nở ra. Ta nói, chúng ta có nên chạy trốn không? Hay là chờ xem đồ vật bên trong? Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói. Hai vị võ đế đại nhân, các ngươi có nắm chắc có thể bảo vệ an toàn của ta không? Úy Chỉ Kim lập tức vỗ vỗ bộ ngực cam đoan nói. Đương nhiên là có nắm chắc, cơ hội có thể nhìn thấy chuyện viễn cổ như vậy, sao có thể buông tha được, người yên tâm đi, có hai người chúng ta ở đây, trừ phi thật sự là cường giả thần cảnh hàng lâm, nếu không đều không cần sợ. Nội tâm của hắn lại thầm nghĩ, hộ cái giám A, cho ngươi lưu lại chính là để phòng ngừa vạn nhất, tình thế không đúng thì còn có một con chốt thí, sao có thể để ngươi chạy trước được. Lý Vân Tiêu lúc này mới thở phào một cái, nói. Vậy ta cũng yên tâm. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cảm kích, nhưng sâu trong đôi mắt lại là mỉa mai lạnh như băng. Cách nghĩ của hắn không khác gì Úy Chỉ Kim, nếu có tình huống, hai tên võ đế này chính là tấm chắn tốt nhất rồi. Ba người tất cả đều lẳng lặng nhìn kén trùng dung hợp, ngay khi kén trùng cực mỏng thì đột nhiên linh khí bên ngoài đại điện điên cuồng trào vào, hội tụ tới chỗ kén trùng kia, tốc độ mau kinh người, ba người phảng phất thấy được một đầu linh khí chi hà trực tiếp rót vào trong, đều khiếp sợ không thôi. Buồn nôn, một, Yêu Long trầm giọng nói. Ngàn vạn phải cẩn thận, thứ này nhất định là vì cách ly với ngoại giới bởi vậy mới tự mình phong ấn ngủ say, hiện giờ trắng trợn hút lấy linh khí, đoán chừng là muốn khôi phục. Âm thanh Yêu Long vừa dứt, việc hấp thu linh khí đột nhiên đình chỉ, trên kén trùng đột nhiên phát ra đạo đạo hào quang màu sắc rực rỡ, sinh mệnh lực rất mạnh đang phi tốc sống lại, thân kén rốt cục vỡ ra từng chút một, chậm rãi lộ ra vật bên trong. Ông ông, kén trùng sau khi triệt để hòa tan, bên trong bắt đầu dần xuất hiện thanh âm ông ông, ngày càng nhiều. Ba người ngưng mắt xem xét, lập tức sắc mặt trở nên một mảnh thảm lục, thứ ở trong đó, dĩ nhiên là ngàn vạn côn trùng chen chúc cùng một chỗ. Những côn trùng này nguyên một đám diện mục dữ tợn, trên lưng có sắc ngoài như kim loại, giờ phút này dần dần vỗ cánh bay ra, thoáng cái đã tràn đầy cả đại điện, cũng có không ít con bay thẳng lên, vọt tới bọn hắn. Thanh âm ông ông kia tựa hồ là một loại công kích âm ba nào đó, khiến ba người đều chấn động khí huyết, trong linh đài thức hải gợn sóng quay cuồng. Con em ngươi đấy, thứ gì thế kia? Úy Chỉ Kim đột nhiên mắng to một tiếng, trong hai tay chấp động kim quang, đẩy ra hai bên, lập tức tự căng ra một đạo bình chướng kết giới, bảo hộ ba người vào trong. Hỏa Âm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thét lên không thôi, thiếu chút nữa đã ngất đi rồi. Nữ nhân sợ nhất đúng là những vật này. Huống chi giờ chúng còn đang tung bay đầy trời, nàng ngưng mắt nhìn xuống những tổng số lượng côn trùng kia, lập tức rốt cuộc không chịu được nữa, tại chỗ sụi lơ trên mặt đất. Này, không phải đấy chứ? Úy Chỉ Kim cả kinh tròng mắt giống như chuông đồng, nói. Người giàu gì cũng là võ đế, bị sợ choáng luôn sao? Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy yết hầu một hồi khô khốc, sắc mặt trắng bệch nói. Đừng nói một nữ nhân, dù là ta thấy cũng chịu không được rồi. Người phát hiện ra đây là côn trùng gì chưa? Úy Chỉ Kim lúc này mới cẩn thận nhìn ra ngoài kết giới, cả kinh nói. Thì biệt trùng, sao có thể nhiều như vậy, lợi hại như vậy được? Hắn chính là cường giả võ đế tứ tinh,
giờ phút này khởi động kết giới cũng đã bắt đầu cảm thấy cố hết sức, sợ hãi nói. Không đùa đấy chứ, kết giới của ta không ngờ tiêu hao lớn đến vậy. Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch nói. Số lượng quá nhiều, kết giới của ngươi mỗi lần đều bị công kích mấy vạn lần, đương nhiên sẽ ăn không tiêu rồi. Trên trán hắn mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, hoảng sợ nói. Khó trách bên ngoài đại điện mới có mấy cổ thi thể cầu nguyện, mà trong đại điện lại không có một cái nào. Mặt Úy Chỉ Kim cũng sám ngắt, Lý Vân Tiêu nói hắn cũng hiểu rõ, trong đại điện nhất định có rất nhiều người, tất cả đều là sau khi chết bị đám thi biệt trùng này ăn hết sạch rồi. Hơn nữa thì biệt trùng bình thường cũng chỉ là một loại ký sinh trùng thôi, không có nửa điểm lợi hại, nhưng mỗi đầu này đều là do nuốt chửng đại lượng thi thể cường giả mà biến dị ra, hơn nữa trải qua vô số năm tháng diễn biến, đã sớm trở thành một loại mới rồi. Mẹ nó mau gọi hỏa âm dậy, bảo nàng dùng hỏa thiêu đi, đám côn trùng đều sợ lửa cả. Úy Chỉ Kim giống to lên, tuy rằng lại trèo trống một thời gian ngắn cũng không vấn đề. Những nghĩ đến thuộc tính của đám côn trùng này hắn liền cảm thấy cực kỳ sợ hãi, run rẩy không thôi. Lý Vân Tiêu vội vàng ngồi xổm người xuống vỗ hỏa âm vài cái, lại không có một chút phản ứng. Ta đến. Úy Chỉ Kim nhảy lên, hung hăng giẫm qua một cước, không chút nào thương hương tiếc ngọc giẫm mạnh trước ngực nàng, cả giận nói. Dậy, dậy, mau dậy. Rầm rầm rầm. Dưới mỗi một cước đều chấn ra linh áp rất mạnh. Khiến Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy một hồi áp bách. Nhưng hỏa âm vẫn như chết vậy, không có chút phản ứng nào cả. Úy Chỉ Kim trừng lớn mắt, cả giận nói. Còn không đứng dậy, lão tử sẽ lột sạch ngươi hảo hảo thưởng thức một phen đấy. Trong kết giới vẫn im im lặng lặng không hề có động tĩnh gì. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói. Để ta đánh đi. Hắn thản nhiên nói. Hỏa âm tỉ tỉ, ngực của ngươi thật phẳng a. Cái gì? Hỏa âm lập tức bật lên ra, gào thét lớn xông tới, dùng hai tay bóp lấy cổ Lý Vân Tiêu cả giận nói. Tiểu tử ngươi có phải mù mắt rồi không? Bộ ngực lão nương lớn như vậy mà ngươi lại nói bằng, ngươi thực là muốn chết à, ta bóp chết ngươi. Úy Chỉ Kim đầu đầy hắc tuyến, phẫn nộ quát. Đừng làm rộn, hỏa âm mau thả ra lửa thiêu chết những vật này đi. Lần này hỏa âm mới kịp phản ứng, nhìn qua côn trùng đang gào thét bên ngoài kết giới, nhắm mắt lại cuồng khiếu nói. Côn trùng, lão nương đốt chết các ngươi a, tinh hỏa liệu nguyên, đốt chết chúng. Theo hỏa nguyên tố chi lực trên người nàng dâng lên, toàn bộ trên đại điện hiển hiện một mảnh hỏa tinh, ngày càng nhiều, dần dần thành xu thế lửa cháy lan tràn, so với thi biệt trùng còn nhiều hơn rất nhiều. Tích đấy cách cách, mọi nơi đều vang lên tiếng côn trùng bị đốt cháy, tiếng kêu ông càng gấp gáp hơn vài lần, vang dội và ầm ĩ, toàn bộ lâm vào một mảnh sợ hãi, nhào nhào bay loạn lên. Hỏa diễm vốn là khắc tinh của bọn nó, huống chi hoàng tuyền địa ngục hỏa của hỏa âm cũng không phải hỏa trùng bình thường. Hỏa âm tuy rằng phóng ra đại chiêu, nhưng bản thân cũng không dám mở mắt ra, nhưng nghe tiếng côn trùng bị đốt không ngừng vang lên ở bên ngoài chỉ cảm thấy buồn nôn cực độ. Úy Chỉ Kim lập tức cảm thấy áp lực kịch liệt giảm nhỏ, cười ha hả, nói. Đốt chết đám côn trùng buồn nôn các ngươi. Thần sắc trắng bệch trên mặt Lý Vân Tiêu cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng ánh mắt cũng từ từ trở nên ngưng trọng. Vô số thi biệt trùng ở bên ngoài kết giới bị đốt cháy, rơi xuống trên mặt đất chết đi, rất nhanh chỉ còn lại mấy ngàn đầu, lúc này Úy Chỉ Kim rốt cục cũng phát hiện vấn đề, mấy ngàn đầu còn lại vậy mà không sợ đốt, hỏa diễm vô luận thế nào cũng không thể đốt bọn hắn được chút nào cả. Này, hỏa âm, chớ có biếng nhác a. Úy Chỉ Kim quát to lên, trong ánh mắt lập lòe tinh mang, quả thật phát hiện những thi biệt này có chút bất đồng. Ngọn lửa kia căn bản không đốt được lên người chúng, mà bị một cổ lực lượng vô hình chặn. Lại, sau đó đám thi biệt không chết kia trực tiếp lao xuống từ không trung, rơi vào trong thi thể thi biệt trùng đầy đất bên dưới, bắt đầu thôn phệ thỏa thích. Thoáng cái âm thanh ông biến thành rất nhiều tiếng sơi tái. Hỏa âm có chút mở mắt ra, kinh hãi nói. Làm sao vậy, đã chết hết chưa? Trên mặt đất đều là thi thể sau khi thi biệt trùng bị đốt cháy lưu lại. Nội tạng và tứ chi các loại nhan sắc bị đám thi biệt không chết sơi tái đến loạn thất bát tao, tản mát ra mùi vị tanh tưởi. Quẹ! Hỏa âm vừa mở mắt ra, liền ọe một tiếng phun ra, rốt cuộc không chịu nổi nữa rồi. Mẹ nó nơi quỷ quái gì đây, đi thôi. Buồn nôn, hai. Úy Chỉ Kim cũng cảm thấy toàn thân sợ hãi, mặc kệ những cái này, trực tiếp thu nạp kết giới, cả người hóa thành một đạo quang mang muốn lao ra ngoài.
Lập tức đám thi biệt trùng trên mặt đất liền vọt lên, bao lấy quanh thân hắn, Lý Vân Tiêu và Hỏa Âm thấy thế nội tâm cũng run lên. Đồ đáng chết, cút! Thanh âm úy chỉ kim vang lên, trong đám thi biệt trùng rậm rạp chẳng chịt kia bắn ra mấy đạo kim quang, đế khí cường đại lan tràn ra, trực tiếp chấn đám côn trùng kia không ngừng lui về phía sau, tán đi mọi nơi. Sao lại? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên cực kỳ khó coi, kinh hãi nói. Dưới đế khí cường đại như thế, những côn trùng này vậy mà không chết. Bởi vì thần thức bị phong cấm, bọn hắn hoàn toàn không cảm giác được tình huống đẳng cấp những côn trùng kia, nhưng mặc dù là yêu thú bát giai, cũng không có khả năng chịu đựng được đế khí a. Chẳng lẽ những côn trùng này là cửu giai sao? Ý nghĩ này lập tức khiến ba người đều giật nảy mình, sởn hết cả gai ốc, nếu là ngàn vạn côn trùng cửu giai, cái này còn có để cho người sống không đây? Sắc mặt úy chỉ kim cũng trở nên khó coi, chỗ cửa vào đại điện cũng bị đại lượng thi biệt trùng bao bọc vây quanh, hắn cũng không hiểu vì sao dưới đế khí đám côn trùng này lại không chết, hơn nữa rất nhiều thi biệt trùng đốt không chết sau khi nuốt đại lượng thi thể đồng loại lại đã xảy ra một ít dị biến, ít nhất dường như đã càng thêm cường đại. Thanh âm yêu long truyền đến, nói, những côn trùng này hẳn là cắn nuốt đại lượng thi thể cấp bậc võ đế, lúc này mới tiến hóa ra thân hình không sợ đế khí. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm a. Lý Vân Tiêu toàn thân sợ hãi, nói. Dựa vào ăn thi thể lại thần dị như thế, quả thực quá biến thái. Úy chỉ kim lâm không một chảo, bắt lấy một đầu thi biệt trùng ở gần hắn vào tay, đột nhiên dùng đế khí bao trùm dùng sức bóp mạnh. Ba một tiếng liền tuôn ra chất lỏng màu xanh lá, buồn nôn không thôi. Hừ, ta còn tưởng rằng tất cả đều giết không chết thì ra chỉ là giết không chết thôi. Úy chỉ kim sau khi giết một đầu thi biệt trùng chúa tin tưởng tăng nhiều, hét lớn một tiếng rút ra chiến đao, hai tay vận đủ khí lực, đột nhiên chém xuống một đao, đao mang màu vàng phá không mà lên, hóa thành kim hồng, lập tức chém ra vòng vây thi biệt trùng ở cửa đại điện, hiện ra một lối đi, hắn liền hóa thành một đạo kim quang muốn lao ra. Đột nhiên một cái bóng dáng màu đen dùng tốc độ cực nhanh từ trên trời lao xuống, bóng đen kia lớn như bồn tắm, bốn phía tản mát ra lục quang sâu kín. Vậy mà nhảy vào trong kim quang kia, đụng vào úy chỉ kim. Phanh! Úy chỉ kim toàn thân chấn động, bị một cổ cự lực đánh úp lại, vậy mà bị đánh lui về. Hắn kinh hãi ngưng mắt nhìn lại, đột nhiên hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, thứ trước mắt dĩ nhiên là một đầu thi biệt trùng cực lớn. Quẹ! Hỏa âm nhìn xa xa, dạ dậy thật vất vả bình phục lần nữa trở nên mất trật tự, lại dốc sức liều mạng nôn mửa lấy. Lý Vân Tiêu cũng giật mình không thôi, thì biệt trùng hình dạng cực lớn này cũng là một giáp xác, trên đó có mấy điểm màu trắng lấm tấm, rậm rạp chằng chịt, khiến người vừa nhìn phía đã cảm thấy da đầu run lên, đại não cũng như muốn nổ tung lên. Quẹ! Lý Vân Tiêu cũng không chịu nổi nữa, xoay người dốc sức liều mạng phun ra. Trên mặt úy chỉ kim hoàn toàn không có chút máu, đột nhiên nắm chặt chuôi đao, đế khí cường đại bạo phát ra, đao mang không ngừng chớp động trên đại điện. Khí uẩn vê tản ra, khiến đám thi biệt trùng ở gần hắn đều nhao nhao cảm thấy không khỏe, rời đi xa ra, không ít đầu bay thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu biến sắc, vội vàng hô. Hỏa âm tỉ tỉ, đừng nôn nữa, côn trùng đã đến. Hỏa âm đột nhiên cả kinh, sát khí trên người cũng bạo phát ra, từng vòng hỏa hệ chi lực tản ra bên người nàng, lãnh đạm nói. Trốn đến sau lưng ta không tin những côn trùng này thật không sợ lửa. Nàng hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, một đạo hỏa diễm khủng bố chậm rãi ngưng thành trong hai tay nàng, kết thành một đạo ấn quyết đánh ra, nhiệt độ bốn phía bỗng nhiên bay lên, dưới sự chiếu rọi của hỏa diễm hơi thảm hoàng, lộ ra sát khí rất mạnh. Lý Vân Tiêu hơi kinh hãi, lực lượng ngọn lửa này tuy rằng so ra kém phượng hoàng thần hỏa của hắn, nhưng cũng rất cường đại rồi, đặc biệt là ở trong tay võ đế thi triển ra, đủ để hủy thiên diệt địa. Mà giờ khắc này khí thế trên người úy chỉ kim cũng tăng lên tới cực điểm, chiến đao trong tay run rẩy kêu to, đại lượng đế khí không thể khống chế từ trong đao mang tràn ra, trên người một mảnh vàng chói. Hai gã võ đế rốt cục không thể nhịn được nữa bạo nộ rồi, khí tức trên thân ngập trời mà lên, màu sắc một vàng một đỏ chiếu rọi lẫn nhau, tất cả thi biệt trùng đều bị khí tức khiếp người kia không ngừng ép về sau, bột bột nhao nhao tản ra mọi nơi. Dọc theo biên giới đại điện chạy trốn đến bên người con thi biệt cực lớn kia. Đầu thi biệt cực lớn kia đột nhiên hé miệng khẽ hấp, một đạo vòng xoáy giống như khí lưu hiển hiện bên miệng nó, linh khí kinh thiên liền bị hút vào, tình huống giống như dũng mãnh tràn vào kén trùng lúc trước vậy.
không chỉ linh khí bị nó hút vào trong miệng, mà ngay ngàn vạn đầu thi biệt trùng kinh thiên bị đốt không chết kia cũng nhao nhao bị nó hút vào trong miệng, tiếng nhai côn trùng liên tục vang lên khiến người sởn hết cả gai ốc. Úy Chỉ Kim cảnh giác nói, cẩn thận đầu đại trùng tử này, vừa rồi va chạm với ta một cái vậy mà hoàn toàn không có việc gì, ít nhất cũng là côn trùng cấp bậc võ đế rồi. Hỏa âm toàn thân hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, sớm đã không chịu nổi hoàn cảnh nơi này rồi, nàng lạnh lùng nói. Quản nó là tồn tại gì, dưới địa ngục hỏa của ta chỉ có một đường hoàng tuyền thôi. Hai người xúc thế mạnh mẽ, khiến cả đại điện cũng trở nên rung rung, đao mang lợi hại và hỏa diễm u minh lập lòe lẫn nhau, những thi biệt trùng nhỏ kia nguyên một đám bị đánh bay, đều rơi vào trong miệng thi biệt trùng lớn. Ồ ồ! Trong miệng thi biệt trùng lớn kia đột nhiên phát ra thanh âm cổ quái, nó khẽ nâng thân thể, mấy cái tay chân không ngừng múa trên không trung, vậy mà hóa ra từng đạo ấn phù. Cái gì, đầu côn trùng này lại biết kết ấn sao? Ba người đều triệt để choáng luôn, chẳng lẽ vật ấy còn có thần trí cực cao sao? Nguyên một đám đều lộ vẻ hoảng sợ. Hai vị, chiêu thức của các ngươi khống chế trong tay chẳng lẽ chỉ vì hù dọa đối phương thôi sao? Vẻ mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, lạnh lùng nói. Hai người Úy Chỉ Kim và Hỏa Âm nhìn nhau, trong con ngươi lóe ra vẻ kiên quyết, thật sự bọn hắn ý hù dọa đối phương, hy vọng có thể bức lui những côn trùng này. Dù sao lấy lực lượng của bọn hắn, dưới một kích liên thủ, toàn bộ cung điện sẽ triệt để khó giữ được, trong điện có lẽ còn rất nhiều bí mật, bọn hắn không muốn bị phá hủy. Huyền khí. Hơn nữa hai người còn có kiêng kỵ lớn nhất, đó chính là chấn động quá lớn, khí chấn trời cao sẽ bị cửu âm hạo nguyên sát trận của huyết thần cung bắt được, đây là chuyện mà bọn hắn không hề muốn thấy. Nhưng theo 7-8 tay chân của thi biệt trùng lớn kia không ngừng kết thủ ấn, linh áp tản mát ra khiến bọn hắn cũng cảm thấy một tia nguy hiểm, cùng với không đường có thể đi, phải buông tay đánh cược một lần. Trong mắt Úy Chỉ Kim lóe lên vẻ tàn khốc, cổ tay phải đột nhiên khẽ động, chiến đao long cong một tiếng tách ra trên không trung, hóa thành 7-8 chuôi, một đạo đao quang cực kỳ chói mắt đột nhiên hiển hiện, thân đao tức thì chém xuống, tiếng cắt đứt vang lên không thôi. Bất động đao vương. Úy Chỉ Kim hét lớn một tiếng, đao mang ầm ầm chém xuống thân thể thi biệt lớn, trong chốc lát 7-8 đạo đao ảnh chấn động điệp ra lên từng cái, một đạo tiếp lấy một đạo. Ầm ầm, cửu thiên đế khí phóng lên trời, chạm lên thi biệt lớn, đế khí chấn tứ tán, ấn quyết trước người thi biệt lớn kia bị chém nát bấy, đao mang trực tiếp bổ vào trên người, không gian bốn phía cũng bị run rẩy. Chuyện gì xảy ra thế? Đồng tử Úy Chỉ Kim bỗng nhiên phóng lớn. Hoảng sợ nhìn qua phía dưới kim quang, thi biệt lớn vốn cho hẳn phải chết không thể nghi ngờ lại vẫn im lặng không nhúc nhích trong đó, trên người lại không hề có dấu vết bị thương, ngược lại có một cổ lực lượng khủng bố bắt đầu tràn ra trên người thi biệt, xuyên thấu qua dư âm đao mang còn lại truyền đến. Hỏa âm cũng biến sắc, khiếp sợ dị thường. Vừa rồi lực lượng một đao kia của Úy Chỉ Kim đã không thua kém gì mình rồi, vậy mà lại không thể tạo thành tổn thương cho thứ này, như vậy hỏa diễm của mình hơn phân nửa cũng vô dụng. Nàng thoáng cái giật mình, không biết làm sao. Lý Vân Tiêu cũng có rút đồng tử, hắn đã có thể đoán được thực lực Úy Chỉ Kim có lẽ tương đương với Mạc Tiểu Xuyên, nhưng lại kém thần kiếm của Mạc Tiểu Xuyên, đối chiến thì hẳn phải thua không nghi ngờ, mà lực lượng phòng ngự của thi biệt lớn kia cũng khiến hắn đột nhiên nhảy dựng. Giờ phút này khí tức phát ra trên người thi biệt lớn hắn cũng cảm nhận được, loại khí tức này xuyên thấu qua thân thể, khiến hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Đây là... Lý Vân Tiêu đột nhiên bắt được một cảm giác quen thuộc, lộ ra vẻ khiếp sợ, hai mắt đột nhiên ngưng lại, vụng trộm thi triển đồng thuật, ánh mắt chiếu thẳng tới trên người thi biệt lớn, muốn triệt để nhìn thấu nó. Huyền khí. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, kinh hãi kêu to đến. Thứ này dĩ nhiên là một kiện huyền khí, trời ạ, sao lại sinh ra tánh mạng được chứ? Dưới ánh mắt của hắn, trong cơ thể thi biệt lớn ngoại trừ cấu tạo tánh mạng ra, lại có khí uẩn chấn động rất mạnh. Hắn thân là thuật luyện sư rất dễ dàng đã bắt được, khó trách cổ lực lượng kia lại quen thuộc như thế, dĩ nhiên là khí uẩn, chỉ là trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp thôi. Huyền khí. Úy Chỉ Kim không nhìn được cười lên nói. Ha, ha ha, tiểu tử ngươi bị sợ tráng váng rồi sao? Sắc mặt Lý Vân Tiêu lại ngưng trọng trước nay chưa từng có, thì thào lẩm bẩm. Điều này sao có thể? Huyền khí nhiều lắm chỉ sinh ra khí linh. Khí linh cường đại một chút nhiều nhất cũng chỉ thoát ly gồng cùng huyền khí, trở thành tồn tại ngao du thiên địa thôi, tuyệt không khả năng khiến bản thể biến thành sinh mạng thể A, cái này.
Lần này, hắn triệt để phát mộng rồi. Hỏa Âm nhìn hắn nói ra một đống lớn đạo lý, tựa hồ không giống như đang nói giỡn, trên trán chảy xuống hai hàng mồ hôi, nói. Ngươi là nói thật sao? Thì biệt lớn kia sau khi nhận lấy một đao của Úy Chỉ Kim, trong thân thể đột nhiên phát ra thanh âm như kim loại, thật giống như máy móc đang không ngừng tổ hợp lại, một cái đầu lâu trực tiếp cong xuống, gập vào trong vỏ kim loại sau lưng, hơn 10 cái tay chân thật nhỏ toàn bộ đều uốn lượn lấy, làm thành bộ dạng chạy nước rút. Đây là, đao. Úy Chỉ Kim thoáng cái choáng váng, bộ dáng thì biệt lớn giờ phút này quả thật giống như nửa đoạn của một thanh đoản nhận vậy, hắn hít một hơi lạnh, sợ hãi nói. Tiểu tử, lời ngươi vừa nói là thật sao? Vèo. Thì biệt lớn kia vọt mạnh lên, không gian trực tiếp bị chém thành hai khúc, đao mang cực lớn xông bắn lên người, đột nhiên chém về phía Úy Chỉ Kim. Lần này Úy Chỉ Kim và Hỏa Âm không còn hoài nghi nữa, thứ này thật sự là một thanh đao a, hơn nữa còn là một thanh đao còn sống. Úy Chỉ Kim đột nhiên rót toàn lực vào trong đao, cũng lập tức chém ra ngoài, hai đạo đao mang rất mạnh đụng vào nhau, chấn ra linh áp cực lớn, như thiểm điện bắn ra bốn phía. Phanh! Hai đao va chạm vào nhau, thân thể Úy Chỉ Kim lại bị đánh bay ra, trực tiếp chấn lên vách tường đại điện, nổ nát cả mặt vách tường. Cái này, chuôi đao này nhất định là huyền khí cửu giai. Lý Vân Tiêu cũng kinh hãi không thôi, đột nhiên linh quang lóe lên, lớn tiếng nói. Ta hiểu rồi, thì biệt này vốn chính là quái vật rất mạnh, bị thuật luyện sư cường đại bắt lấy coi như tài liệu luyện chế ra huyền khí. Về sau chủ nhân huyền khí sau khi chết trong đại điện này, nó chẳng biết tại sao lại tự mình sinh ra linh trí. Hỏa Âm bị suy luận của hắn dọa khiếp sợ nói không nên lời, nghe qua cảm thấy cực kỳ hoang đường, nhưng tựa hồ cũng chỉ có một loại giải thích như vậy. Thanh âm yêu long truyền đến, dĩ nhiên là tiếng cười trêu tức, nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng thân thể bán yêu bán khí của hồ lô tiểu kim cương kia đã là thiên cổ có 102 rồi, không thể tưởng được thật lâu trước kia đã có rồi. Lý Vân Tiêu mặt đen lên, ngượng ngùng truyền âm nói. Cái này khác, hồ lô tiểu kim cương là huyền khí và yêu thú kết hợp, khám nạm vật thể không có sự sống vào trong vật thể đã có tánh mạng, nói cho cùng hồ lô tiểu kim cương vẫn là thạch thú. Nhưng bản thân thì biệt đao chính là tử vật, lại trở thành vật còn sống, cái này cũng thật quá bất khả tư nghị rồi. Yêu Long đột nhiên trong nội tâm khẽ động, nói. Ngươi nói có phải lực lượng mà những người kia cầu nguyện ra đã hoạt hóa đao này không? Không có khả năng. Lý Vân Tiêu quả quyết lắc đầu nói. Không nói đến lực lượng kia quá mức hư vô mờ ảo, cho dù thật sự có, vậy thì hoạt hóa thì biệt đao để làm gì? Tuy rằng bây giờ nhìn qua có vẻ cường đại, nhưng cũng chỉ là cấp bậc võ đế bình thường thôi, trong trận biến cố năm đó căn bản không có tác dụng gì cả. Thi biệt này nhất định là sau biến cố mới sống lại, hơn nữa thông qua sinh hạ đại lượng thi biệt nhỏ để thôn phệ thi thể, nó lại thôn phệ thi biệt nhỏ. Sau đó lực lượng dần dần yếu dần, sau đó liền phong ấn mình lại. Yêu Long cau mày nói. Ngươi nói cái này nghe thật ác tâm a. Vậy nó rốt cuộc làm sao phục sinh hả? Nếu không có lực lượng cái thế, ngươi đã từng nghe qua có ai có thể chê mà phục sinh chưa? Hoa Viên, 1. Phục sinh. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ngươi nghĩ sai rồi, thi biệt này là tánh mạng mới huyền khí mới sinh ra, mà không phải là thi biệt đã chết đi trước kia. Hắn nhíu mày nói, không linh chi vật hiển hóa ra cũng chỉ là chuyện thường, nhưng loại khiến bản thể trực tiếp xuất hiện tánh mạng này, cái này. Hắn cũng thoáng cái sửng sờ, không biết chuyện gì xảy ra cả. Dầm ào ào, Úy Chỉ Kim đứng lên từ đống đá vụn kia, vẻ mặt đều là khiếp sợ khó có thể che giấu, giơ tay lên chiến đao trong tay xem xét, trên đó lại bị chấn ra một đạo lỗ hồng. Cây chiến đao này của hắn chính là huyền khí bát giai. Nhưng dưới một chiêu đã trực tiếp rơi vào hạ phong, hắn kinh hãi lẩm bẩm. Cái này, thứ này thật là huyền khí. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn lại, sau khi Úy Chỉ Kim làm vỡ nát phách tường liền lộ ra cảnh tượng sau đại điện, lại là một mảnh hoa viên, chỉ có điều tuế nguyệt trôi qua, chỉ còn lại núi đá, nước suối và hoa cỏ đã sớm chết đi, vậy mà cũng thành hóa thạch rồi. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn liếc mắt đã nhận ra không ít hoa cỏ. Vậy tất cả đều là thiên tài địa bảo cửu giai đỉnh cấp A, coi như là trong hóa thần hải, tổn lượng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại còn có một ít thứ ngay cả hắn cũng không nhận biết. Giờ phút này, thì biệt lớn kia sau khi đánh một chiêu với Úy Chỉ Kim tựa hồ lá gan càng thêm lớn, thời gian dần qua đi tới chỗ ba người,
miệng không ngừng ăn vào vô số thi thể thi biệt nhỏ, khiến người sởn hết cả gai ốc. Đáng chết, thử xem hoàng tuyền địa ngục hỏa của ta đây. Hỏa âm thấy vật kia càng ngày càng gần, nội tâm một hồi sợ hãi, cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng, trong tay kết ấn, hỏa diễm đầy trời thu vào trong trường, theo ấn quyết kia cùng nhau đánh xuống. Sóng nhiệt cực lớn mang theo hỏa diễm lan tràn khắp bốn phương tám hướng, nhiệt độ lập tức liền tăng lên không biết bao nhiêu độ, ít đá vụn dưới chân úy chỉ kim cũng bắt đầu hòa tan ra, trong toàn bộ đại điện phảng phất như một cái lồng hấp vậy. Hỏa âm mở ra quyết ấn, hỏa diễm kinh khủng xông tới, đại thi biệt tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ, bỗng nhiên lui về phía sau, khí quan trên người đều co rút lại, bộ dáng tựa như thập phần cẩn thận. Vô luận là huyền khí hay là sinh mệnh, đối với hỏa diễm đều sẽ hoảng sợ bẩm sinh, đại thi biệt cũng không ngoại lệ, hai tròng mắt cơ hồ nhìn không thấy bỗng nhiên lóe ra lục quang, trên thân thể dần dần nổi lên từng đạo quang mang, tựa hồ có điều dị động. Con người của Lý Vân Tiêu ngưng tụ lại, nói. Cẩn thận thứ đồ này tựa hồ muốn phản công. Hỏa âm hơi biến sắc mặt, rồi đột nhiên thấy đại thi biệt trong nháy mắt vọt lên, quang trạch trên người của hắn dĩ nhiên nổi lên đao mang. Vào giờ khắc này bắt đầu lấp lánh, mạnh mẽ nhảy vào trong biển lửa. Thứ này dĩ nhiên biết lấy tiến làm lùi, lấy công làm thủ, đao quang bao bọc thân thể của đại thi biệt, lao về phía hỏa âm. Hỏa âm sắc mặt đại biến, quyết ấn trong tay biến đổi, hỏa diễm nhất thời mạnh mẽ nổ tung. Ầm ầm, hỏa diễm tứ tán, đao mang tuy rằng bị tiêu diệt không ít, nhưng vẫn như cũ hàn quang chớp động, từ trung tâm bạo tạc lao ra, lấy thế không thể địch nổi chém về phía hỏa âm. Ngay lúc hỏa âm kinh hãi, cánh tay vẫn luôn khoát lên bả vai nàng, không gian trong nháy mắt vặn vẹo, Lý Vân Tiêu mang theo nàng một đạo thuấn rời khỏi, trực tiếp rơi vào phía sau thân của Uất Chỉ Kim. Một đao của đại thi biệt chém vào khoảng không, lộn mấy vòng trên không trung, lại xúc thế hướng phía ba người chém tới. Uất Chỉ Kim mạnh mẽ giơ đao lên, đao mang nổi lên, chém ngang tới. Thân thể của đối phương là cửu giai huyền khí. Đối với bọn họ mà nói hầu như chính là bất phôi chi thân, lúc này còn đánh như thế nào, do đó Uất Chỉ Kim cũng chỉ bất quá bị động phòng ngự, đã không có lòng thủ thắng. Một đao chém ở trên người đại thi biệt, lần thứ hai bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Mẹ nó, thật là quái quỷ. Uất Chỉ Kim nổi giận mắng. Cùng một kiện huyền khí tranh đấu, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, ta thật hoài nghi mình đang nằm mơ. Hỏa âm cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu một cái, nói. Chính ngươi cẩn thận chút. Nàng liền lấy ra một chiếc vòng bằng đồng, phóng đại ở trong tay, cũng theo đó xông vào trong chiến trường, cùng Uất Chỉ Kim liên thủ ngăn địch. Huyền khí trong tay hai người cũng chỉ là bát giai mà thôi, không phải mỗi người đều giống như Lý Vân Tiêu đều là thổ hào, có một đống cửu giai huyền khí. Ở thiên vũ giới, phụ đế không có cửu giai huyền khí quá nhiều, đặc biệt những tán tu võ giả kia, có thể có một kiện cực phẩm bát giai huyền khí cũng đã cười không khép được mồm. Thanh âm huyền khí va chạm không ngừng truyền đến, khắp nơi là lực lượng cường đại ba động và các loại linh áp đánh văng ra, ở dưới sự liên thủ của hai người Uất Chỉ Kim và Hỏa Âm, dĩ nhiên chiến một thế hòa. Chỉ bất quá sắc mặt của hai người đều là càng ngày càng khó coi, bởi vì bát giai huyền khí trong tay bọn họ dần dần chống đỡ hết nổi, tùy thời đều sẽ có khả năng tan vỡ. Lý Vân Tiêu lại là ở một bên lẳng lặng quan khán, đồng thời quan sát cái hoa viên này. Thanh âm của yêu long truyền đến nói. Ngươi không đi lên hỗ trợ, đợi lát nữa hai cái tấm chắn này treo lên rồi, ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lý Vân Tiêu cười nói. Nào có dễ dàng bị treo lên như vậy, hai người này cũng đều là tứ tinh vũ đế, thiệt thòi ở chỗ huyền khí quá rác rưởi, chí ít còn có thể chống đỡ thời gian một nén nhang nữa. Cũng không biết lực lượng của thi biệt đao là làm sao, chẳng lẽ là vô cùng vô tận. Hắn lập tức tự mình hủy bỏ loại phán đoán này, nói. Mặc dù là huyền khí, sau khi tiêu hao quá lớn cũng sẽ suy yếu, cần lại tẩm bổ lần nữa mới có thể phát huy ra đỉnh phong lực lượng. Thì biệt đao này có một chút thật là giống với hồ lô tiểu kim cương, đó chính là vốn có huyền khí và sinh mạng song trọng thuộc tính, trải qua vô số năm tháng phong bế, tiêu hao chỉ là thuộc tính sinh mạng của nó, mà huyền khí thuộc tính lại ở trong thời gian này càng ngày càng mạnh. Uất Chỉ Kim và Hỏa Âm cũng thật là khá, lấy tu vi tứ tinh vũ đế dĩ nhiên có thể cùng một thanh cửu giai huyền khí hoàn toàn giải phong chiến một bình thủ. Choáng nha, hai người kia cũng là tứ tinh vũ đế a. Yêu Long không đồng ý lắc đầu nói. Chủ yếu là đao này quá mức cổ quái, nếu là cửu giai huyền khí thông thường,
coi như là trạng thái hoàn toàn giải phong cũng không có khả năng áp chế hai gã tứ tinh vũ đế. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ tươi cười, truyền âm nói. Bất kể như thế nào, có một cái quái vật như thế thay ta áp chế hai người này cũng tốt. Ta hiện ở trong lòng mơ hồ có suy đoán, không biết có chính xác hay không, nếu như có thể xác minh được suy nghĩ trong lòng ta, chuyến đi này thực sự sẽ có thu hoạch lớn. Hoa viên, hai. Hắn lập tức không để ý tới hai người và thi biệt đao chiến đấu nữa, mà là bắt đầu ở bên trong vườn đi dạo, nhìn hoa cỏ đã bị hóa thạch, cảm giác một trận tiếc nuối, bởi đại lượng linh khí bắt đầu từ bên ngoài tràn vào, các loại hóa thạch nơi đây cũng bắt đầu theo từng cái phong hóa, trở thành cho tàn. Ầm ầm. Đột nhiên một đạo linh áp từ ba người trên chiến trường chấn bắn tới, đánh vào trên núi đá tại trung ương hoa viên, dĩ nhiên nổi lên một đạo quang mang, đem linh áp bắn văng ra. Ân, là chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu cả kinh, thân ảnh lóe lên đến trên núi đá, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra xem, lúc trước đạo linh áp mạnh mẽ dĩ nhiên không có để lại chút vết tích nào. Hiu! Ngay khi Lý Vân Tiêu rơi vào trên núi đá, xa xa thì biệt đao bỗng nhiên bỏ lại hai người uất chỉ kim, hướng tới Lý Vân Tiêu phi chém mà đến, tựa hồ cực kỳ không muốn hắn quan sát tình huống của núi đá này. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày, xoay người đã thuấn di tránh ra, khiến thi biệt đao trực tiếp chém vào khoảng không. Thi biệt đao tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là lực lượng cường đại, cũng không thể phong tỏa và chấn áp không gian, do vậy Lý Vân Tiêu trái lại cũng không e ngại vật ấy, lấy thuấn di cùng thân hóa lôi điện của hắn muốn chạy là chuyện hết sức dễ dàng. Tiểu tử, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hai người uất chỉ kim cũng phát hiện dị thường bên này, giật mình hỏi. Hai người liều mạng vận công khôi phục nguyên khí, nếu là cường giả có chút của cải đã sớm bắt đầu ăn đan dược, bọn họ những tán tu này từ trước đến nay thói quen tiết kiệm, có một chút đan dược đều cất giấu giống như bảo bối, không phải vạn bất đắc dĩ căn bản không nỡ lấy ra. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn thi biệt đao ghé vào trên núi đá, nhàn nhạt nói rằng. Không biết, phía dưới thứ này tựa hồ có cấm chế, nhưng lại không kém, không chừng có bảo bối gì đây. Hắn vừa nói ra lời này, uất chỉ kim nhất thời trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nói. Uổng phí khí lực lớn như vậy, cuối cùng cũng có chút manh mối. Hỏa âm lại là lãnh tĩnh hơn nhiều lắm, dội nước lã nói. Trời biết bên trong có cái gì, nói không chừng lại là một cái huyền khí sống khác, chúng ta lúc này đây có thể sống đi ra ngoài hay không cũng là vấn đề. Uất chỉ kim ngẩn ra, lời này thật đúng là khiến hắn kiêng kỵ, cùng với thi biệt đao đánh lâu như vậy, quả nhiên là hết sức buồn bực, đối phương rốt cuộc có trí tuệ không bình thường hắn cũng không biết, trái lại chiến đao âu yếm trong tay, đã sứt mẻ không trọn vẹn, linh khí đã sớm hết, muốn chữa trị đều rất khó. Chiếc vòng bằng đồng của hỏa âm cũng như vậy, khiến cho nàng thương yêu không dứt, nếu như lại chạy một thi biệt đao đồng loại, không nói đến mọi người có thể chạy được hay không, chí ít huyền khí sẽ triệt để bị hủy. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Đến tình trạng này rồi, hiện tại thứ này cũng không đuổi theo các ngươi, có khả năng lớn rời đi. Nhưng, các ngươi bỏ được sao? Hai người đều là sửng sốt, đều cười khổ không thôi, đã đi tới bước này, nếu không thể thăm dò hết bí mật bên trong cung điện này, sợ rằng đời này đều là tiếc nuối. Uất chỉ kim chân mày cau lại, lãnh đạm nói. Tiểu tử, từ đầu đến giờ đều là chúng ta khổ sở hợp lực. Ngươi một điểm lực lượng cũng không có bỏ ra, bây giờ là có phải đã đến lúc ngươi xuất chút lực rồi không? Lý Vân Tiêu cười nói. Uất chỉ đại nhân, lời này ngươi nói thật không biết xấu hổ. Đối thủ mà hai vị vũ đế đều bắt không được lại để cho ta đi lên. Ta chết đối với ngươi có chỗ tốt gì? Huống hồ trên người ta còn bị ngươi hạ cấm chế, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Yêu Long nghe được ở trong linh hồn hắn khinh bỉ một trận. Nếu nói cấm chế sớm đã bị Minh Nguyệt Thần Quang hóa giải. Lý Vân Tiêu không ngừng rượt dây hai người này mở đường, bản thân lại bảo tồn thực lực, chờ đợi trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nga, không hẳn vậy đi, ta xem ngươi độn thuật rất cao minh, thứ này không có biện pháp bắt được ngươi. Uất chỉ kim tựa hồ cũng học được thông minh, lạnh lùng nói. Ngươi có thể xuất thủ đem nó dẫn dắt rời đi, sau đó hai người chúng ta liên thủ phá cấm chế. Bằng không lấy tu vi của ngươi cũng không phá hết cấm chế, không bằng phát huy chút nhiệt lượng thừa, làm một ít cống hiến đi. Hỏa âm cau mày nói. Uất chỉ kim, lúc này hoàn còn đùa giỡn tâm cơ thủ đoạn gì nữa, huống hồ tiểu tử này đã bị cấm chế của ngươi nắm trong tay, ngươi hà tất để cho hắn đi chịu chết.
Hỏa Âm nể tình vừa rồi Lý Vân Tiêu giúp nàng một lần, đối với hắn rất có hảo cảm. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Hỏa Âm tỷ tỷ, không sao cả. Nếu Uất Chỉ đại nhân nói như vậy, ta đây sẽ tạm thời thử một lần. Câu trả lời của hắn khiến hai người đều sửng sốt một chút, Uất Chỉ Kim cũng có chút giật mình, hắn bất quá là nói ra mấy câu oán giận mà thôi, cũng không thực sự trông cậy vào Lý Vân Tiêu động thủ. Lý Vân Tiêu lâm không bước lên, hai tay ở trước người kết ra một đạo phù sinh ấn, khẽ quát một tiếng đã chân áp xuống. Một đạo kim quang ấn quyết ở trên bầu trời tiểu viện hiện lên rơi xuống, ấn quyết cấu tạo tinh xảo khiến hai gã vũ đế nhìn giật mình không thôi, rõ ràng đây cũng không phải là chiêu thức phổ thông. Hai người thần tình đều ngưng lại, làm xong chuẩn bị xuất thủ phá cấm chế, chỉ cần thi biệt đao vừa rời khỏi liền lập tức xuất thủ. Siêu! Vật kia trí tuệ tựa hồ thật sự không cao, vừa nhìn thấy công kích tới, liền lập tức xúc thế, mạnh mẽ hóa thành đao mang xông tới, lập tức đem tinh mỹ phủ sinh ấn đánh tan, thế đi không giảm chém thẳng tới Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, không gian lấy hắn làm trung tâm vặn vẹo, thoáng cái đã biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Thì biệt đao từ tàn ảnh do hắn lưu lại trong nháy mắt xuyên qua, hóa thành một đạo quang mang bay về phía trên cao, vòng vo mấy vòng mới ngừng lại, biến trở về hình dạng thì biệt trùng ngủ đông ở phía trên. Lúc này, lưỡng đạo quang mang trong nháy mắt rơi vào trong núi đá, nổi lên kim quang hỏa mang, chính là Uất Chỉ Kim và Hỏa Âm trong sát na xuất thủ, muốn phá vỡ cấm chế. Tất 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 tất, trên bầu trời thì biệt đao đột nhiên phát sinh thanh âm cuồng nộ. Một cổ khí uẩn chi lực cực mạnh khuếch tán ở trên bầu trời, một đạo quang mang chói mắt hạ xuống. Mọi người thất kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời vật kia đã không còn hình dạng xấu xí, mà là hóa thành một thanh bảo đao cao lớn sáng loáng, vắt ngang trời cao. Mà ở trên không trung càng hiển hóa ra một đạo hư ảnh màu đen, hư ảnh kia bắt lấy thi biệt đao, trong giây lát lại có cảm giác như giang hải bốc lên, núi cao sụp đổ, ảnh tử giơ cao thân đao lên. Rốt cục chém xuống một phát. Toàn bộ hoa viên đều ánh vào ở trong đao mang kia, tựa hồ trong thiên địa chỉ có một mảnh đao thế giới. Nước suối, một. Cổ đao mang và võ ý này đó là lực lượng chủ nhân trước của thi biệt đao sao? Vô số năm tháng, dĩ nhiên võ ý bất diệt. Lý Vân Tiêu thất kinh, nhưng trong mắt cũng dấy lên chiến hỏa hừng hực, bị phong thái của tuyệt đại cường giả đã chuyển kiếp vô số năm chấn động, nhiệt huyết dâng trào thiêu đốt. Đừng có làm kiêu, tránh đi. Một đao này không tránh né, ngươi sẽ xong đời. Thanh âm lười biếng của yêu long truyền đến, cười ha hả. Trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang chớp động, ở dưới đao quang kia trở nên sắc bén, lại cuối cùng tiêu thất, khôi phục lại một mảnh yên tĩnh như nước, than thở. Rất hoài niệm năm xưa cùng tuyệt đại cường giả đánh một trận A, hiện tại cả ngày co đầu rút cổ, gặp phải mấy tên dế nhũi vũ đế cũng phải trốn trốn tránh tránh, dụng hết tâm cơ. Yêu Long hừ nói, còn không phải là do chính ngươi tạo thành, thu liễm tính cách chút đi, tìm một chỗ không người ẩn trốn, hoặc giả trở về Viêm Vũ Thành chuyên tâm tu luyện, chờ đến khi trở về Vũ Đế Đỉnh Phong, đám gia hỏa vớ vẩn và tông môn này chính là ngươi ngay cả liếc mắt nhìn cũng không có hứng thú. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, nếu như vậy, ta còn là chính mình sao? Hắn và Yêu Long trong sát na giao lưu kết thúc, toàn bộ thân ảnh chợt tiêu thất ở tại chỗ, trốn tránh đi. Một đao này chung quy chỉ là ghi ấn xuống võ ý ngưng tụ trong ký ức của thi biệt đao, cũng không giống như cửu thiên đế khí có thể có tắc chi lực phong thiên tỏa địa quy, căn bản vô pháp ngăn cản Lý Vân Tiêu thuấn di. Mà Uất Chỉ Kim và Hỏa Âm lại thảm rồi, sắc mặt hai người trắng bệch, ở dưới một đao này cảm nhận được chỗ sâu trong linh hồn rung động và sợ hãi, không có chút thời gian suy nghĩ nào, hai người trước tiên đem toàn bộ lực lượng của mình bộc phát ra, kim sắc đao mang lấp lánh cùng hỏa diễm hỏa sắc bất phàm. Hai cổ lực lượng hội tụ cùng một chỗ, xông thẳng lên trời, chống lại đao khí vô tận. Đao mang và hỏa diễm chi lực ở dưới đao mang kia chống đỡ được chốc lát, rồi tựa như lâu đài đổ sụp mà tan rã ra, hai người liên thủ hạ vẫn như cũ không địch lại một đao của thi biệt kia, bị kinh khí to lớn đánh văng ra, giống như lá cây phiêu linh trong gió, theo khí lưu cuốn bay rơi xuống. Phốc, phốc, hai người đều là bị đánh bay thật xa, phun ra một ngụm máu lớn. Trong mắt một mảnh kinh hoàng không ngớt. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu dần dần xuất hiện ở không trung, cảm thụ được dư ba chấn động trong không khí sau khi đao mang qua đi, lộ ra biểu tình hướng tới, hắn ngưng mắt nhìn xuống, đại thi biệt lúc này đang ghé vào trong núi đá,
mà núi đá ở dưới cực lực bổ xuống vừa rồi đã nứt ra, một cổ lực lượng kỳ dị từ bên trong nổi lên. Dĩ nhiên một suối nhỏ chảy ra, ở trong khe nứt của núi đá chậm rãi chảy qua, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh ra rêu xanh biếc, nơi nước suối đi qua, một mảnh sinh cơ giạt rào, hoa viên rách nát tĩnh mịch này, bắt đầu khôi phục sinh cơ. Hơn 10 cái tay chân của Đại Thi Biệt ngâm ở trong nước suối, không ngừng khuấy động, bộ dáng thập phần vui sướng. Con người của Lý Vân Tiêu dần dần phóng lớn lên, cả kinh nói. Sinh mệnh khí tức thật mạnh, nước suối này chẳng lẽ chính là bản nguyên chi thủy mà ta muốn tìm. Yêu Long cũng là ngưng thanh nói. Vô cùng có khả năng hoa viên này thật đúng là xa xỉ a, không chỉ có trồng được nhiều tuyệt thế linh dược như vậy, vẫn còn có thần vật tưới tắm. Có thể thấy được cảnh tượng năm xưa khí phái ra sao, hôm nay dĩ nhiên hoang phế ở trong một góc quần sơn, thật đáng buồn đáng tiếc a. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, kinh nghi nói. Nếu như nước này ẩn chứa sinh mệnh khí tức mạnh như vậy, người nói thì biệt đao này sẽ không phải nhờ ngâm ở trong nước quá lâu, cho nên mới sinh ra sinh mệnh. Yêu Long sửng sốt một chút, nói. Đích xác có loại khả năng này. Hiện tại thì biệt thủ hộ ở chỗ này, người muốn mang nước đi trước hết phải thu thập nó, còn có nước này trải qua thời gian dài bất diệt. Ta xem những dòng suối nhỏ này cũng không phải là chỗ tinh nguyên của nó, muốn thu thập sợ rằng cũng cần phí một phen công phu. Bất kể như thế nào, tìm được rồi sao có thể buông tha, trước tiên nghĩ biện pháp giải quyết thì biệt này đã. Ánh mắt Lý Vân Tiêu hướng hai nơi nhìn lại, Uất Chỉ Kim và Hỏa Âm đã bị trọng thương, binh khí vừa tay của hai người cũng đều bị phá hủy, tựa hồ rất khó lại trông cậy vào bọn họ chiến đấu, nhưng hắn vẫn mỉm cười nói. Hai vị, nước suối này tựa hồ không phải là phàm vật a, mọi người có thể có tâm tư thu lấy. Trong mắt Hỏa Âm lộ ra vẻ thất vọng, nói. Ta cả người là hỏa hệ công pháp, nước này đối với ta vô dụng, bất quá có thể mang tới đổi lấy thứ tốt cho ta, chỉ là làm như thế nào đạt được đây. Hiện tại thì biệt trầm mê ở trong nước tựa hồ phi thường hưởng thụ, chính là thời cơ tốt cho chúng ta rời đi, nếu là bỏ qua, còn muốn đi chỉ sợ sẽ khó khăn. Nàng ở trong đi hay ở chọn lựa không được, lưu lại không nắm chặt, rời đi lại không cam lòng. Uất Chỉ Kim đồng dạng là khúc mắc không ngớt. Bát giai chiến đao của hắn đứt gãy đã một trận tiếc nuối, nếu là cái gì cũng không vớt được, vậy thật là thua thiệt lớn. Lúc này dòng nước suối nhỏ chảy ra, toàn bộ bên trong vườn cũng bắt đầu trải đầy rêu xanh biếc, các loại hoa dại vô danh tương ứng đua nhau mọc lên, phảng phất như mùa xuân đã tới, vạn vật sống lại. Thứ này không biết có phải là bản nguyên chi thủy đi. Uất Chỉ Kim nhìn trong mắt khiếp sợ càng ngày càng quá mức, trên mặt thần sắc đưa ngang một cái, kiên quyết nói. Thứ này giá trị to lớn khó có thể đánh giá, chết thì chết, hợp sức một lần, nửa đời sau huyền khí đan dược cũng không cần buồn phiền. Trong tay hắn hắc quang lóe lên, một cái trường tiên đen kịt xuất hiện ở trong tay, mặt trên lấm tấm hoa ban, đúng là dùng một con trường xà hoàn chỉnh luyện chế mà thành, ở dưới quyết ấn giải phong ra, rất sống động chạy nhảy trên không trung, hướng chỗ Đại Thi Biệt cắn tới. Chanh! Trên người của Thi Biệt bỗng nhiên phát sinh một đạo thanh âm ra khỏi vỏ trong trẻo. Cũng không thấy nó có động tác, liền thấy đao mang bất chợt nổi lên, trường xà nhuyễn tiên kia đã bị rung động kịch liệt, nhanh chóng co rụt trở lại. Uất Chỉ Kim hơi biến sắc mặt, hoảng sợ nói. Lực lượng của con sâu này tựa hồ ở trong nước suối tẩm bổ đã trở nên mạnh hơn, ở lại thêm cũng đã không còn ý nghĩa đi thôi. Hắn vung tay lên, ý bảo hai người một đường rời đi. Hỏa Âm cũng gật đầu, mà Lý Vân Tiêu lại không thấy động tĩnh. Vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở trên trời cao, ngưng mắt nhìn Đại Thi Biệt, tựa hồ đang suy nghĩ cách đối phó. Uất Chỉ Kim nhướng mày, không hài lòng nói. Còn do dự cái gì, mau chóng cùng ta lập tức rời đi. Nước suối, hai. Hắn còn băn khoăn bảo vật trên người Lý Vân Tiêu, bên trong đại điện này đồ vật gì đó không đủ thực lực để lấy cũng không sao, nhưng bảo bối trên người Lý Vân Tiêu cũng không thể ném mất, đặc biệt hắn đã mất đi binh khí tùy thân của mình. Nhu cầu cấp bách lấy một kiện huyền khí tiện tay, thực sự không được lấy đầu của Lý Vân Tiêu đến đổi cũng tốt. Lý Vân Tiêu hơi ngẩng đầu lên, cười nói. Các ngươi đi trước đi, nước này, ta lấy chắc rồi. Con người Uất Chỉ Kim co rụt lại, trong mắt Lý Vân Tiêu không chút nào che giấu quyết tâm khiến trong lòng hắn chấn động, lập tức cười lạnh nói. Ngươi muốn làm cái gì ta không can thiệp, đem bảo vật huyết thần tử mong muốn giao ra đây, ta chốc lát sẽ rời khỏi. Còn nữa trên người ngươi ta cảm nhận được biến dị chi hỏa,
tỷ tỷ cũng rất muốn nhìn một chút. Hỏa Âm cũng chậm rãi mở miệng nói, tuy rằng nàng đối Lý Vân Tiêu rất có hảo cảm, nhưng vật kia quan hệ trong đại, đối với nàng tu luyện thập phần trọng yếu, vì vậy không buông tha được. Lý Vân Tiêu cười nói, nga, thế nhưng ta hiện tại không rảnh, nếu không hai vị đi ra ngoài điện chờ đợi, đợi ta lấy ra nước bên trong này lại cùng các ngươi hiệp đàm được chứ. Quất Chỉ Kim sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, ngươi sẽ không phải là bị đại thi biệt này làm cho sợ chóng váng rồi chứ. Dĩ nhiên cùng chúng ta đàm phán điều kiện. Hắn tàn khốc cười nói, xem ra không để cho ngươi chút màu sắc, ngươi cũng không biết hoa nhi vì sao lại hồng. Hắn giơ tay lên, nặn ra một phù ấn, xuất hiện ở bàn tay, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, chờ đợi thấy hắn thống khổ kêu rên. Lý Vân Tiêu vẫn như cũ vẻ mặt bình thản, khóe miệng lại cười nói. Nga, vậy xin hỏi hoa nhi tại sao phải hồng như vậy? Ta quả thật không biết, làm phiền ngươi nói cho ta biết một chút. Sắc mặt Uất Chỉ Kim bỗng nhiên biến đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ, trong tay quyết ấn bỗng nhiên biến đổi, thấy Lý Vân Tiêu không có bất kỳ phản ứng nào. Kinh hãi không ngừng biến hóa, liên tiếp thử mười mấy ấn quyết, đều tựa hồ không có hiệu quả chút nào, hắn rốt cục nhận rõ hiện thực khó có thể tin nổi, kinh hãi nói. Ngươi đã phá giải cấm chế của ta, từ lúc nào, chuyện này làm sao có khả năng? Hỏa Âm cũng là biến sắc, lộ ra vẻ khiếp sợ, trong mắt nàng vẻ ngưng trọng càng đậm, tựa hồ đột nhiên ý thức được người thiếu niên trước mắt này cũng không phải đơn giản giống như bọn họ lúc trước đã nghĩ. Lý Vân Tiêu than thở. Thế nào, Quất Chỉ đại nhân, người có phải thân thể khó chịu rồi không, vì sao sắc mặt khó coi như vậy, giống như vừa mới ăn phải cứt vậy. Người muốn chết à? Quất Chỉ Kim thẹn quá thành giận, trong tay trường xà tiên bỗng nhiên giải phong, đại xà màu đen lăng không bay lên, hướng chỗ không gian Lý Vân Tiêu đang đứng quất đến, trong không khí phát sinh một loạt tiếng nổ mạnh, giống như đạn pháo. Trên trường tiên mang theo cửu thiên đế khí trực tiếp đông cứng tứ phương thiên địa, khiến Lý Vân Tiêu vô pháp trốn chạy. Lý Vân Tiêu ngoài hắn dự liệu không có khẩn trương, mà chỉ là nhẹ nhàng điểm xuống một cái, một đạo lôi điện ở đầu ngón tay đùng đùng động tĩnh, hướng phía thi biệt bên dưới vọt tới. Điện mang tốc độ cực nhanh, mà phương hướng bắn tới chính là trong mắt của đại thi biệt. Phanh! Điện mang ở quanh thân thi biệt bị đao khí của nó đánh văng ra, nhưng cũng chọc cho đại thi biệt một trận kinh sợ, mạnh mẽ hóa thành trường đao phóng lên cao, phá vỡ tất cả đế khí gông cùm xiềng xiếc, xông tới Lý Vân Tiêu chém đi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, chỉ cần thi biệt đao vận chuyển, là có thể phá vỡ không gian gông cùm xiềng xích, Uất Chỉ Kim liền vô pháp khóa trụ kỹ năng thuấn di của hắn. Hiu! Trường đao phá vỡ tàn ảnh của Lý Vân Tiêu, nhưng không thấy được bản thể của hắn, đại thi biệt trên không trung phát cuồng lao đi, một cái đầu nhỏ không ngừng lay động trái phải, dưới tình huống tìm không được người nào, rốt cục nhìn thấy cái trường xà kia của Uất Chỉ Kim, nổi giận chém đến. Quất Chỉ Kim biến sắc, cả giận nói. Thật là tiểu tử xảo trá, ta xem ngươi có thể trốn ở chỗ này bao lâu. Hắn bỗng nhiên thu hồi trường tiên, không dám cùng thi biệt đao chống lại, vội vàng hóa thành kim quang hướng bên ngoài điện bỏ chạy. Hỏa Âm cũng đang ngạc nhiên, nhìn thoáng qua bầu trời trống rỗng một góc, cánh môi khẽ nhúc nhích, rốt cục thở dài một tiếng, cũng hóa thành hỏa quang thoát đi. Đại thi biệt đuổi một chút, thẳng đến đem hai người bước ra ngoài điện. Lúc này mới trở lại, bất chợt cả người chấn động, càng thêm nổi giận ở trên không trung tất tất tác tác lay động, chỉ thấy Lý Vân Tiêu đã bước vào trong suối nước mà nó quý trọng nhất, hai cái tròng mắt thật nhỏ từ xanh đậm thoáng cái biến thành đỏ bừng, cả người lần thứ hai hóa thành một thanh trường đao, chảm phá hư không, quét ngang mà đến. Lý Vân Tiêu bước vào trong nước suối, lập tức một cảm giác thư thái khó diễn tả được nổi lên trong lòng, đích thật là dòng suối nhỏ ôn nhuận tim phổi người ta. Hắn tiện tay vỗ một cái, giới thần bi từ lòng bàn tay chui ra, biến ảo thành một cánh cửa, bốn phía không gian vặn vẹo hướng vào trong đó, muốn thu nhập thi biệt đao. Thi biệt đao thân đao bỗng nhiên bị kiềm hãm, tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong sát na dừng thân hình lại, đao mang tăng mạnh, thân đao xoay tròn, từng đạo đao khí phá không chấn nhiếp mà ra, phân biệt đánh về phía Lý Vân Tiêu và giới thần bi. Có chút thông minh nha. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng cười. Thân thể của hắn bất chợt tiêu thất. Trên giới thần bi quang mang lưu chuyển, đại địa tức những chi lực hiện lên, đem toàn bộ không gian áp xoay tròn, tất cả đao mang đột ngột cải biến phương hướng, từ bốn phía giới thần bi chém qua. Thì biệt đao này tuy rằng cường đại, lại có nhược điểm chí mạng,
đó chính là vô pháp nắm trong tay không gian chi lực, ở bên trong vườn trắng trợn phát cuồng chém giết, toàn bộ sự vật bị phá hư không còn, lại vẫn như cũ vô pháp đả thương tới Lý Vân Tiêu mảy may. Mạnh mẽ sung túc như thế, tựa hồ vĩnh viễn sử dụng không hết, muốn trấn trụ người thật sự có chút phiền phức. Lý Vân Tiêu không ngừng thuấn di né tránh, cũng có chút không nhịn được, hai tay đánh ra một quyết ấn, trên giới thần bi mạnh mẽ phát sinh khí uẩn cường đại, hướng ra bốn phía tiêu tán đi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, thì biệt đao này nếu là huyền khí, như vậy có lẽ sẽ bị đẳng cấp khí uẩn uy áp ảnh hưởng, giống như nghiêm khắc về đẳng cấp giữa yêu thú với nhau. Hắn nhớ kỹ ở trên yêu nguyên, vương tọa đằng quang bày ra hoa trong gương, trăng trong nước, tình huống lúc nặc á chi thuyền xuất thế, trực tiếp chấn áp lại toàn bộ huyền khí. Mặc dù trong lúc võ giả quyết đấu, nếu là có thể cùng với huyền khí tâm thần tương liên, khi gặp phải huyền khí đẳng cấp cao hơn cũng có thể cảm nhận được bản thân huyền khí run rẩy nhẹ nhẹ, nhưng loại huyền khí còn sống giống như này thì không biết được rồi, dù sao chưa từng có người gặp qua. Chấn khí. Khí uẩn chi lực trên giới thần bi lan ra, thì biệt đao chém lung tung khắp bầu trời đột nhiên dừng lại, phát sinh tiếng ông minh nho nhỏ, đúng là khí uẩn kia đã nổi lên phản ứng. Lý Vân Tiêu đại hỉ, bỗng nhiên đánh ra quyết ấn, đem giới thần bi phóng đại gấp hơn 10 lần, tựa như ngọn núi nhỏ ép tới, toàn bộ không gian phát sinh ủng ủng vang dội. Thì biệt đao sau khi run lên nhẹ nhẹ, trực tiếp hóa thành một đạo đao mang cấp tốc tránh ra, trên không trung hiện ra hình dạng thi biệt, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào giới thần bi, tựa hồ lòng có kiêng kỵ. Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, ban đầu là hắn tránh né đối phương, bây giờ là đối phương ẩn núp hắn, lấy loại tốc độ đao mang của thi biệt đao này, giới thần bi nếu muốn chấn áp đích thật là không dễ. Hắn trầm tư một chút, chỗ mi tâm thiên mục vừa mở, một đạo tiếng chuông từ trên trán phát ra, hoàng chiêu chung ở trong một mảnh kim quang lấp lánh bay ra, tiếng chuông mãi mãi du dương, ở bên trong vườn gõ lên, âm ba vô khổng bất nhập. Đang, tuy rằng một đạo âm ba tản ra, còn có cửu giai khí uẩn của hoàng chiêu chung, lần này thi biệt đao mặc dù khẽ động, lại cũng không có phản ứng quá lớn, xem ra bản thân nó và hoàng chiêu chung là cùng một cấp bậc tồn tại, hơn kém không đáng. Lý Vân Tiêu vài đạo pháp quyết đánh vào bên trong chuông, lập tức hóa thành to lớn giống như thiên khung, che khuất bầu trời chụp xuống. Giới thần bi còn lại hóa thành một mảnh đại môn, trấn thủ ở cửa vào của hoa viên, khiến thi biệt đao không chỗ có thể trốn. Đang, thi biệt đao ở bên trong vườn cấp tốc xoay quanh, nhưng thủy chung không dám lao về phía cửa duy nhất, giới thần bi trấn thủ nơi đó, cuối cùng bị chuông lớn hạ xuống, trực tiếp úp vào bên trong. Phanh, phanh, phanh. Sau đó nghe được tiếng vang dội không ngừng, thì biệt đao ở bên trong chém loạn, mỗi một đao mang kia dĩ nhiên xuyên thấu qua thân chuông, chấn phát ra ngoài, đồng thời âm dung cường đại kinh động, âm ba đi qua trong cơ thể Lý Vân Tiêu, khiến hắn khí huyết toàn thân dâng trào, có chút khó có thể khống chế. Bản thân thì biệt đao có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, mà hoàng chiêu chung của Lý Vân Tiêu lại không hẳn như vậy, hắn mạnh mẽ đem giới thần bi cũng ném qua, huyền phù ở đầu của hoàng chiêu chung, ba cổ vực giới chi lực tản ra, chân áp xuống, thì biệt đao điên cuồng loạn chém mới dần chậm lại, nhưng vẫn như cũ thỉnh thoảng còn có mấy tiếng vang vọng ra. Lý Vân Tiêu muốn đem cả chuông lẫn đao này cùng nhau thu vào bên trong giới thần bi, lại sợ hoàng chiêu chung vừa nhấc lên, đao kia sẽ tự mình chạy thoát. Bất đắc dĩ sau giây lát trầm tư, hắn lại lần nữa tế ra ba thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cấu thành một bức kiếm đồ, trấn ở bốn phía hoàng chiêu chung, lúc này mới đem thanh âm của thi biệt đao triệt để áp chế lại. Lúc này nếu Uất Trì Kim và Hỏa Âm tiến đến thấy được nhiều cửu giai huyền khí như thế, tất nhiên sẽ căm phẫn trong lòng mà thổ huyết. Sau khi làm xong hết thảy chuyện này, Lý Vân Tiêu trở lại trong dòng suối, bắt đầu tinh tế quan sát. Nước suối tẩm bổ thân thể hắn. Kinh mạch và lỗ chân lông, lỗ máu thoáng cái liền giãn mở ra, cảm giác thoải mái không nói nên lời. Chỗ đầu nguồn nước suối này nhất định chính là thủy chi tinh hoa, nhưng không biết thâm nhập đến địa phương nào rồi. Lý Vân Tiêu tựa hồ có điều kiêng kỵ, hiện tại toàn thân bảo bối đều dùng để trấn áp thi biệt đao, không dám dễ dàng mạo hiểm, hắn trực tiếp tách ra một đạo tinh quang hồn thể, chỉ có tu vi cấp thấp thuật luyện sư, chui vào bên trong nước suối, theo hướng dòng chảy đi tìm kiếm. Nhị giai hồn thể, coi như bị diệt, ảnh hưởng đối với hắn cũng không lớn, bản thân Lý Vân Tiêu ngồi ngay ngắn ở trong nước suối cảm thụ cổ lực lượng kia. Linh hồn thân thể ở bên trong dòng suối nhỏ nghịch lưu mà đi, từng đạo sóng ngầm lại như thập phần hẹp dài, hơn nữa đường vòng uốn lượn gồ ghề,
cũng không biết trải qua bao lâu, dần dần thoát khỏi bản thể nhận biết. Hồn thể hơi nhíu chân mày lại, tiếp tục hướng tới tiền phương mà đi. Lúc này tại một mảnh đất hoang vu, trên bầu trời vạn trượng, bỗng nhiên một trận tiếng nổ lớn vang vọng, bầu trời đột nhiên vỡ nứt ra một cái hắc động. Hắc động kia chỉ cỡ miệng chén, cũng không ngừng tản mát ra các loại năng lượng, lấy nó làm trung tâm lan tràn ra, từng cái khe hở màu đen xé mở trời cao. Bên trong hắc sắc năng lượng, lóe ra quang mang màu xanh, lẫn vào trong màu đen, không ngừng đem cái động khẩu kia xé rách ra từng tấc một, sau thời gian uống cạn chum trà, rốt cục hóa thành một cánh cửa, mấy đạo quang mang từ bên trong lao ra. Bên trong quang mang lại có hơn 10 người, trong đó 3 người ở trong nháy mắt đi ra ngoài, đã liên thủ thi triển pháp quyết, các loại ký hiệu cổ quái đánh vào xung quanh hắc động, hình thành từng đường hoa văn, tản mát ra ánh sáng màu vàng. Một người trong đó tiện tay ném ra một vòng tròn bích lục, không ngừng xoay tròn giải phong trên không trung, càng lúc càng lớn, mặt trên tràn đầy trận pháp phức tạp, từng cái mở ra, sau đó khảm vào trong hắc động, toàn bộ năng lượng xấu trên bầu trời rốt cục ổn định lại. Hai người khác lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, lau lau mồ hôi trán, một người trong đó cười khổ nói. Loại chuyện mạnh mẽ phá không khoảng cách xa này thật sự là quá nguy hiểm, khắp thiên hạ phỏng chừng cũng chỉ có chúng ta dám làm. Người ném vòng ngọc kia mỉm cười một chút, hướng bên dưới bầu trời ngóng nhìn xuống, bỗng nhiên con người đột nhiên co rút lại, hai hàng lông mày mặt nhăn thành chữ xuyên, trầm giọng nói. Dĩ nhiên sai vị trí rồi, làm sao có thể, chẳng lẽ là thời gian xuyên toa hư không xảy ra vấn đề mà chúng ta không có phát hiện sao? Khuôn mặt nam tử dần dần hiển lộ ra, dĩ nhiên là Mạc Hoa Nguyên. Trận gió lăng liệt thổi mạnh trên không thượng. Trường bào trên người mọi người đều bị gió thổi bay phất phới, ngoài ra một mảnh trầm mặc. Một người trong đó cau mày nói. Trong vòng ngàn dặm đều không thấy dấu hiệu có bóng người, coi như là sai cũng tuyệt đối không thể năng nào sai lầm thái quá như vậy. Huống hồ dùng phương pháp kinh thiên vĩ địa tiến hành định vị truyền tống, trừ phi trong lúc xuyên toa phát sinh hư không dung chuyển thật lớn, bằng không tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Mà khi chúng ta đến đây, bên trong hư không một mảnh bình ổn. Là tình huống tốt hiếm có, làm sao sẽ sai lầm cho được. Không sai, nơi này chính là Tống Nguyệt Dương Thành. Một gã nam tử cầm ngọc bạch y chậm rãi mở miệng nói rằng, hắn hai tay chắp sau lưng, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nhìn phía dưới, nhẹ giọng nói. Chỉ bất quá đã hóa thành phế tích, các ngươi không nhận ra mà thôi, hoặc giả là không muốn tin tưởng. Giọng nam tuy nhẹ nhàng, lại rõ ràng vang dội ở trong lòng của mỗi người. Người này vừa nói liền không ai có bất kỳ hoài nghi nào. Đoan Mộc Hữu Ngọc, một, thân thể Mạc Hoa Nguyên chấn động, hầu như đều lâm không bất ổn, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, được hai gã khác thuật luyện sư nâng đỡ thân hình mới đứng vững, trên mặt hoàn toàn không có chút huyết sắc nào, thì thào thất thần nói. Làm sao có thể hủy triệt để như vậy? Không chỉ có không còn một người, ngay cả gạch ngói đều nhìn không thấy một khối. Tâm tình hắn trở nên có chút không khống chế được, hướng phía nam tử kia quát. Công tử Ngọc Đại Nhân, ngài không phải đang nói đùa chứ? Tất cả mọi người đều trong lòng rùng mình, trên lưng cảm thấy từng trận cảm giác mát lạnh, vị đại nhân này trước mắt, dám ở trước mặt hắn dám hô to gọi nhỏ, đây tuyệt đối là không muốn sống nữa. Đoan Mộc Hữu Ngọc sắc mặt bình tĩnh, không có chút cảm tình ba động nào, chỉ là lạnh nhạt nói. Thời gian rất lâu, hiện thực rất đơn giản. Lại bởi vì vi lập trường của mình bất đồng mà không muốn tin tưởng nó, thậm chí hoài nghi nó, cùng với bản thân dối gạt người phủ nhận nó. Mạc Hoa Nguyên, người bây giờ vẫn là người như thế. Mạc Hoa Nguyên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tựa hồ còn muốn cãi lại. Đoan Mộc Hữu Ngọc lạnh nhạt ngắt lời nói. Ngươi không cần nói gì với ta cả, chuyện này cũng không thể cải biến sự thực Tống Nguyệt Dương Thành đã triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta hiện tại cũng thật tò mò. Ở đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì, có phải tất cả mọi người đã chết rồi không? Sau khi hắn nói xong, thân thể lóe lên, liền hướng phía dưới bay nhanh hạ xuống. Hơn 10 tên thánh vực cường giả, cả đám đưa mắt dò xét, cũng theo sát mà bay xuống dưới. Hai gã thuật luyện sư khác, cùng Mạc Hoa Nguyên một đường đến từ Linh Ti, liền vì sau khi mạnh mẽ truyền tống đem không gian tạm thời ổn định, nhằm có thể theo đường cũ trở lại. Lúc này trên bầu trời chiếc vòng ngọc kia chính là huyền khí để ổn định không gian thông đạo. Một người trong đó an ủi. Bên trong thành nhìn không thấy một bóng người, thậm chí là thi thể, chưa chắc đã không phải chuyện tốt.
Ta xem hẳn là tất cả mọi người đã rời đi, nghĩ đến sức mạnh của Thương Minh, trong thiên hạ có ai có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Trừ phi là những siêu cấp thế lực xuất thủ. Do đó ngươi thoáng an tâm chút, đợi công tử Ngọc Đại Nhân điều tra kết quả đi. Lấy năng lực của công tử Ngọc Đại Nhân, nhất định có thể tìm ra chân tướng của sự tình. Trong lòng Mạc Hoa Nguyên rung động, hắn cũng biết người này nói là sự thực, nhưng vô luận như thế nào đều khó khăn tiếp thu suy đoán huynh trưởng đã bỏ mình, hiện tại hết thảy đều gửi gắm hy vọng vào vị đại nhân kia dò xét. Ánh mắt Mạc Hoa Nguyên ngóng nhìn xuống phía dưới, mạnh mẽ đuổi theo. Hiện tại muốn biết Mạc Tiểu Xuyên có còn sống hay không, cũng chỉ có thể trông cậy vào thân ảnh màu trắng trước mắt. Ở trên thiên địa phong vân bảng bài danh thứ 9, phong hào thiên diễn tuyệt thế vũ đế, Đoan Mộc Hữu Ngọc. Lúc này Tống Nguyệt Dương thành một mảnh hoang vu, chính như Mạc Tiểu Xuyên nói vậy, ngay cả cục gạch đều không thấy được. Trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ chấn động không ngớt, rất khó tưởng tượng nơi đây đã xảy ra chuyện gì, nhiều người như vậy, nhiều cường giả như thế, dĩ nhiên toàn bộ vô tung vô ảnh. Một người trong đó trầm ngâm nói, Tống Nguyệt Dương thành chính là thương thành đệ nhất thiên hạ, có tổng cộng 4 cái truyền tống đại trận vượt qua, dĩ nhiên đều đã bị hủy, nếu có người sống sót. Hẳn là vẫn ở trong định vị phi hành, chạy tới thành trì gần nhất. Tên còn lại gật đầu nói. Ừ, đợi công tử Ngọc Đại Nhân điều tra sau đó lại tìm kiếm người sống sót. Đoan Mộc Hữu Ngọc ở trong phế tích bước đi thong thả, không nói được một lời, thật giống như thảnh thơi ở trong đồng ruộng bước chậm vậy. Mọi người tuy có dị nghị, lại không ai dám tới quấy rầy hắn, tất cả đều là theo sát phía sau, trong đó khó chịu nhất chính là Mạc Hoa Nguyên, hận không thể xông lên để hỏi rõ ràng. Ừ, nơi này năng lượng tàn dư cực mạnh, để xem có thể tìm tới vật gì đó không. Sau một lát bước đi, Đoan Mộc Hữu Ngọc dừng bước, chậm rãi nâng tay phải lên, một đạo bạch sắc quang mang theo hắn nhấc tay chớp động, hóa ra một cái viên hồ nằm ở lòng bàn tay, bên trong bạch quang bắn ra từng đạo quang mang, phân biệt rơi vào trên mặt đất cách đó không xa, từng tiếng nổ vang truyền ra. Tổng cộng 9 đạo quang mang rơi vào, theo đó đại địa chấn động. Tại nơi tia sáng kia rơi xuống chậm rãi mọc lên một cái gương hình lăng, hai người rất cao, làm thành trận hình cửu cung, mặt trên từng cái chiếu ra hình ảnh của Đoan Mộc Hữu Ngọc. Hình ảnh ở cái gương 9 mặt chiếu rọi lẫn nhau, tầng tầng chồng chất, hiển hóa ra vô số đạo ảnh tượng. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhẹ giọng nói, các ngươi đều thối lui ra xa một chút, đừng làm trở ngại đến ta. Hơn 10 người không dám chống lại, trong sát na đều lui về phía sau. Cả đám mở to hai mắt nhìn Đoan Mộc Hữu Ngọc thi thuật ở phía xa. Vị này ở trong thập đại vũ đế, duy nhất một vị bói toán thuật sư, tương truyền hắn có thể dòm hết chu thiên tinh đấu, biết trước quá khứ tương lai, ở trong mắt mọi người, tựa hồ so với thuật luyện sư còn phải thần bí hơn. Lăng kính 9 mặt sừng sững ở trên đại địa, theo Đoan Mộc Hữu Ngọc đánh pháp quyết vào trong đó, cảnh tượng bên trong bắt đầu biến hóa, mỗi một mặt đều có chỗ bất đồng, hiện ra hình ảnh dĩ nhiên là các loại ảnh tượng lúc trước. Tựa như lộn ngược đẩy về phía trước, chỉ bất quá theo thời gian đẩy về trước, ảnh tượng cũng càng lúc càng nhiều, càng ngày càng loạn. Rốt cục ở bên trong mặt kính hiện ra đại lượng bóng người, còn có hơn 10 thân ảnh nhìn mơ hồ không rõ đang giao chiến, chân mày hắn cau lại, cái gương còn lại cũng bắt đầu từng cái biểu hiện các trường hợp, đều là sự việc xảy ra lúc trước, chỉ bất quá cực kỳ mất trật tự và không rõ, có chút thời gian căn bản là một đoàn bạch quang, thấy không rõ bất cứ cảnh tượng nào. Bên trong những tin tức này ẩn chứa lực lượng thật là mạnh a, lăng kính 9 mặt của ta dù sao lực lượng có hạn, thời gian càng lâu, phác họa ra tin tức năng lượng ẩn chứa càng mạnh, thì càng khó tinh chuẩn. Những hình ảnh này chính là nhân vật đa số nhìn không rõ diện mục và lai lịch, chẳng lẽ muốn ta vận dụng thôi diễn thần thuật sao? Đoan Mộc Hữu Ngọc nhăn mày lại, bên trong những mặt kính này tin tức quá nhiều quá tạp quá không rõ, chỉ có thể nhìn ra một thứ đại khái, hắn sau đó lẩm bẩm. Mà thôi. Chỉ cần thu thập tin tức ta muốn có là được, về phần thánh vực mong muốn, để chính bọn họ đi tìm đi. Không đáng vì thế vận dụng thần thuật, tổn thương thân thể của mình. Hắn hơi nhắm hai mắt, trong gương tin tức không ngừng truyền vào trong đầu hắn, tiến hành phân tích thật nhanh. Xa xa hơn 10 tên thánh vực cường giả lẳng lặng chờ đợi, chỉ có Mạc Hoa Nguyên không ngừng đi qua đi lại, khó có thể chấn định. Đoan Mộc Hữu Ngọc, 2. Một tên thuật luyện sư trong đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Đang nhìn ngọc bàn hình tròn trên bầu trời, lo lắng nói. Đã qua 3 canh giờ, công tử Ngọc Đại Nhân còn không có đầu mối sao. Thông đạo này có mạnh mẽ chống đỡ được đi nữa, e rằng ngọc bàn phá hủy, chúng ta sẽ không trở về được.
Một người nói, không có biện pháp, chờ một chút đi. Công tử Ngọc chính là phong hào thiên diễn, có thể nhìn thấy quá khứ tương lai, có lâu hơn nữa cũng phải đợi. Cùng lắm thì đưa tin trở lại, để bên kia lại mở ra một cái thông đạo khác. Tên thuật luyện sư kia hừ lạnh nói. Thực sự là người ngoài nghề nói lời ngoài, cùng một khu vực không gian thông đạo trong vòng mấy tháng không cách nào đả thông hai lần, bằng không hư không năng lượng phong bạo sẽ phá hủy tất cả, nếu là ngọc bàn tan vỡ, mọi người cũng chỉ có thể bay trở về. Nhưng vào lúc này, bên kia Đoan Mộc Hữu Ngọc đã nổi lên biến hóa, trên chín mặt kính quang mang dần dần tiêu tán, tựa hồ đã tuyên bố kết thúc, mặt kính trực tiếp hóa thành màn nước, vỡ nát trên không trung, không để lại bất cứ dấu vết gì. Mọi người vội vàng bay đi, từng người rơi vào bốn phía Đoan Mộc Hữu Ngọc, chỉ thấy trên mặt của hắn lộ ra một mảnh nghi hoặc và trầm tư, tựa hồ lâm vào trong nan đề, đối với tin tức thu hoạch được hết sức hoang mang không giải thích được. Mạc Hoa Nguyên nhịn không được hỏi. Công tử Ngọc đại nhân, có thể biết được manh mối về đại ca của ta khôn. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhìn hắn một cái, nói. Tin tức thập phần hỗn độn, ta không dám xác định, nhưng ta có cảm giác đại ca ngươi cũng chưa chết. Mạc Hoa Nguyên trong nháy mắt đại hỉ, kích động nói. Có thật không, vậy có biết đại ca của ta đi nơi nào? Đoan Mộc Hữu Ngọc đối với hắn cũng không quan tâm, không trả lời nữa, chỉ là mở miệng nói. Không sai biệt lắm, trở về đi, ta cũng từ thánh vực đi vòng, quay về trường thiên nhất sắc. Một người trong đó vội hỏi. Công tử Ngọc đại nhân, những tin tức này có thể chỉnh lý cho chúng ta một phần hay không? Đoan Mộc Hữu Ngọc nhướng mày, nói. Không có hứng thú. Ân, cái này. Người nọ sửng sốt, lập tức cười khổ nói. Đại nhân, chúng ta theo ngài đi ra chính là vì mượn lực lượng của ngài tìm kiếm kết cục của Tống Nguyệt Dương Thành. Nếu chúng ta cứ như vậy tay không đi trở về, làm sao đối với bên trên giao phó a? Đoan Mộc Hữu Ngọc lạnh nhạt nói. Đây là chuyện của chính các ngươi. Cần tin tức gì, tự mình đi thăm dò. Ta chỉ đáp ứng Tiêu Hải Dụ đến Tống Nguyệt Dương Thành một chuyến, cũng không đáp ứng hắn giúp các ngươi thu thập tình báo. À, chuyện này. Tất cả mọi người đều là hai mắt choáng váng, nội tâm chửi bới không ngớt, nói em gái ngươi nha nếu không cần ngươi hỗ trợ, gọi ngươi tới tìm chết a. Mọi người đều là trong lòng điên cuồng mắng chửi, nhưng lại không dám nói ra, ngay cả một tia bất kính cũng không dám biểu lộ, một người trong đó cười khổ nói. Công tử Ngọc đại nhân. Chớ cùng chúng ta nói giỡn, như vậy trở lại chúng ta thực sự cũng bị phó ti đại nhân lột ra. Nói giỡn, các ngươi thấy ta là người thích nói giỡn lắm sao? Sống chết của các ngươi cùng ta có liên quan gì? Đoan Mộc Hữu Ngọc bước ra một bước, liền hướng trên cao đi tới, lạnh nhạt nói. Các ngươi không đi, ta đi trước, sau này còn gặp lại. Tất cả mọi người lại là choáng váng, thánh vực tiêu hao khí lực mạnh mẽ đả thông thông đạo. Chính là vì tra xét kết cục của Tống Nguyệt Dương Thành, nghĩ không ra Đoan Mộc Hữu Ngọc dĩ nhiên không cho mặt mũi như vậy, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, vội vàng đi theo. Nhân gia không để cho ngươi mặt mũi thì như thế nào? Đám thập đại phong hào vũ đế này đều là người không chọc nổi, coi như không để cho thánh vực mặt mũi, cũng không cách nào làm gì được hắn. May mắn trở về thông đạo trực tiếp chỉ hướng thánh vực, hiện tại chỉ có thể sau khi trở về lấy tốc độ nhanh nhất đi lên hội báo. Để người bên trên nghĩ biện pháp lưu lại Đoan Mộc Hữu Ngọc. Mạc Hoa Nguyên và hai gã thuật luyện sư khác vội vàng đi đầu bay lên bầu trời, đem ngọc bàn thu lại, lúc này mọi người mới từng người bước vào trong thông đạo, sau đó hắc động chậm rãi khép kín, toàn bộ bầu trời khôi phục lại nguyên trạng. Ngay khi đám người Đoan Mộc Hữu Ngọc tra xét Tống Nguyệt Dương Thành, trong một chỗ cực kỳ bí ẩn, trụ sở tổng bộ Tử Thần Cung. Thân ảnh người của Lý Dật và lũ yêu tộc dần dần nổi lên. Còn có không ít cao thủ tứ cực môn gồm Đường Kiếp. Lý Dật nói, chư vị tự an tâm lưu lại chỗ này tu luyện đi, Tử Thần Cung tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng tuyệt đối là một trong tông môn khó tìm kiếm nhất trên đại lục. Lúc này tứ cực môn sợ rằng đã quấn vào vòng xoáy, tổng bộ của các ngươi đã trở thành nơi thị phi rồi. Tổng bộ bên kia có phụ thân đại nhân chấn thủ, trong khoảng thời gian ngắn không đến mức gặp chuyện không may, nhưng lâu dài khó mà nói. Bây giờ việc cấp bách vẫn là ai bị thương thì mau chóng khôi phục thực lực, như vậy mới có thể có nơi cho chúng ta sống yên ổn. Đường Kiếp phân tích nói. Nơi này đích xác bí ẩn, nếu không có Lý Huynh dẫn đường, ngoại nhân căn bản không thể tìm tới. Còn phiền Lý Huynh chế ra một kim chỉ nam tọa độ, để cho chúng ta tiện tiến hành tìm hiểu các loại tin tức cùng với vật chất cung cấp. Lý Dật gật đầu nói.
Phải, bên trong tử thần cung phần lớn nhân viên đã bị ta xử tử, địa bàn nơi đây lớn như vậy cũng chỉ có hơn 10 người, cũng đủ an toàn và an tĩnh. Ta đi trước phân phó thủ hạ, an trí công việc cho mọi người tu luyện, các người có thể ở phía bắc trong thiên điện chờ ta. Thương gật đầu nói. Như vậy rất tốt, chúng ta yêu cầu cực kỳ đơn giản, an tĩnh là được. Nói xong, mọi người hướng tới một chỗ thiên điện ở mặt bắc bay đi. Lý Dật lại là gào to một tiếng, chính là tín hiệu triệu tập tất cả mọi người, bản thân hắn đi tới bên trong đại điện. Lần hành trình Tống Nguyệt Dương Thành này được ích lợi không nhỏ, không chỉ có chiếm được toàn bộ lực lượng, còn quá giang lên hai chiếc thuyền lớn Thương Minh và Tứ Cực Môn, đối với tương lai thành của hắn có bang trợ cực lớn. Khi hắn huýt sáo dài, hơn 10 đạo nhân ảnh hướng phía đại điện đi tới. Đám biến thái bên trong tử thần cung đã bị giết sạch toàn bộ, lưu lại những kẻ này hoặc là người bình thường, hoặc là thực lực không tầm thường, còn có thể có chỗ dùng. Lý Dật hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp rơi vào trên đại điện, đi vào. Ngay sát na hắn vào cửa, trong giây lát con người đột nhiên co rút, thân thể chấn động, hoảng sợ nhìn về phía ghế cung chủ trên đại điện. Một gã bạch y nam tử trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn ở đó, mang trên mặt vẻ cười nhạt, trong tay không ngừng thưởng thức một tấm lệnh bài, chính là tử thần lệnh. Lý Dật sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Người phương nào, dám ngồi trên bảo tọa của bổn cung đến tuyên bố nhiệm vụ? Người có biết mình đã phạm vào tử tội? Nhiệm vụ, một, Nga, có chút ý tứ đấy. Ánh mắt của bạch y nam tử ở trên người Lý Dật quan sát một phen, không ngừng gật đầu cười nói. Thực lực không sai, sắp sửa đi vào cửu thiên võ đế, xem ra lần này không để cho ta đến vô ích. Lý Dật trong lòng đại chấn, đối phương liếc mắt đã có thể xem thấu tu vi của mình, hiển nhiên là tu vi còn cao hơn mình, như vậy cũng ít nhất là cửu thiên võ đế. Nếu là ở trước đây, gặp phải cao thủ cấp bậc vũ đế sợ là từ lâu đã bị hù dọa nằm sấp xuống, nhưng bây giờ hắn coi như đã gặp qua quen mặt, trước tiên ổn định tâm tình của mình, lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ta sao? Hắc hắc. Bạch y nam tử khẽ cười nói. Ngươi có thể gọi là tiểu bát, tất cả mọi người gọi ta như vậy. Về phần ta là người phương nào cũng không trọng yếu, quan trọng là ta phụng mệnh mà đến, mà người hạ lệnh, chính là chủ nhân chân chính của tử thần cung, cũng chính là thủ lĩnh tương lai của ngươi. Chủ nhân chân chính của tử thần cung, Khôi Thủ. Sắc mặt Lý Dật ngưng lại, toàn thân đề phòng, cười lạnh nói. Đầu óc ngươi bị nước vào rồi sao? Chủ nhân chân chính của tử thần cung ngay tại trước mắt ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu bát khẽ cười nói. Ta biết ngươi trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu sự thực này, nhưng sự thực đã là như thế. Trước đây thực lực của Vũ Văn huynh đệ thực sự không gánh vác nổi trọng trách, chúng ta cũng tùy ý bọn chúng sằng bậy, nghĩ không ra lại bị ngươi nhất cử thu thập hết. Vậy cũng tốt. Chỉ ít ta là ưa thích hơn. Ngày gần đây Khôi Thủ nhận được tin tức, liền để cho ta tới xem một lần, coi ngươi có thể có tư cách cùng chúng ta gặp mặt một lần hay không. Hiện tại xem ra, ta đây thấy ngươi đã thông qua, ngươi có tư cách gia nhập vào vòng tròn này của chúng ta. Nguyên khí trên người Lý Dật chậm rãi vận chuyển, lưỡng đạo quang mang ở trong tay hắn chậm rãi mọc lên, lạnh lùng nói. Có người thiên tân vạn khổ chảy xuống một cái sọt hạnh, lúc này lại có người nhảy ra nói hạnh là của hắn. Người đoán người hái hạnh kia sẽ làm thế nào? Nga, sẽ như thế nào đây? Tiểu bát nhẹ nhàng cười, vẫn lạnh nhạt như cũ ngồi ở trên ghế cung chủ, có chút hứng thú nhìn hắn. Lý Dật lộ ra nhe răng cười, bỗng nhiên quát dẹp đường. Đương nhiên sẽ chơi lão mẫu ngươi. Trong tay hắn quang mang hóa thành trưởng lực, bỗng nhiên đánh đi tới. Hắn cũng ý thức được tên bạch y nam tử trước mắt này thực lực không kém, cũng không có muốn thủ thắng. Mà là tận lực đem động tĩnh làm lớn, để cho đám người Thương Minh chạy tới, liền có thể đơn giản bắt giữ người này. Ha ha, có chút ý tứ. Tiểu bát vẫn như cũ ngồi ở đó bất động, trong tay tử thần lệnh đầu ngón tay xoay ngược lại, đột nhiên tiện tay ném ra ngoài, ở không trung lập tức biến lớn lên, mặt trên phát sinh kim quang cực mạnh, trong nháy mắt đã đem trưởng lực của Lý Dật bao phủ, đồng thời một không gian chi lực tản ra, trực tiếp đem hắn nhốt lại. Lý Dật sắc mặt đại biến. Nghĩ không ra giữa hai người chênh lệch dĩ nhiên to lớn như thế, ngay cả một chiêu của đối phương cũng chống đỡ không được, hắn nhất thời tâm niệm bay lột, âm thầm lo nghĩ suy tính biện pháp. Tiểu bát cười nhạt nói. Mỗi một mặt tử thần lệnh bài đều là một kiện không gian huyền khí, có thể đem người trấn áp bắt nhốt,
điểm ấy ngươi cũng không biết sao. Hiện tại có phải nên hảo hảo nói chuyện rồi hay không? Lý Dật lúng túng lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói. Ha ha, là ta xung động, hiện tại đã tỉnh táo lại, tiểu bát đại nhân không được trách móc. Tiểu bát sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, nói. Ha ha, đủ vô sỉ tốt, tốt, đủ vô sỉ cũng là một loại năng lực, người cũng coi như là một nhân tài, chúng ta tử thần cung chỉ cần nhân tài là đủ. Hắn tiện tay một chiêu, liền đem tử thần lệnh bài thu về trong tay, tiếp tục ở trên đầu ngón tay thưởng thức. Lý Dật ngượng ngùng nở nụ cười, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, mới vừa rồi bị đối phương trực tiếp chế trụ nhốt lại, hoàn toàn không có một tia sức phản kháng nào, cái loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Tiểu bát cười nhạt nói, ta biết suy nghĩ của ngươi, hy vọng có thể kinh động người của yêu tộc sẽ chạy tới cứu ngươi đúng không? Vẫn là buông tha ý niệm ngu xuẩn trong đầu ngươi đi, tiếp thu mệnh lệnh của chúng ta đối với ngươi mà nói là một loại kỳ ngộ và vinh hạnh, cũng không phải là gánh vác. Lý Dật nghe được trong lòng căm tức, nhưng vẫn là vững vàng, nói. Không biết khôi thủ là người phương nào, làm sao ra mệnh lệnh, ta lại làm thế nào để tìm được hắn đây? Tiểu bát gật đầu nói. Ừ, không sai, xem ra ngươi bắt đầu dần dần biết nói chuyện rồi. Khôi thủ là ai, chỉ cần theo tu vi của ngươi đủ cao, sớm muộn có một ngày có thể biết được, hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi bình thường cũng không cần tới tìm chúng ta, khi cần tới ngươi, ta tự nhiên sẽ tìm được ngươi. Về phần nhiệm vụ thứ nhất, liền để cho ngươi đi giết một người. Tử thần cung vốn là tổ chức sát thủ, nhiệm vụ này Lý Dật tuyệt không cảm thấy kỳ quái, hắn không để ý tới nói. Là người phương nào? Tiểu bát nói, người này ngươi hẳn là rất quen thuộc, hắn gọi là Lý Vân Tiêu. Ba chữ này vừa nói ra, Lý Dật cả người đại chấn, bên trong hai mắt lập tức phun ra lửa, có vẻ nội tâm cực không bình tĩnh, hắn cắn răng nói. Vì sao phải giết hắn? Làm việc cho ngươi có chỗ tốt gì? Tiểu bát cười nói. Kỳ thực ý tứ của khôi thủ cũng không phải muốn giết hắn, chỉ là muốn cho ngươi đi thử thăm dò lai lịch của người này. Nhưng lo lắng lấy thực lực của ngươi bây giờ, muốn giết người này căn bản là vọng tưởng, lúc này mới thẳng thắn tiếp nhận mệnh lệnh giết chết, và lại ngươi không làm được. Về phần chỗ tốt gì? Để ngươi làm người phụ trách đối ngoại của tử thần cung, cũng đã là chỗ tốt lớn lao rồi. Lý Dật tức giận ngứa răng, giọng căm hận nói. Nếu là ta không cẩn thận thực sự giết người này, thì sẽ ra sao? Tiểu bát cười nói. Lấy khôi thủ suy đoán, đây là chuyện tuyệt không khả năng. Nhưng nếu như quả thật giết được, như vậy người này quá vớ vẩn, cũng sẽ không đáng giá khôi thủ chú ý đến. Được, ta đây sẽ giết người này cho các ngươi xem. Lý Dật lạnh lùng nói. Ngươi trở lại nói cho khôi thủ. Ta nhất định sẽ mang tới đầu người của Lý Vân Tiêu. Tiểu bát cười nói. Tự tin hoàn thành nhiệm vụ là chuyện tốt. Hắn tiện tay ném ra một vật, trực tiếp rơi vào trước người của Lý Dật, nói. Thanh huyền khí này là khôi thủ đưa cho ngươi, công pháp yếu quyết này cũng rất thích hợp với thể chất của ngươi, hy vọng ngươi cố gắng nhiều hơn, sớm một chút đạt được yêu cầu của chúng ta. Về phần yêu tộc và tứ cực môn bên kia, ngươi cứ tiếp tục ẩn núp cùng bọn họ hợp tác đi. Sau này có thể dùng đến cũng chưa biết chừng. Nhiệm vụ 2. Lý Dật hướng tới hai món đồ trên mặt đất bắt lấy một phát, liền rơi vào trong tay mình, bỗng nhiên con ngươi cả kinh, thanh huyền khí bảo kiếm này mặt trên phát ra hàn ý âm sâm khiến hắn không khỏi lông tóc dựng ngược, dĩ nhiên là cửu giai chi vật. Mà Ngọc Giản ghi chép công pháp, dùng thần thức tìm tòi, càng lộ ra vẻ hoảng sợ, khuôn mặt chấn động, hắn ngẩng đầu lên, không ngờ phát hiện tiểu bát đã không thấy đâu. Đại điện tử thần cung trở nên vắng vẻ, nếu không phải vật trong tay còn đó, hắn cũng sẽ cho rằng tất cả đều là ảo giác. Trong tay Lý Dật nắm thanh huyền khí, và công pháp yếu quyết, vẻ mặt âm trầm ở trên đại điện đi qua đi lại, không ngừng suy nghĩ, lẩm bẩm. Từ công pháp yếu quyết này xem lên, người này nhất định là đối với quá khứ của ta có hiểu biết. Hơn nữa có thể lấy ra huyền băng yếu quyết của Bắc Minh thế gia, thực lực cao đã khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa trụ sở của tử thần cung cũng là chuyện cực kỳ bí mật, người thường căn bản vô pháp biết được, lấy thực lực của Vũ Văn biến thái đảm nhiệm cung chủ, thật có chút không đủ. Chẳng lẽ hắn nói dĩ nhiên là sự thực, chủ nhân chân chính của tử thần cung này đích thực là kẻ gọi là khôi thủ kia? Lý Dật có chút táo bạo đứng lên, hô hấp cũng biến thành nặng nề, lẩm bẩm. Mặc kệ đi, nếu ta đối với bọn họ còn có tác dụng, cũng sẽ không hạ thủ đối với ta.
Huống hồ nhiệm vụ giết Lý Vân Tiêu, hoàn toàn hợp bản ý của ta, có bọn họ ở sau lưng chống đỡ, không chỉ có xác suất giết được Lý Vân Tiêu tăng lớn, hơn nữa cũng không cần hoàn toàn trông cậy vào yêu tộc và tứ cực môn. Cứ như vậy, khi đối mặt với bọn hắn, ta cũng có lá bài tẩy của mình, đích thật là chuyện thật tốt, khôi thủ a, khôi thủ, chờ đợi ta quật khởi, sau đó sẽ tới xem một chút chân diện mục coi ngươi rốt cuộc là ai. Trong ánh mắt của hắn bắn tới đạo đạo tinh mang, thoáng cái hào khí ngất trời. Phía ngoài Tử Thần Cung mọi người chờ đợi đã lâu, hắn ra lệnh một tiếng, lập tức tuyên mọi người tiến điện. Biển mây chi đoan, Lam Tuyết Thánh Thành. Bỗng nhiên một tiếng gầm lên từ bên trong đại điện vang dội, trên mặt Công Dương Chính Kỳ tức giận bắt đầu khởi động, lạnh lùng nói. Đoan Mộc Hữu Ngọc dĩ nhiên trực tiếp từ đường nhỏ khác trong hư không thông đạo, kéo dài đi qua, quả nhiên là khinh người quá đáng, đám phong hào vũ đế này không có một ai là đáng tin. Đám người phía dưới đều im lặng không nói, đám không dám tiếp lời. Viên Cao Hàn đứng hàng phía dưới, sắc mặt cũng là dị thường xấu xí, mở miệng nói. Thực sự là thời buổi rối loạn, sự cố liên tiếp phát sinh. Tin tức vừa mới truyền đến, bên trong vực ngoại tinh không, tinh quang hồn thể của hắn đã thất tung, hơn nữa Thái Cổ Cương Phong đã thổi vô số năm tháng cũng không thấy đâu, đồng thời xuất hiện các loại vết tích tranh đấu, lúc này đang tăng cường số nhân thủ chạy tới điều tra. Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ thoáng hỏa hoãn xuống, ngưng thanh nói. Viên Cao Hàn, người yên tâm, truy tra hồn thể của ngươi thất tung tất nhiên là đại sự hàng đầu. Cường giả có thể đến vực ngoại tinh không, tuyệt đối bất phàm a. Theo ta được biết, ngoại trừ thánh vực ra, còn thật không biết nơi đó có đường đi tới tinh không. Ti tình báo chánh cục trường Bạch Lăng Nguyệt nói. Nhóm thứ hai phái đi đông vực chấp pháp sử cũng hoàn toàn mất đi tin tức, tựa hồ có chuyện cực không tầm thường phát sinh. Công Dương Chính Kỳ ngạc nhiên nói. Việc của vực ngoại tinh không và thương minh đã đủ không tầm thường, thánh vực nào có nhiều tinh lực như vậy đồng thời quản lý nhiều như thế, lập tức đưa tin Hồng Nguyệt Thành, việc của đông vực để cho bọn họ đi thăm dò, cần phải cho ta một kết quả. Bên phía Tiêu Hải Dụ có tin tức gì không? Bạch Lăng Nguyệt nói. Vừa mới không lâu sau truyền lại tin tức, nói người tại tổng bộ tứ cực môn đã đi lầu trống, Tiêu Hải Dụ đang chạy về vạn bảo lâu tổng bộ. Nội bộ thương minh tựa hồ cũng đang khẩn cấp ứng đối biến cố. Nga, đều đã chạy, quả nhiên là làm chuyện xấu hổ. Trong mắt Công Dương Chính Kỳ hàn quang chớp động, nói. Thương minh bên này ta sợ Tiêu Hải Dụ một mình không ứng phó được, sớm cho Nam Phong Tuyền Tuyền xuất quan, bên này dù sao còn liên quan tới tin tức về Nặc Á Chi Thuyền, tựa hồ cũng cùng với tứ cực môn có liên quan, hắn như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Nặc Á Chi Thuyền. Không chỉ là siêu phẩm huyền khí đơn giản như vậy a. Bạch Lăng Nguyệt gật đầu nói. Nếu công tử Ngọc bên kia không thể cung cấp tình báo nào, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bất quá thật ra có một điểm để bắt tay, nếu công tử Ngọc nói Mạc Tiểu Xuyên vô cùng có khả năng còn sống, xác suất hắn còn sống sẽ là cực lớn, chỉ cần tìm được Mạc Tiểu Xuyên là có thể biết tất cả nguyên do sự việc. Mạc Hoa Nguyên thân thể chấn động, vội hỏi. Ta cũng lo lắng an toàn của đại ca. Làm phiền Bạch Lăng Nguyệt đại nhân. Phải rồi, về phần ngươi nói Lý Vân Tiêu. Bạch Lăng Nguyệt nhíu chân mày lại, nói. Người này tựa hồ cùng Vi Thanh đại nhân có chút quan hệ, chẳng biết có được không? Công Dương Chính Kỳ ngạc nhiên nói. Ngươi nói việc này ta cũng biết. Lúc trước vì để tránh tranh đấu của Viêm Vũ Thành, Vi Thanh đích xác ban bố thiết lệnh, ngay cả Lệ Hoa Trì và Diêu Kim Lương cũng đồng thời hiện thân Nam Vực. Về phần có đúng là cùng với Lý Vân Tiêu có liên quan hay không, đợi ta đi hỏi hắn một chút liền biết. Bạch Lăng Nguyệt nói, Lý Vân Tiêu ta cố ý điều tra một ít tin tức về hắn, cảm thấy người này thập phần thần bí, trên người tựa hồ ẩn chứa không ít bí mật. Hơn nữa trên yêu nguyên tranh đoạt Nặc Á Chi Thuyền người này cũng có phần ở bên trong, Tống Nguyệt Dương Thành hắn lại có phần. Hy vọng đây hết thảy chỉ là trùng hợp đi, nhưng vô luận như thế nào, người này cũng nhất định là một nhân vật then chốt. Mạc Hoa Nguyên nói, đích xác rất thần bí a, hơn nữa thuật võ song đạo thực lực đều rất mạnh, rất khó tưởng tượng một gã thiếu niên sẽ có lực lượng kinh khủng như vậy. Coi như là Bắc vực tứ tú tuổi trẻ tài tuấn, ta xem cũng chưa chắc được như hắn. Công Dương Chính Kỳ cả kinh nói, Nga, người đối với hắn lại có bình phán cao như vậy, nếu Lý Vân Tiêu này quả thực là nhân tài có thể đào tạo, thì tận lực đưa hắn mượn hơi đến thánh vực đi. Mạc Hoa Nguyên vừa nghĩ tới bộ dáng tận trưởng càn khôn của Lý Vân Tiêu, người như vậy há lại có thể khống chế, cười khổ không thôi, nói.
sợ là rất khó. Bạch Lăng Nguyệt sắc mặt băng lãnh, nói. Tất cả chờ kết quả điều tra. Thánh vực quản lý càng ngày càng lỏng lẻo, trên thiên vũ đại lục hạng người vô pháp vô thiên, đã quên mất sự lợi hại của chúng ta rồi. Công Dương Chính Kỳ nghiêm mặt nói. Không sai, đích xác cần nêu cao uy tín, thủ đoạn lần này sẽ tận lực nghiêm trị. Trong lòng mọi người dùng mình, đều phụ họa xưng phải, sau đó Công Dương Chính Kỳ phân phát mọi người, đều hóa thành quang mang rời đi. Yêu Tương, 1. Ở trong một mảnh hư không đen kịt, một đạo quang mang đang chạy như bay mà đi, bên trong quang mang là một chiếc ghế màu trắng do thủy tinh điêu khắc thành, Đoan Mộc Hữu Ngọc đang ngồi trong đó, bảo tọa tản mát ra ánh sáng nhu hòa ôn nhuận, một đường phá không, bốn phía các loại năng lượng dĩ nhiên từng cái tránh ra cho hắn một con đường. Trong tay Đoan Mộc Hữu Ngọc nắm một tấm chỉ bài viền vàng thật mỏng, ở trong tay không ngừng đảo lộn, cấu thành các loại đồ án, đột nhiên một tấm bài từ trong đó bắn ra, bị hắn đưa tay bắt lấy vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng cầm tới trước mắt. Trên tấm bài kim quang quanh quẩn, cấu thành một vài bức đồ án ở trong đó thoáng hiện liên tục, hai tròng mắt của hắn biến thành một mảnh tử sắc, tụ tinh hội thần ngắm nhìn. Phía trên tấm bài đồ án ngưng tụ thành một khuôn mặt kinh khủng, mang theo vẻ mỉm cười quỷ dị, càng giống như là tử thần. Liên tục thử vài lần, đều chỉ có thể thôi diễn ra kết quả này sao? Tử thần rốt cuộc là có ý gì? Đoan Mộc Hữu Ngọc nhẹ nhàng gõ lên tay ghế, tự lẩm bẩm. Tử thần, chẳng lẽ là tử thần cung? Hắn dừng một chút, bấm tay bắn ra, tấm bài trong tay đột nhiên phanh một phát nổ lên, hóa thành một đạo kim mang tiêu tán đi. Vị trí thực sự của tử thần cung tuy rằng ta cũng biết, nhưng là địa bàn của người kia. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, trầm ngâm nói. Ai, đau đầu a. Bạch Ngọc bảo tọa bay đi giống như xuyên toa, rất nhanh đã tiêu thất ở trên hư không. Đông vực, Mai Cốt chi địa. Bên trong hoa viên, tinh quang hồn thể của Lý Vân Tiêu chui vào trong lòng đất tối tăm không biết đã bao nhiêu lâu, bản thể của hắn trong lúc bất chợt nhướng mày, nhìn giới thần bi trên hoàng chiêu trung, tựa hồ cảm ứng được cái gì, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang đã bay vào trong đó. Chỉ thấy ác linh trên người Mạc Tiểu Xuyên đã bị đốt tới sức cùng lực kiệt, ngay cả tiếng kêu rên cũng không có, không ngừng giãy giụa thân thể ở trên không trung. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, quả nhiên là thích bị ngược đãi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Như vậy cũng tốt, vừa lúc cho ta một cơ hội. Hắn tiện tay một chưởng vỗ xuống, ba kim sắc khoa đầu văn từ lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể Mạc Tiểu Xuyên. Một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun ra. Lực lượng màu vàng kia bỗng nhiên ở trong cơ thể Mạc Tiểu Xuyên chán phóng ra, trực kích linh đài thức hải, hơn nữa xuyên thấu qua khung đính, chấn nhập trong cơ thể ác linh. À đây, đây là loại công pháp gì? Trên mặt ác linh lộ ra vẻ hoảng sợ, phần nửa lực lượng của nó còn đang ở trong cơ thể Mạc Tiểu Xuyên chiếm chủ đạo, nhưng ở dưới một trường kia dĩ nhiên bị thương thật sâu, hầu như đã bị đánh bay ra. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vui vẻ, cười to nói. Ha ha, quả nhiên hữu dụng, vốn tưởng rằng chiêu thức vô dụng, đối phó người dĩ nhiên có thể đưa đến kỳ hiệu. Ác linh hoảng sợ nói. Chiêu pháp này dĩ nhiên xuyên thấu hồn phách, người sẽ không sợ đem linh hồn của người này đánh sơ xác sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Hiện tại linh hồn của hắn bị ngươi áp chế, mà ngươi mới là địa vị chủ đạo, muốn tiêu tan cũng là ngươi tiên tán đi. Ta không phủ nhận có lẽ sẽ đối với Tiểu Xuyên mang đến thương tổn nhất định, thế nhưng chỉ cần có thể diệt trừ ngươi, hết thảy đều đáng giá. Hắn lại giơ tay lên lần nữa, ba cái kim sắc ký hiệu kia lấp lánh ở trong lòng bàn tay, chính là ba khoa đầu văn ghi lại bên trong Long Cốt Châu, chuyên môn dùng để công kích linh hồn Lý Vân Tiêu sau một kích, cũng từ từ cảm nhận được chỗ đáng sợ của ba chữ này. Nguyên bản toàn bộ thiên vũ giới công kích mạnh nhất đối với linh hồn chính là hắn. Nhưng cái này phải thông qua đồng thuật tiến hành chấn nhiếp linh hồn, mà chiêu công kích này lại là trực tiếp đánh vào trong cơ thể, chấn nhập linh hồn, căn bản là muốn đề phòng cũng không được. Mà tinh thần công kích chỉ có tinh thần lực hoặc giả cửu thiên đế khí mới có thể chống lại, có chiêu công kích thẳng vào linh hồn này, dưới cửu thiên vũ đế căn bản không người nào có thể chống cự. Chậm đã, chậm đã. Ác linh hoảng sợ kêu to lên, nhưng Lý Vân Tiêu căn bản không muốn cùng nó nói chuyện. Một trưởng phong vân lần thứ hai vỗ ra, ba kim sắc khoa đầu văn chấn nhập trong cơ thể Mạc Tiểu Xuyên, lần thứ hai trùng kích linh đài thức hải, ác linh sắc mặt đại biến, lần này rốt cục sợ hãi. Nếu là nó có thể hoàn toàn khống chế thân thể của Mạc Tiểu Xuyên,
còn có thể vận chuyển đế khí chống lại, nhưng bên trong giới thần bi này, tất cả quy tắc đều ở dưới sự khống chế của Lý Vân Tiêu, lực lượng trong cơ thể Mạc Tiểu Xuyên sớm đã bị trấn áp không thể vận chuyển chút nào. Dừng tay A cầu xin ngươi dừng tay. Ác Linh bỗng nhiên cầu xin tha thứ, dưới tình huống đang bị Phượng Hoàng chân hỏa thiêu đốt lâu như vậy đã sắp chống đỡ không nổi, lần này rốt cục chịu thua. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó, lạnh giọng nói. Ngươi đã mất đi tư cách nói điều kiện với ta, hiện tại cầu xin tha thứ không cảm thấy muộn rồi sao? Không muộn không muộn. Ác Linh vội hỏi. Loại chiêu thức này của ngươi đối với linh hồn thương tổn cực lớn, coi như là muốn tiêu diệt giết ta, hồn phách của tên nam tử này cũng sẽ bị ngươi đả thương 7-8 phần, chúng ta không bằng hảo hảo nói chuyện, đạt thành nhận thức chung mới là cách giải quyết vấn đề. Lý Vân Tiêu thu hồi trưởng lực trong tay lại, cười lạnh nói. Ngươi chừng nào thì tư duy trở nên nhanh nhẹn như vậy? Muốn mạng sống cũng đơn giản, từ trong cơ thể hắn đi ra là được. Ác Linh khổ sở nói. Kỳ thực ta đối với việc khống chế cổ thân thể này càng ngày càng yếu, sớm muộn có một ngày sẽ bị hắn tiêu diệt, ta cũng vẫn muốn đi ra, nhưng không có cơ hội, tìm không được thân thể nào thích hợp hơn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, nói. Thân thể, ngươi còn muốn đoạt nhà người khác, lấy loại tình huống này của ngươi luyện chế thành khí linh là kết cục tốt nhất, ta khuyên ngươi không nên vọng tưởng. Ác Linh biến sắc, bi phẫn cả giận nói. Khí linh ngươi giết ta đi. Ta chết cũng không làm khí linh, so với như vậy không bằng đã chết. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Khí linh có khó chịu thối nát tới mức như ngươi nghĩ sao? Hừm. Thanh âm không cam lòng của yêu long truyền đến, hừ lạnh nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại ngươi biết thân ta làm kiếm linh của ngươi, có biết bao nhiêu ủy khất rồi chứ? Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, một chủ ý ở trong đầu hiện lên, sau đó liền không thể ức chế lan tràn ra. Hai mắt tỏa ánh sáng. Ác Linh cả người run lên, hoảng sợ nói. Ngươi đang suy nghĩ chủ ý xấu gì để đối phó ta? Cho dù thế nào ta thà rằng chế cũng không làm khí linh, trước khi chết ta sẽ dùng hết toàn lực đem hồn phách của tên nam tử này tận khả năng đánh tan, mọi người đồng quy vu tận. Yêu tương, hai. Lý Vân Tiêu híp mắt, lộ ra ánh mắt hòa ái và biểu tình như ánh mặt trời, nhẹ giọng nói. Ác Linh huynh, ngươi không nên kích động. Ngươi đã cự tuyệt khí linh chi lộ, ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta người này ghét nhất là bị ép buộc. Chính như lời ngươi nói, đạt thành chung nhận thức mới là con đường để giải quyết vấn đề. Vẻ mặt Ác Linh nghi hoặc nói. Vậy vì sao ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được vẻ bất thiện và tâm tình điên cuồng? Khụ, ho khan một cái. Lý Vân Tiêu có chút lúng túng nói. Linh thể nhận biết quả nhiên rất nhạy cảm a. Đó là bởi vì ta nghĩ tới một cách giải quyết tốt cho cả hai bên, chỉ là không biết ngươi có chịu thử một lần hay không. Hắn theo tay vung lên, cảnh tượng trước mắt lập tức biến hóa mất đi, hai người đều hiện lên ở trên bầu trời, phía dưới một đoàn ảnh tử màu đỏ đang từ từ di động, Lý Vân Tiêu chỉ vào hồng ảnh nói. Nếu là ngươi có thể thay ta đem vật kia đoạt xá đến đây, ta tuyệt không đả thương tới một cọng lông của ngươi, hơn nữa còn có thể giúp linh thể chi lực của ngươi nâng cao một bước. Ác Linh nghi ngờ nhìn phía dưới, cả kinh nói. Lực lượng trên người vật kia thật mạnh thật tà nha. Lý Vân Tiêu đang chỉ chính là huyết thú, nếu là Ác Linh có thể đoạt xá huyết thú, đem nó tiến hành khống chế, như vậy chính mình sẽ có thể đạt được đại địa tức nhưỡng, thậm chí huyền khí bên trong huyết thú cũng có thể lấy ra toàn bộ. Lý Vân Tiêu nói. Thứ này tuy rằng lực lượng rất mạnh, nhưng chỉ số thông minh rất thấp, lấy trí tuệ của ngươi nhất định không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể đoạt xá nó trong nháy mắt, ta liền có thể xuất thủ đem nó chân áp, ngươi có thể đúng lúc đi ra. Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi tìm một khối thân thể tốt. Ác Linh tựa hồ có chút tâm động, nói. Thực sự chỉ cần trong nháy mắt, ngươi cấp cơ thể cho ta không thể kém hơn so với khối thân thể hiện tại này. Sắc mặt Lý Vân Tiêu kéo dài ra, không hài lòng nói. Không thể kém hơn so với khối này, ngươi cũng biết Tiểu Xuyên là tứ tinh vũ đế. Ngươi để ta đi đâu mà tìm một khối mạnh hơn, ngươi khó tránh khỏi cũng quá coi trọng ta đi. Ác Linh trầm mặc không nói, nói. Vậy cũng ít nhất phải là vũ đế chi thân, đồng thời phải giúp ta tiến hành đoạt xá. Ngươi có thần kỹ công kích linh hồn, có thể giúp ta triệt để đánh nát hồn phách của chủ nhân ban đầu, để ta 100% thành công. Lý Vân Tiêu nói. Yêu cầu này có thể đáp ứng ngươi, nhưng mặc dù là vũ đế cũng không phải dễ dàng tìm được như vậy.
còn phải chờ cơ duyên. Cái này ta hiểu. Ác Linh tựa hồ đồng ý, nhưng trong mắt vẫn là sầu lo sâu đậm, cũng không biết là sợ Lý Vân Tiêu đổi ý, hay là khiếp sợ khí thế của huyết thú, để nó có chút sợ hãi. Lý Vân Tiêu nói, đoạt xá huyết thú, chuyện này hoàn toàn dựa vào bản thân ngươi, ta là không giúp được gì. Thân thể Ác Linh bắt đầu dần dần từ trong cơ thể Mạc Tiểu Xuyên tràn ra, trong thất khổng của Mạc Tiểu Xuyên đều chảy ra loại đạm hồng sắc linh thể này, cuối cùng ở trên không trung chậm rãi dung hợp. Lý Vân Tiêu đem Mạc Tiểu Xuyên truyền tống đến dưới Phương Thốn Sơn, Viên Cao Hàn còn đang miệt mài gõ búa giúp hắn rèn thanh kiếm thứ tư, không tiện quấy rầy, vì vậy truyền âm dặn dò Cố Nguyệt Sinh vài câu. Lúc này Ác Linh dung hợp đã hoàn tất, hóa thành thân thể hoàn chỉnh, trên trán còn dài ra hai cái sừng, hoàn toàn là bộ dáng của một yêu tộc. Cái này, Lý Vân Tiêu cả kinh, lộ ra vẻ hoảng sợ, nói. Bộ dáng này của ngươi, đây là lấy người nào làm bản gốc mô phỏng biến hóa ra? Ác Linh sửng sốt một chút, nói. Thế nào, có gì không đúng sao? Ta cũng không có cố ý lấy ai làm bản gốc, chỉ là trong lúc ngưng tụ là bộ dáng như vậy, lâu dài tới nay vẫn như vậy à? Lý Vân Tiêu nghi ngờ trong lòng càng sâu, nói. Ngươi cũng biết vị nữ tử đắp tượng sản sinh ra ngươi là người phương nào không? Ngươi nói vị kia. Ác Linh lắc đầu nói. Không biết, ta trích hiểu được ta vừa được sinh ra, chính là bộ dáng hiện tại này, đồng thời trong đầu có một ý niệm cực mạnh, nhất định phải bảo hộ nàng kia. Hắn mạnh mẽ lộ ra ác tướng, quát. Bức tượng chính là bị ngươi phá hư hết chết tiệt. Ác Linh tựa hồ trong lúc bất chợt cứ như vậy trở nên phẫn nộ. Hướng phía Lý Vân Tiêu dương nanh múa vuốt, tựa hồ muốn thôn vệ hắn. Hàn khí trên người Lý Vân Tiêu tản mát ra, lạnh lùng nói. Đầu óc ngươi lại bắt đầu nóng lên rồi. Ác Linh cả kinh, lúc này mới đột nhiên nhớ tới tình thế bây giờ, nó đã hoàn toàn từ trong thân thể Mạc Tiểu Xuyên đi ra, đã hoàn toàn mất đi lợi thế cùng đối phương gọi nhịp, lập tức đổ ra một thân mồ hôi lạnh, khôi phục nguyên hình, hoảng sợ nói. Ta mới vừa rồi là không tự chủ được tâm tình, loại tâm tình này vào lúc ta vừa mới sinh ra đã có, chính là không tiếc hết thảy phải bảo vệ nàng kia. Ta đại khái hiểu được. Lý Vân Tiêu dừng ở trên trời cao, rơi vào trầm tư, sau đó chậm rãi suy đoán nói. Câu xá luân kia chính là vật của yêu tộc, mặt trên có thể hiển hóa ra nữ tử, chứng minh cô gái này tất nhiên là người trong yêu tộc. Mà ngươi lúc này hiển hóa đi ra bộ dáng của nàng. Cùng với bộ dáng của đại yêu vũ khi lộ ra bản thể đúng là giống nhau như đúc, chứng minh bức tượng nữ tử kia nhất định là một vị tổ tiên trong tộc của vũ làm, đồng thời ở trong đó rót vào quyết tâm bảo hộ không gì sánh được đối với nữ tử đó. Lúc này mới có thể khiến ngươi vừa mới sinh ra, đã truyền thừa ý chí của tên kia đại yêu. Ác Linh không ngừng gật đầu nói. Nguyên lai là như vậy, tuy rằng ta nghe không hiểu cho lắm, nhưng hình như có vẻ rất lợi hại. Lý Vân Tiêu nói. Trong não người ngoại trừ tín niệm phải bảo vệ cô gái kia ra, nhưng còn có tin tức gì khác không? Ác Linh suy nghĩ sau một lúc, liền bất chợt lắc đầu. Quên đi, chuyện từ thời viễn cổ, từ lâu đã theo thời gian tiêu vong, hiện tại truy cứu cũng không có ý nghĩa. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, trong đầu vẫn hiện ra bên trong địa cung, một ánh mắt thoáng qua của yêu tộc nữ tử kia, đã cả đời khó quên. Tâm tư của Ác Linh đã đặt tất cả trên người huyết thú, nói. Không nói chuyện tào lao nữa, bắt đầu chính sự đi. Ta hy vọng ngươi có thể đem nó chọc tức, như vậy ta đoạt xá nắm chặt sẽ lớn hơn nữa. Bởi vì linh hồn trong lúc tức giận là thời khắc yếu ớt nhất. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Cái này đơn giản, ngươi đến trong tay ta đi. Ác Linh hóa thành một đạo quang mang, liền rơi vào trong tay phải của Lý Vân Tiêu, tay trái của hắn tùy ý một chiêu, một đạo thiểm điện đã lâm không bắn rơi, không có dấu hiệu nào bổ về phía huyết thú. Ầm ầm, huyết thú đã nhận ra nguy hiểm, mạnh mẽ nhảy ra, trong đôi mắt phun lửa hướng phía không trung nhìn lại, trên mặt đất bị lôi điện đập ra một cái hố to. Nhập đỉnh, Lý Vân Tiêu mỉm cười, cả người đã hóa thành quang mang, tựa như một đạo lưu tinh lao xuống, hướng về huyết thú đi. Huyết thú giận tím mặt, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, cũng phun ra một đạo thiểm điện, bỗng nhiên bắn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng. Lần thứ hai ngưng ra một đạo sấm sét ầm ầm, lưỡng cổ lực lượng ở trên trời cao vang dội, hóa thành hàng tỷ đạo hồ quang nhắm bốn phương tám hướng bắn đi, trên bầu trời một mảnh điện quang chớp động.
Mẹ nó quả nhiên là tự thành quy tắc chi lực, cư nhiên cùng với lôi chi quy tắc bên trong giới thần bi chiến thành ngang tay. Trên trán Lý Vân Tiêu chảy ra một chút mồ hôi lạnh, chỉ là một kích kia, bầu trời đã bắt đầu xuất hiện nghiền nát, nếu là cứ đánh tiếp như vậy, không gian bên trong giới thần bi vô cùng có khả năng tiêu tùng. Huyết thú thấy một kích không trúng, lần thứ hai giống to, lần này là một đạo huyết quang từ trong miệng nó phun ra, một thanh thước đo màu máu đỏ hóa lớn trên không trung, hướng phía Lý Vân Tiêu mạnh mẽ đánh xuống. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng động, hừ lạnh một tiếng nói. Không phải vật gì cũng có thể ra oai ở trên địa bàn của ta. Hắn tiện tay điểm một cái, huyết xích kia lập tức bị đông cứng, mau chóng biến nhỏ đi, trực tiếp rơi vào trong tay hắn, bị thu vào. Huyết xích kia có thể không phải thượng cổ chi vật, mặt trên không có kim sắc khoa đầu văn tự, không có quy tắc chi lực của mình, vừa ra tới đã bị Lý Vân Tiêu trực tiếp chân áp thu hồi. Sau đó hắn mạnh mẽ một chiêu thuấn di, lập tức xuất hiện ở trước người của huyết thú, một chưởng đã ấn xuống phía dưới. Huyết thú đang ngơ ngác đứng ở đó, nó có chút không rõ, vì sao thước đo vừa đi ra đã bị đối phương thu phục. Ở trong cơ thể nó, thước đo tuy rằng không cường đại bằng cây búa, nhưng cũng là đồ vật cực kỳ lợi hại, cũng không thua kém bao nhiêu so với cây búa. Nó không nghĩ ra, cũng không có thời gian suy nghĩ, Lý Vân Tiêu trong nháy mắt xuất hiện ở trước người nó, đã khiến nó tức giận vạn phần, bỗng nhiên gầm lên, một cổ huyết sắc lực lượng ngập trời chấn ra ngoài từ trong cái miệng lớn, trực tiếp đánh vào trên người Lý Vân Tiêu. Lớp da của Lý Vân Tiêu trong nháy mắt trở thành màu vàng, Minh Nguyệt Thần Quang cũng thoát thể đi ra, đem huyết khí nhanh chóng tinh lọc. Trong bàn tay hắn ác linh thoáng cái đã chui vào trong cơ thể huyết thú, quát lớn. Chờ tin tức tốt của ngươi. Ầm ầm. Trên người huyết thú huyết hải chi lực ầm ầm đánh ra, lập tức đem Lý Vân Tiêu đánh bay vài trăm thước, đình trệ trên không trung, lạnh lùng ngưng mắt nhìn. Trong nháy mắt ác linh mạnh mẽ chui vào cơ thể huyết thú, liền lập tức trực tiếp nhảy vào linh hồn, bắt đầu tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể, toàn bộ phía dưới trong nháy mắt hóa thành một cái biển máu. Lực lượng cường đại điên cuồng trào ra, dĩ nhiên kịch liệt như vậy. Lý Vân Tiêu tĩnh lặng đứng nhìn, huyết thú lần này hóa ra bản thể, một cái biển máu phô thiên cái địa, đem hắn cũng bao phủ đi vào, nhưng hắn chỉ là lặng lặng nhìn, đợi chờ một giây ác linh khống chế được thân thể kia. Hơn 10 món huyền khí cũng tuôn ra từng cái, ở trong biển máu lăn lộn, đều phát huy ra uy lực cực hạn, từng đạo lao ra khỏi biển máu, phảng phất như ngày tận thế. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng vạn phần khiếp sợ, những huyền khí này dĩ nhiên đều bị huyết thú luyện hóa, nơi này là giới thần bi, quy tắc chi lực của hắn có thể trấn áp toàn bộ huyền khí ngoại trừ cây búa ra, nhưng nếu là đặt ở thế giới bên ngoài, như vậy phát sinh xung đột, ai có thể kềm chế được nó. Bên ngoài biểu hiện ra uy lực kinh người, đủ để suy đoán bên trong linh hồn tranh đoạt kịch liệt như thế nào. Lý Vân Tiêu cũng có chút lo lắng, nếu là ác linh một ngày thất bại, chính nó hồn phi phách tán cũng không nói làm gì, chỉ sợ huyết thú này thoáng cái bạo phát, dùng cây búa đánh vỡ nhất giới chi lực trốn chạy, vậy sẽ không có khả năng bắt nó trở lại nữa. Bất chợt ánh mắt hắn ngưng tụ lại, lạnh lùng nói. Hãy để cho ta tới trợ ngươi giúp một tay. Ba cái khoa đầu văn công kích linh hồn thoáng cái ngưng tụ ở trong tay, phong vân trưởng lên, bốn phía biển máu ở dưới nhất niệm của hắn tan ra, trưởng thế như cùng ánh sáng mặt trời xuyên thấu mây đen, hung hăng bổ xuống. Ầm ầm, phong vân trưởng lực chấn nhập trong biển máu, huyết quang ngập trời kinh người, ba cái văn tự kia trực tiếp đánh vào bên trong, lấp lánh không ngừng, chìm vào đi đến. Giống, tiếng gầm gừ to lớn vang lên, tựa hồ huyết thú hồn phách bị thương, hơn 10 món huyền khí trên không trung bỗng nhiên tản mát ra quang mang cường đại, lại có dấu hiệu muốn phát nổ. Lý Vân Tiêu hút một ngụm lãnh khí, cái này ngay cả hắn cũng bị hù dọa, nếu là những huyền khí này tự bạo. Toàn bộ giới thần bi phỏng chừng cũng sẽ tiêu tùng. Huyền khí tự bạo quang mang chợt lóe, đột nhiên ngừng lại, thanh âm của ác linh mạnh mẽ vang lên, quát. Mau ra tay, ta sắp chống đỡ không nổi. Lý Vân Tiêu đại hỉ, biết nó đã đạt được quyền khống chế ngắn ngủi, bỗng nhiên nâng tay phải lên, từng đạo quang mang từ trong đó bay ra, chậm rãi một kiện tiểu đỉnh nổi lên, càng lúc càng lớn, theo hai tay hắn ấn quyết mở ra, hoa văn điêu khắc trên đỉnh chớp động liên tục. Bắt đầu hiện ra các loại ánh sáng màu ở quanh thân. Sơn hà đỉnh thế giới chi lực mở ra, cửu thải chi sắc tản ra, đem cả biển máu đâm thủng, toàn bộ bao phủ ở dưới thế giới chi lực của chiếc đỉnh kia, trong tay Lý Vân Tiêu đánh ra Minh Vương Ấn, lập tức đem nắp đỉnh nhấc lên,
một lực lượng vô cùng lớn bắt đầu đem huyết chi thế giới toàn bộ hút vào trong đó. À, đây là vật gì? Không nên đem ta cũng hút vào đó à? Tiếng hét kinh hoàng của ác linh truyền đến, nó cũng cảm nhận được cổ lực lượng kinh khủng của Sơn Hà Đỉnh, từ đáy lòng sinh ra sợ hãi và run rẩy. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Đừng nóng vội, việc cấp bách bây giờ chính là trấn áp huyết thú, người ở bên trong chờ đợi một đoạn thời gian trước đã, đợi khi ta có đầy đủ lực lượng luyện hóa nó, sẽ thả ngươi đi ra. Toàn bộ thế giới huyết hải bị hút vào trong Sơn Hà Đỉnh, cửu thải hà quang nắp đỉnh bỗng nhiên chấn rơi xuống, phát sinh tiếng nổ vang thật lớn. Lý Vân Tiêu quyết ấn lóe lên, Sơn Hà Đỉnh thế giới chi lực chậm rãi thu về, thân đỉnh cũng biến thành bình thường, không ngừng xoay tròn trên không trung. Sơn Hà Đỉnh nà đồng dạng cũng là thánh khí, hơn nữa nắm giữ thế giới chi lực hoàn chỉnh, mặc dù huyết thú có lôi chi quy tắc của cây búa, cũng đừng mơ tưởng phá vỡ. Hơn nữa đại đỉnh này vốn là thần vật luyện hóa vạn vật, chỉ cần có đầy đủ thời gian, coi như là vũ đế đỉnh phong cường giả ở bên trong, cũng phải bị triệt để tiêu hóa. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh trên trán, khu Sơn Hà Đỉnh này đối với hắn gánh vác vẫn là cực lớn, huống hồ chính mình vừa mới tách ra tinh quang phân thân, cực kỳ tiêu hao hồn lực. Dũng đạo, một. Trong tay hắn mở ra quyết ấn, Phượng Hoàng Thần Hỏa liền từ trên bầu trời chậm rãi phủ xuống bên dưới, bắt đầu thiêu đốt đại đỉnh. Mục tiêu của hắn đó là luyện hóa huyết thú, lấy ra đại địa tức nhưỡng và cây búa, về phần huyền khí khác tuy rằng cũng chân quý, nhưng ngoại trừ thước đo tạm được ra, còn lại cũng không lọt vào pháp nhãn của hắn. Chơi như người vậy, ác linh phỏng chừng cũng phải xong đời. Thân thể yêu long hiển hóa đi ra, lộ ra vẻ bất mãn cực lớn, nói. Người đây là thất tín với người. Lý Vân Tiêu hừ nói. Thế nào, ngươi tức giận? Yêu long trầm giọng nói. Đều là linh thể, ta chỉ là cảm thấy thọ tử hồ bi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu, loại luyện pháp này chỉ là muốn luyện hóa lệ khí trên người huyết thú, đem kết cấu thân thể của nó phân giải ra, như vậy liền có thể triệt để thu phục, chắc là sẽ không tổn thương đến hồn thể. Ác linh ở bên trong chỉ là chịu một chút vị đắng mà thôi. Cùng lắm thì ta sẽ tìm một khối thân thể mạnh chút cho nó an cư cũng được. Yêu long lạnh lùng nói. Hy vọng là như vậy. Lý Vân Tiêu hơi gật đầu một cái, nói. Long cốt châu ngươi tu luyện như thế nào rồi? Vừa nhắc tới vật ấy, yêu long nhất thời hứng thú, mi phi sắc vũ nói. Ta đã luyện vào trong cơ thể của ta, chiếm được lực lượng cường đại khó mà tưởng nổi. Nghĩ không ra lời đồn cửu vật hóa long dĩ nhiên là sự thực. Ngày đó Hắc Long hậu đại bằng vào ba món long chi bí bảo, dĩ nhiên có thể trấn áp toàn thành cao thủ, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là bị hắn cửu vật tề tụ, hóa thân chân long, chẳng lẽ không phải thiên hạ vô địch? Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Thượng cổ chân long chỉ có tụ tập thiên địa long khí mới có thể diễn hóa đi ra, cửu vật hóa long tuy có truyền thuyết như vậy, nhưng cũng quá mức hư vô mờ mịt. Muốn tụ tập cửu vật sao mà khó khăn, bất quá. Hắn như có điều suy nghĩ nói. Ở trong tứ hải, chân bảo đông đảo, lấy tứ hải chi lực tụ tập 9 món long vật hẳn là không khó, nhưng chưa từng nghe qua có chân long xuất thế, nói vậy việc hóa long có chỗ kỳ quái. Yêu long trầm ngâm nói. Ừ, ta cho rằng cùng huyết mạch cũng có quan hệ cực lớn. Tứ hải chúng ta cũng đi qua, nhưng không có nhìn thấy nhân vật quá mức nghịch thiên. Nhưng vô luận như thế nào? Lần sau ngươi gặp phải tường tử vụ cần phải cẩn thận, loại hóa long chi lực này có tăng trưởng gấp bội đi nữa, đích thật là một đại phiền toái. Trong mắt lóe lên Lý Vân Tiêu lóe lên một tia lãnh mang, nói. Ta xem tường tử cũng có chuyện, sợ rằng không đơn thuần là huyết mạch tứ hải vương tộc đơn giản như vậy, có cơ hội ta rất muốn tự mình thăm dò một chút hư thực của hắn, có lẽ có thể giải khai chân long bí mật cũng nói không chừng. Yêu long cười khổ nói. Nói chung hết thảy cẩn thận. Ta cũng hy vọng có thể có cơ hội tiếp xúc được tầng diện kia. Lý Vân Tiêu không lên tiếng nữa, mà là lẳng lặng thiêu đốt Sơn Hà Đỉnh, luyện hóa huyết thú. Đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, trong nháy mắt hóa thành vẻ trắng bệch, một búng máu tươi trực tiếp lâm không phun ra, trong mắt lộ vẻ lấy làm kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, hồn lực phản phệ? Yêu Long cả kinh nói. Lẽ nào vật kia khó luyện hóa như vậy, ở trong giới thần bi này còn có thể phản phệ đến hồn phách của ngươi? Lý Vân Tiêu sắc mặt tái nhợt, khẽ lắc đầu nói. Đích thật là hồn lực tổn hại lớn, nhưng không phải là chuyện cái đỉnh kia.
xem ra luyện hóa huyết thú vô pháp nóng vội, tinh quang hồn thể của ta bị người diệt rồi. Hắn thở sâu, Lâm Không ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lẳng lặng nói. Để ta yên tĩnh, hiện tại không ít tin tức dũng mãnh vào trong đầu óc ta, đợi ta tiêu hóa từng cái đã. Yêu Long không lên tiếng nữa, trên sơn hà đỉnh Phượng Hoàng chân hỏa từng cái thối lui, thân đỉnh to lớn vẫn như cũ dừng lại trên không trung xoay tròn, chỉ bất quá tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng đã ngừng lại. Trên trán Lý Vân Tiêu mồ hôi lạnh lớn cơ hạt đậu chảy xuống, cũng không biết là khổ cực do tiếp thu những tin tức kia, hay là khó chịu do hồn lực bị hao tổn. Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, thế nhưng sắc mặt lại vẫn tái nhợt như cũ, hắn trực tiếp lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, mới thoáng đẹp yên một chút. Yêu Long cả kinh nói. Như thế nào, tinh quang hồn thể bị diệt, linh hồn của ngươi bị thương nặng nghiêm trọng như vậy. Nhưng đó bất quá là một nhị giai hồn thể mà thôi à. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu nói. Ta cuối cùng xem như hiểu rõ Viên Cao Hàn vì sao coi trọng bát giai hồn thể chi thân của hắn như vậy. Một khi bị diệt mà nói, đích thật là hồn phách vĩnh viễn tổn hại, sợ rằng khó lại tiến bộ thêm chút nào nữa. Ta sau này cũng sẽ không lấy thêm thứ này làm thám tử nữa. Hôm nay không chỉ có hồn lực tổn hại lớn, ngay cả cảnh giới đều có điểm suy giảm, lại diệt một cái, sợ rằng sẽ trực tiếp quay về thất giai, vậy khóc cũng không ra nước mắt. Nghiêm trọng như vậy, Yêu Long cả kinh nói. Ai cho ngươi động một chút là thích sằng bậy, hấp thụ chút dạy dỗ đi, ta tương lai hoàn toàn trông cậy vào ngươi. Được rồi, rốt cuộc gặp phải chuyện gì, hồn thể đang ở trong địa mạch cũng có thể bị diệt. Sắc mặt Lý Vân Tiêu thoáng cái ngưng trọng, chậm rãi nói. Ở đây lại có người của thánh vực, xem ra bí mật mai cốt chi địa thánh vực vẫn luôn tìm tòi nghiên cứu a. Ta từ nước suối chu lên, đi vào một bên trong không gian hết sức kỳ lạ, sau đó liền gặp phải người của thánh vực, bọn họ thập phần khiếp sợ, muốn bắt giữ ta khảo vấn, ngược lại bị ta dẫn ra không ít chuyện, cuối cùng bị bọn họ giết trong nháy mắt. Yêu Long ngẩn ra, ngạc nhiên nói. Thánh vực, vậy ngươi có muốn lại tiếp tục truy tra hay không? Tựa hồ tầng diện liên quan khuếch trương cực lớn rồi. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, nói. Đương nhiên yếu tra ra căn nguyên gốc rễ của chuyện này, đó là chỗ mấu chốt để ta triệt để mở ra lực lượng của giới thần bi, làm sao có thể xem thường buông tha. Hắn đột nhiên biến sắc, nói. Không tốt. Cả người sau khi sắc mặt đột biến, liền trong nháy mắt tiêu thất ở bên trong giới thần bi, xuất hiện ở trong hoa viên. Hồn lực của hắn tổn hại lớn. Trực tiếp dẫn đến lực khống chế đối với cửu giai huyền khí trở nên yếu đi, trên hoàng chiêu trung phát sinh âm thanh rung động mãnh liệt, thì biệt đao ở bên trong bắt đầu phát cuồng. Giới thần bi và ba thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cũng bắt đầu cầm cự không nổi, dần dần muốn thoát ly khống chế của hắn, Lý Vân Tiêu từng giọt một mồ hôi hột từ trên trán rơi xuống, vẫn như cũ vô pháp chống đỡ thêm. Phanh! Một đạo thanh âm rung động vang dội, hoàng chiêu trung rốt cục bị chấn bay lên. Thì biệt đao cuồng bạo hóa thành một thanh thân đao, tùy theo bổ ra ba đạo vực giới chi lực cùng kiếm đổ ràng buộc, mạnh mẽ nhảy vào trong nước suối cách đó không xa, sóng nước kinh nhân ngập trời, liền chìm vào trong đó không thấy hình bóng. Dũng đạo, 2. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch, vội vã đem đám huyền khí này đều thu hồi, hai tròng mắt chợt hóa thành huyết nguyệt mở ra, hướng tới sâu trong nước suối ngưng mắt nhìn đi, thì biệt đao đã sớm không biết tung tích. Xem ra là trốn xa rồi nhưng phía dưới chỉ có một con đường, lẽ nào nó đi ngược chiều mà lên? Nếu là như vậy, chẳng lẽ không phải tiến vào chỗ đó? Lý Vân Tiêu trầm ngâm một trận, cũng theo đó một đầu chui xuống nước, theo phương hướng lúc trước đi ngược chiều lên. Trong nước suối sinh mệnh lực rất mạnh, không ngừng tẩm bổ thân thể hắn, hồn lực cũng chậm rãi khôi phục, chỉ bất quá trong thời gian ngắn sợ là khó có thể phục hồi như cũ đến đỉnh phong. Yêu Long đột nhiên kinh ngạc nói. Trong nước suối này có sinh mệnh lực mạnh như vậy, trong nước lại vì sao không thấy được một sinh vật còn sống? Lý Vân Tiêu nhướng mày, phóng nhãn nhìn lại, đúng là như thế. Chỉ bất quá lúc trước hắn không có chú ý tới mà thôi, bởi rơi vào bên dưới địa mạch, hết sức u ám, đồng thời nước ấm càng ngày càng lạnh. Mấy canh giờ sau, Lý Vân Tiêu bơi vào một khối không gian thập phần rộng lớn, mặt trên mơ hồ có ánh sáng nhạt chiếu xuống, tựa hồ còn có thể nghe thấy thanh âm. Lý Vân Tiêu nhíu chặt vùng lông mày lại, kinh ngạc nói. Thì biệt đao đi đâu rồi? Một đường đến đây chỉ có một con đường như vậy có thể đi theo, cửa ra thông đạo phía trên đó là có người của thánh vực bắt tay, lẽ nào đại thi biệt đi ra đó?
hắn ở trong nước lặn đi một đoạn thời gian, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, lẩm bẩm. Không có khả năng đi ra, lấy tính tình của Thi Biệt, không có khả năng không bị phát hiện, chẳng lẽ là trong nước có lối đi riêng. Hắn bắt đầu thận trọng ở đáy nước tìm kiếm, vẫn là nhất vô sở hoạch. Lý Vân Tiêu không cam lòng, lại dọc theo thông đạo đi trở về, một đường tìm kiếm, quả nhiên để hắn phát hiện một ít cổ quái. Toàn bộ thủy đạo bên trong đều là trong suốt thấy đáy, không có bất cứ sinh vật nào, mà ở hai bên dưới đáy cách mỗi một đoạn thời gian đều gặp phải một cái thiền thung thấp bé, tựa hồ cắm sâu vào trong đáy nước, chỉ lộ ra chiều cao lớn cỡ hai cái quyền đầu, tựa hồ dựa theo một quy luật nhất định sắp hàng. Dĩ nhiên là một trận pháp ẩn núp, lẽ nào dưới lòng đất tối tăm này vẫn còn mở đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu có chút ngạc nhiên, rơi vào một cái cọc tối, lấy tay bắt xuống phía dưới, cảm thụ được lực lượng nhợt nhạt truyền lại. Hắn dùng lực nhổ một cái, lại vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào, Lý Vân Tiêu sắc mặt ngưng lại, trên người dần dần hóa thành bất diệt kim thân, thân thể chi lực cường đại dâng lên, lần thứ hai cố sức rút lên, cái cọc kia rốt cục ở dưới hắn liều mạng rút chậm rãi đi ra, độ dài lại cỡ hơn hai thước, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. 3. Khi cái cọc được rút ra, phát sinh tiếng vang nhỏ nhẹ, nước trong bắt đầu ồ ồ rót vào, Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn cái cọc, trên mặt mạnh mẽ lộ ra vẻ hoảng sợ, cả người đại chấn. Cái cọc dài hơn hai thước, ngoại trừ lộ ở trong nước một đoạn ngắn, phía dưới đại bộ phận tất cả đều là lộ ra vẻ đen kịt, bị ăn mòn cực kỳ lợi hại, mà loại ăn mòn màu đen này hắn tuyệt không xa lạ, chính hiệu quả ăn mòn của ma khí. Lý Vân Tiêu đem hồn lực chậm rãi rót vào bên trong cái cọc, tỉ mỉ phân tích, cái cọc dài này đúng là dùng thất giai tài liệu chế thành, kiên cố không gì sánh được. Ánh mắt của hắn lần thứ hai ngóng nhìn cái động khẩu, bên trong không có bất kỳ chỗ nào đặc thù, cũng nhìn không thấy chút ma khí nào. Sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói. Ta rốt cuộc biết trong nước này vì sao không có một sinh vật rồi, nguyên lai có ma khí ăn mòn, nó yếu ớt tới mức mắt thường đều không thể phát giác, có thể đem thất giai tài liệu ăn mòn thành cái dạng này. Ta hiện tại có một loại dự cảm xấu, tựa hồ mai cốt chi địa cùng với đại ma rất có liên quan. Yêu Long sững sờ nói. Nơi này là địa mạch phong ấn, chẳng lẽ là phong đại ma sao? Yêu Long sắc mặt cổ quái nói. Tu Di Sơn, vực ngoại tinh không, ngươi đều thả ra đại ma, mai cốt chi địa này. Ngươi nhà thật là cứu tinh của đại ma a. Nếu là thánh vực biết được chuyện tốt ngươi làm, sợ rằng là người đầu tiên muốn diệt ngươi. Lý Vân Tiêu cầm cái cọc nhìn ngó một hồi, chậm rãi nói. Bên trong Tu Di Sơn là vì không biết, vực ngoại tinh không là do tham lam, lần này nếu như quả thật có đại ma, vậy cũng không có biện pháp, bởi vì thứ này có liên quan tới thủy chi bản nguyên, là nhất định phải có được. Ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, hắn bắt đầu ở đáy nước rút ra cái cọc ngầm, tựa như từng cái đinh một cậy lên, đồng thời ở nơi này, tốc độ dòng chảy bất chợt bắt đầu trở nên chậm rãi. Theo cái cọc cuối cùng rút ra, hoàn toàn đã không có dòng chảy. Nhưng đây chỉ là sự yên lặng trong giây lát, sau đó toàn bộ dòng nước lại bắt đầu chảy xuôi, hơn nữa càng lúc càng nhanh, phương hướng so với lúc trước cư nhiên bất đồng. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, toàn bộ dòng nước ngầm dĩ nhiên trong lúc vô tình đã thay đổi hình thái, xuất hiện rất nhiều dũng đạo lúc trước căn bản lại không tồn tại, hắn tài cao mật lớn, theo phương hướng dòng nước bơi đi, quanh co gồ ghề, không biết đã bơi đi bao lâu. Phía trước dĩ nhiên đã không có đường. Mà đại lượng nước chảy cũng không ngừng chui xuống lòng đất, ở tận cùng dũng đạo là một hố sâu không đáy. Cái này, Lý Vân Tiêu ngưng mắt hướng tới trong hố sâu nhìn lại, hoàn toàn nhìn không thấy đầu cùng, chỉ có đại lượng nước không ngừng chảy vào bên trong, hắn lẩm bẩm. Tiến vào, hay là không vào? Đáng tiếc tinh quang hồn thể tổn hao quá lớn, hắn cũng không dám dùng nữa. Nếu là lần thứ hai bị diệt thật sự sẽ trực tiếp rơi xuống bát giai. Quên đi, đã đến nước này, lùi bước mà nói, đó vẫn là ta sao? Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, theo nước chảy phi vọt xuống phía dưới, thân thể liền cảm giác tựa như từ trên không trung rơi xuống, bốn phía vẫn là một mảnh hôn ám, mắt không thể thấy, hắn vận chuyển thần thể, phát sinh minh nguyệt chia quang, lúc này mới đem tình huống chung quanh thấy rõ, dĩ nhiên là một mảnh hư không vô cùng vô tận. Nước suối tựa như thác nước phi lạc cửu thiên. Thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, liền từ trong thác nước vọt ra, lâm không mà đứng, đi xuống dưới nhìn lại, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là thế giới dưới lòng đất, một không động lớn như vậy ở bên dưới, mai cốt chi địa cư nhiên không sụp đổ.
khi minh nguyệt thần quang của hắn chiếu rọi xuống, xa xa thế giới khắp nơi đều là núi đá, âm trầm đáng sợ, nhìn không thấy bất luận chút sinh cơ nào. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, một đạo ánh sáng màu vàng phá không đi, bắn vào bên trong hắc ám, lại trong sát na hư không tiêu thất không thấy đâu, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Thủy Đàm, một. Ừ, đây là. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ hồ nghi, lực lượng một chỉ của mình mặc danh kỳ diệu tiêu thất, đáng tiếc nơi này hoàn toàn che giấu thần thức, để hắn vô pháp tra xét, trầm ngâm nói. Nơi đây cổ quái nhiều lắm, không thích hợp ở lâu. Hắn mạnh mẽ theo nước chảy xuống, sau khi bay vài trăm thước rơi vào đoạn thấp, đúng là một cái thủy đàm, sinh mệnh chi khí cực mạnh từ bên trong phát ra, tuy rằng bị thác nước chấn đến mặt nước nghiền nát, vẫn như cũ trong suốt thấy đáy, còn đại thi biệt đang nằm ở dưới nước, vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên ở đây, trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, trong đầm nước này sinh mệnh chi khí rất mạnh, đáy nước rõ ràng có thể thấy được một tầng rêu xanh biếc nhàn nhạt, xem ra nơi đây khí tức sinh mệnh không thể thắng được ma khí, lúc này mới có thể đản sinh ra sinh mệnh. Hắn nhẹ nhàng nhấc hai chân dẫm lên mặt nước, muốn xuống phía dưới nhìn đến tận cùng, đột nhiên trong nước hàn quang lóe lên, một đạo đao mang bén nhọn bay lên, đại thi biệt bổ ra thủy đàm, vọt tới, chém về phía hắn. Thứ này xem ra cực kỳ bảo vệ thủy chi bản nguyên nơi đây a, nói vậy suy đoán của ta không sai, nó bắt đầu từ nơi đây lấy được sinh mệnh, do đó không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, ở trên mặt nước điểm nhẹ, liền tránh được một đao kia. Thi biệt đao trên không trung lộn một cái, phát sinh từng đạo hàn mang, hóa thành thân đao, phi chém xuống. Trong nước phản xạ ra tia sáng chói mắt, thật giống như hai thanh đao phân trên dưới chạm kích đến. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài. Thực sự là quật cường, trước khi lấy nước chẳng lẽ phải hàng phục thứ này trước, chuyện này lại khó làm rồi. Hắn lần thứ hai thi triển thân pháp, ở trên mặt nước bước ra mấy bước, liền tránh thoát một đao, đao mang từ bên cạnh thân sượt qua vai, một cổ khí tức tử vong dưới đáy lòng dâng lên, loại bản năng này của võ giả, đến từ tiềm lực chỗ sâu trong linh hồn, để tư duy của Lý Vân Tiêu cấp tốc vận chuyển, bốn phía thế giới thoáng cái tựa hồ trở nên chậm chạp. Loại khí tức tử vong này hắn cũng từng trải qua, đó là lúc sắp chết các bộ vị trên thân thể xuất hiện hiện tượng siêu tốc, lần trước ở trong thiên đãng sơn mạch, đó là xuất hiện loại cảm giác này, mà lần này lại vào lúc đao mang kia từ bên cạnh xẹt qua xuất hiện. Con người của Lý Vân Tiêu trong nháy mắt hóa thành huyết nguyệt, hắn chợt phát hiện đạo đao mang xẹt qua thân thể kia dĩ nhiên là ảnh ngược, còn thi biệt đao chân chính lại là từ đáy nước phi chém mà đến. Sự phát hiện này khiến hắn toàn thân băng lãnh. Tinh thần lực trong thức hải bạo tạc tản ra, đem không gian vặn vẹo tựa như hắc động, toàn bộ thân ảnh bất chợt thuấn di tránh ra, một đạo tiên huyết còn là mạnh mẽ bắn ra, chiếu vào trên trời cao. Thân thể Lý Vân Tiêu ở ngoài hơn 10 thước hiện lên, một đạo vệt máu kinh khủng từ trên vai lan tràn đến phần eo, tiên huyết đã nhiễm đỏ hơn nửa người, nước chảy dường như rơi vào thủy đàm. Toàn bộ không gian ngoại trừ thác nước kia phát ra tiếng động lớn rầm rĩ, thì không còn thanh âm nào khác. Thi biệt đao sau một kích đắc thủ, cũng lẳng lặng dẫm nát trên mặt nước, vẫn không nhúc nhích đưa mặt về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cả người băng lãnh, sau một lúc mới từ trong tâm tình sợ hãi vừa rồi phục hồi tinh thần lại, hắn hung hăng nuốt ngụm nước miếng, hiện tại vẫn là gương mặt tái nhợt. Bình thường chiến đấu chủ yếu đều dựa vào thần thức, mới vừa rồi ảnh ngược và thực thể phối hợp công kích, nếu đặt ở bên ngoài là tuyệt không thể nào lừa gạt được hắn, nhưng nơi đây thần thức toàn bộ phong bế. Hoàn toàn phải dựa vào mắt thường không cách nào nhận biết thật giả. Trên vai miệng máu truyền đến đau đớn, chém vào sâu thậm chí ngay cả đầu khớp xương đều bổ ra, cốt tủy cũng theo huyết dịch chảy ra, khiến hắn giận dữ không thôi. Lý Vân Tiêu vận chuyển bất diệt kim thân, từng điểm kim mang ở miệng vết thương hiện lên, chậm rãi chữa trị thân thể. Vừa rồi một đao kia cũng không có chính diện chém trúng hắn, chỉ là đao mang xẹt qua, nhưng dù vậy, nếu không phải mình có bất diệt kim thân và minh nguyệt thần thể, ở dưới một đao kia tuyệt đối đã thành hai nửa. Mẹ nó, thiếu chút nữa chết không minh bạch tại đây. Lý Vân Tiêu tức giận mắng một tiếng, vận chuyển nguyên khí chữa trị thân thể, cả người toàn thân để ý để phòng thi biệt kia lại đến. Địa hình nơi này tuy rằng giản đơn, nhưng mình dù sao cũng là sân khách, đối phương chiếm hết ưu thế sân nhà. Đại thi biệt sau một đao cũng không nóng vội, cứ như vậy đứng ở trên mặt nước, theo thác nước chấn ra gợn sóng nhộn nhạo. Nó tựa hồ quen thuộc Lý Vân Tiêu đối thủ này, biết rằng mù quáng chém tới hiệu quả không lớn, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ.
Lý Vân Tiêu cũng vui vẻ đợi đối phương an tĩnh, từ từ điều tức thương thế, hơn nữa vừa rồi liều mạng bộc phát ra tinh thần lực khiến hồn lực của hắn hầu như không còn, vô luận là thân thể hay linh hồn, đều đã vô pháp cùng với Thi Biệt đánh một trận. May mà dưới chân phát ra linh khí ngập trời, để hắn tổn hao lấy tốc độ khả quan khôi phục. Đại Thi Biệt vẫn là không hề nhúc nhích, tựa hồ chỉ cần Lý Vân Tiêu không lẻn vào trong nước, nó sẽ để mặc hắn hành động. Một người một trùng cứ như vậy cảnh giác đề phòng đối phương, thời gian từng giờ trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, chừng mấy ngày sau, thương thế của Lý Vân Tiêu rốt cục khôi phục toàn bộ. Thanh âm của yêu long truyền đến, kinh ngạc nói. Chuyện gì xảy ra, nó dĩ nhiên thực sự tùy ý mặc kệ cho ngươi chữa thương. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói. Thứ này thần chí hẳn là không phải rất kiện toàn, chỉ biết công kích người, cùng với bảo hộ đầm nước này. Nhưng dù vậy cũng đích thật là một đại phiền toái, không thể giải quyết triệt để, ta căn bản vô pháp lặn xuống nước. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi căn bản không có khả năng hàng phục nó. Yêu Long lo lắng nói. Cái đó, chưa chắc. Lý Vân Tiêu quả quyết nói, trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt, tựa hồ cực có nắm chắc hình dạng, hai tay hắn kiếm quyết một ngón tay, một thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm nhất thời rơi vào trong tay, múa ra một đạo thanh liên, cả người lập tức phi thân mà lên. Công quá khứ. Thì biệt đao khẽ động, một đạo quang mang tựu từ nó đầu thượng bắn đi ra. Lý Vân Tiêu một tiếng hừ lạnh, cả người thuấn di một chút lại tránh được đao mang, lăng không chém xuống. Hắn tả hữu bắt quyết, trong miệng khinh thổ pháp quyết, ba kim sắc khoa đầu văn hiện lên ở trên thân kiếm, từng cái lóe ra, hung hăng rung xuống phía dưới. Đại thi biệt hóa thành thân đao, phi trùng dựng lên, trực tiếp đánh vào trên thân kiếm. Một tiếng binh khí va chạm cực lớn vang dội, hỏa quang càng chiêu bốn phía tứ tán, hai thanh đều là cửu giai huyền khí, chỉ bất quá Lý Vân Tiêu lực lượng quá yếu, chấn động dưới cả người tự bay ra ngoài, hắn toàn bộ da đều là kim sắc, trên không trung giống như một đạo kim sắc lưu tinh bị đánh bay. Thủy đàm, hai, mà ba cái kim sắc khoa đầu văn lại không trở ngại chút nào trực tiếp đi qua đao mang, đánh vào thân đao. Thì biệt đao thân đao bỗng nhiên run một chút. Trên không trung phát sinh từng đạo rên dĩ lai, thoáng cái cả người quang mang đại thịnh, ở trời cao thượng vòng vo vài vòng, thoáng cái tựu lẻn vào trong đầm nước khứ, không thấy thân ảnh. Quả nhiên hữu dụng, Lý Vân Tiêu đại hỉ nói. Con sâu đao này tuy rằng lợi hại, nhưng là chỉ là khí uẩn ngập trời, đao mang kinh người, căn bản vô pháp ngăn trở tinh thần công kích. Hơn nữa từ nó hành động đến xem, chỉ số thông minh cực thấp, hồn lực nhất định là cực kỳ có hạn. Bị ta công kích một chút tự ứng cai thị bị thương nặng bỏ chạy. Hắn ngưng mắt nhìn lại, thì biệt đao cũng không có thay đổi quay về sâu, vẫn như cũ duy trì thân đao, thẳng tắp cắm ở thủy đàm ở chỗ sâu trong. Đã có chiêu thức có thể khắc chế nó, Lý Vân Tiêu to gan lần thứ hai bước vào thủy đàm, đi xuống mới chậm rãi chìm, đồng thời toàn thân đề phòng, hắn cũng không muốn tái thưởng lúc trước như vậy một đao. Theo hắn bước vào thủy đàm, thì biệt đao rốt cục chiến động. Chấn suất đạo nói vằn nước ở đáy đàm khuếch tán, dĩ nhiên đem thác nước trùng kích lực đều bài xích khai. Con người của Lý Vân Tiêu ngưng lại, trong tay Bắc Thiên Hàn tinh kiếm nắm chặt hơn. Đột nhiên một cái bóng ở đáy nước chậm rãi mọc lên, trực tiếp di động đáo thì biệt đao ra, một con trắng hiếu tay của không biết từ nơi này vươn lai, một bả ác ở trên chuôi đao, đao kia run lập tức dừng lại, toàn bộ thế giới ở trong chớp nhoáng này tựa hồ không tiếng động. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên cả kinh. Trong lòng giật mình, một dự cảm bất tường dâng lên, trán của hắn thiên mục chợt mở, ba con đôi mắt phân biệt bày biện ra bất đồng hình dạng lai, tựa hồ cấu thành một trận pháp, vãng tay kia cánh tay ngưng mắt nhìn đi. Ngay khi thấy rõ tay kia cánh tay, cả người toàn thân chấn động, trong nháy mắt hóa thành một đạo điện mang, đem thủy đàm nổ tung, phi độn đi. Cánh tay màu trắng như ngọc, ở Lý Vân Tiêu dùng đồng thuật quan chắc nào phải cánh tay gì, rõ ràng chính là một cái cốt chảo trắng hếu. Chanh. Trên thì biệt đao phát sinh kinh người đao khí, cuốn thẳng dựng lên, đáy nước thoáng cái biến thành một vòng xoáy, không ngừng đi lên quyển khứ. Cốt chảo nắm thì biệt đao chợt khơi một cái, thân đao chấn khởi, một đạo phá không đao mang xả nước đàm bên trong lao ra, quang mang chấn diệu vạn lý, đem toàn bộ không gian soi sáng một mảnh sáng sủa. Một đạo nhân ảnh nắm đao kia thân lao ra thủy đàm, chiêu Lý Vân Tiêu thân hóa sấm sét chém tới, vào giờ khắc này. Toàn bộ bóng tối thế giới toàn bộ tiêu thất, giữa thiên địa chỉ có một mảnh đao mang. Dưới đao mang chém vỡ núi cao, cắt đoạn giang hải, đáng người đỗ.
Lý Vân Tiêu bỗng nhiên hút một cái lãnh khí, đao mang kia trong mặc dù không có đế khí đọng lại không gian, lại tựa hồ như tự thành một mảnh thiên địa, không chỉ là đao thế gian giới đơn giản như vậy, để cho hắn có một loại cảm giác lên trời xuống đất không chỗ có thể trốn. Không có cách rồi, ngạnh kháng chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi mi tâm của Lý Vân Tiêu tế ra giới thần bi, trong nháy mắt đã hóa thành quang mang trốn tránh đi vào. Ngay trong nháy mắt chân trước bước vào, đao mang kia chém tới, trực tiếp bổ vào trên giới thần bi, một năng lượng to lớn một cơn lốc đánh văng ra. Lý Vân Tiêu vừa mới bước vào trong bi, liền cảm thấy toàn bộ không gian chấn động, một đao mang dĩ nhiên phá khai rồi một giới lực, từ đi ra ngoài truy lùng tiến đến. Cái gì? Hắn bỗng nhiên hoảng hốt, có thể phá vỡ mình một giới lực, chỉ có lệ hoa chỉ làm được, không ngờ rằng cái bạch cốt chảo này dĩ nhiên cũng có thể làm được. Hắn đã không có quá nhiều thời gian tự hỏi, tiện tay một ngưng, một đạo kiếm khí ngay lòng bàn tay hội tụ, hóa thành vô cùng ba đạo kiếm quyết, trong sát na chém ra. Mấy đạo lực lượng ở trời cao ăn ảnh tràng, hóa thành to lớn lô ống kính, coi như một thái dương, soi sáng toàn bộ bia bên trong thế giới. Em gái ngươi cổ lực lượng này, đã có sức mạnh của cửu tinh vũ đế. Trên trán Lý Vân Tiêu chảy ra mồ hôi lạnh, may mắn chính mình không có tò mò đến ngạnh kháng, nếu không đã hôi phi yên diệt. Mặc dù hiện tại tránh thoát một kiếp, hắn cũng cảm thụ được giới thần bi linh khí tiêu hao cực đại, nếu là trở lại kỳ đao như vậy, sợ là lại muốn hư hại. Hơn nữa hắn hiện tại kinh ngạc đứng ở trên trời cao, cũng không dám đi ra ngoài. Yêu Long cũng là sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn như cũ châm chọc nói. Ha ha, thế nào, sợ hãi? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Không sợ mới là lạ, cửu tinh vũ đế, mình cũng từng là cái cảnh giới kia, đương nhiên biết nó mạnh mẽ ra sao. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nói. Huống hồ còn có một thanh cửu giai huyền đao có thể triệt để giải phong ngươi nói ta có sợ không? Lý Vân Tiêu ở bên trong giới thần bi có chút vô kế khả thi, nói. Ngươi nói thì biệt đao có thể ở bên ngoài xúc thế được rồi, chờ ta đi ra ngoài một đao chém chết ta hay không? Yêu Long trầm tư nói. Lấy trí tuệ lúc trước của nó đến xem, cũng sẽ không. Ý tưởng của nó chỉ là tận khả năng bảo hộ đầm nước này, chỉ là bạch cốt chảo cầm nó không biết là vật gì. Lại có uy năng như thế. Cửu tinh vũ đế, quả thực chính đang nói đùa a. Lý Vân Tiêu cũng là trầm ngâm không ngớt, nói. Loại tồn tại này mặc dù ta khôi phục lực lượng đỉnh phong, cũng không phải đơn giản có thể chiến thắng. Lực lượng cường đại như vậy làm sao có thể cam tâm đợi ở loại địa phương này, tất nhiên có điều cực hạn. Hắn lần thứ hai phân ra một đạo hồn thể, phóng ra phía ngoài đi thăm dò tham, đồng thời tận khả năng đem hồn thể đẳng cấp đè thấp. Để tránh khỏi lần thứ hai bị chém đối với mình linh hồn tạo thành thật lớn tổn thương. Tinh quang hồn thể vừa ra khỏi giới thần bi, bên ngoài vẫn là một mảnh tối đen mưa bụi lất phất, thì biệt đao quả nhiên lại ở dưới đáy thủy đàm, lẳng lặng cắm ở đó. Bản thể của Lý Vân Tiêu sau đó đi ra, đem hồn thể thu nhập trong cơ thể, dừng ở phía dưới trầm tư bất định đứng lên, có như vậy lực lượng cường đại thủ hộ, muốn cướp đoạt thủy chi bản nguyên căn bản không có khả năng, nhưng lúc đó rời đi hắn lại không cam lòng. Sau một lúc trầm tư, hắn giơ tay lên lai, một miếng nhỏ đại địa tức nhưỡng hiện lên ở lòng bàn tay, tản mát ra hơi yếu một chút hoàng quang, tỏa ra sắc mặt của hắn âm trầm bất định. Yêu Long cả kinh nói. Ngươi đây là... Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra một tia hung ác, nói. Nếu là ta đem khối đại địa tức nhưỡng trộn lẫn vào trong nước này bể mất, ngươi nghĩ sẽ phát sinh cái gì? Yêu Long cả người chấn động, kinh hãi nói. Khô lâu, một... Người điên rồi, thổ khắc thủy, nếu là ngươi chịu bỏ qua khối đại địa tức nhưỡng này, lấy vô tận thổ nguyên tố lực lượng, đủ để đem điều này thủy đàm triệt để điền bình, mặc dù bên trong có thủy chi bản nguyên, phỏng chừng cũng bị ngươi bị phá hủy. Ngươi sẽ không sợ kết quả mất phu nhân còn bồi thêm binh sĩ này sao? Thủy nguyên tố không có được trái lại bồi thêm cả đại địa tức nhưỡng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm bất định, nói. Luyến tiếc hài tử không bẫy được lang. Đại địa tức nhưỡng huyết thú trên người đều không phải còn có một khối sao. Sẽ không biết thì biệt đao và bạch cốt chảo không giải thích được đối với đầm nước này bảo hộ có bao nhiêu quyết tâm, nếu là bọn họ chịu liều mình duy trì, sẽ không đến mức phá vỡ thủy chi bản nguyên, dù sao khối tức nhưỡng này quá nhỏ. Hắn đã hạ quyết tâm, chậm rãi đưa tay vừa lột, khối kia bùn đất dường như đại địa tức nhưỡng từ trong tay rơi xuống, một khó diễn tả được dày trọng chi khí trên không trung lan tràn khai.
Hai tay của Lý Vân Tiêu bấm tay niệm thần chú, bắt đầu thận trọng khống chế được tức nhưỡng hạ lạc, đồng thời không ngừng mà đem các loại pháp quyết đánh vào trong đó, kíp nổ bổn nguyên nguyên tố loại sự tình này, hắn cũng chưa từng đã làm, có vẻ có chút khẩn trương. Thác nước kia nước suối trong lúc bất chợt chậm rãi chậm lại, rất có bị ngăn nước cảm giác. Thủy đàm kia tựa hồ ý thức được nguy hiểm, bắt đầu chào động, bất an khí thức ở trên mặt nước nhộn nhạo khai, phảng phất như muốn sôi trào. Trợ, thủ, một đạo thanh âm phảng phất như đến từ hoàng thuyền, ở đen kịt trong nước vang lên, thanh âm kia cũng không phải người sống có thể vọng lại. Con người Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút, bỗng nhiên đem đại địa tức nhưỡng trầm xuống chi thế ngừng, bỗng nhiên thối lui đến giới thần bi bàng, dự định vừa có tình huống tự trốn vào khứ, bởi vì hắn lại thấy được cái bạch cốt chảo kia nắm ở trên thi biệt đao. Trong nước đen kịt dần dần hiển lộ ra một thân ảnh lai, dĩ nhiên là một bộ xương khô, đứng ở thi biệt đao bên cạnh thân, khí tức cường đại từ khô lâu trên thân thể phát sinh, một đạo như có như không thanh âm từ bên trong khô lâu truyền đến, trôi giạt từ từ, nói. Dĩ nhiên là giới thần bi chi chủ, vì sao phải giải phong ấn này? Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, ba con mắt cùng mở, đồng thuật chi lực ngưng mắt nhìn xuống, đích thật là một bộ xương khô không giả, hơn nữa từ ngôn ngữ của hắn xem ra, dĩ nhiên nhận biết được giới thần bi. Hắn ngưng thanh nói, ngươi là người phương nào? Giới thần bi này chính là ta tình cờ nhặt được, nhưng bên trong tứ đại vực giới hủy hết, ta muốn lấy được thủy chi bản nguyên, mở lại địa thủy hỏa phong. Khô lâu không lên tiếng, một lúc lâu mới lại có thanh âm đứt quãng truyền đến, nói. Trên đời không có chuyện tình cờ, ngươi nếu đã đạt được giới thần bi, đó là người có thiên mệnh, ta sẽ giúp ngươi, chỉ là ta nếu mất đi, đạo phong ấn này sẽ mở. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Ngươi là người phương nào? Phong ấn này đang phong cấm vật gì? Khô lâu thản nhiên nói. Ta chỉ là một luồng tàn hồn. Bị người ràng buộc ở trong người vô pháp giải thoát, ta bảo vệ phong ấn chỉ là một bộ phận, đợi sau khi ngươi mở ra tứ đại vực giới cầu ngươi giúp ta được chọn đời an nghỉ. Lý Vân Tiêu nhướng mày, chọn đời an nghỉ dĩ nhiên chính là đã chết, nghĩ không ra khô lâu này dĩ nhiên là một lòng muốn chết mà không được, hắn đáp ứng nói. Được, chỉ cần ta có thể làm được thì sẽ làm. Chỉ là bên trong phong ấn này phong chính là đại ma. Đại ma này có lai lịch ra sao? Khô lâu trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Thiên địa hỗn độn sơ khai, đạo hóa thành một, một phân thành hai, từ hai sinh ba, ma khí đó là tam này, một trong đó sống ở hỗn độn, từ đạo diễn hóa mà ra, bất tử bất diệt, chính là kéo dài hạo kiếp. Ngay khi ma khí tụ tập tới trình độ nhất định, sẽ gặp ngưng tụ thành có linh vật, tên là Hắc Diễm Hung Hồn Sát, cũng là một trong thập phương chân linh. Hắc Diễm Hung Hồn Sát. Lý Vân Tiêu kinh hãi. Vật kia hắn ở trong thức hải của Phượng Hoàng đã gặp qua, có thể cùng chân linh Phượng Hoàng chống lại, tuyệt đối là thập giai không thể nghi ngờ, hắn sợ hãi nói. Nếu nói đại ma, đó là Hắc Diễm Hung Hồn Sát này sao? Khô lâu nói. Hắc Diễm Hung Hồn Sát mặc dù là thập giai chân linh, nhưng cũng không đáng sợ, nó cũng không phải đại ma. Hắn đột nhiên hỏi. Năm xưa trấn ma chi chiến, đại ma bị phân mà trấn áp, có thể có phong ấn mở ra. Trong lòng Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi, thập giai chân linh còn không đáng sợ, bất quá ngẫm lại người này còn sót lại khô lâu đều kinh khủng như vậy, sinh tiền sợ không phải thần cảnh phỏng chừng cũng không xê xích gì nhiều. Hắn chỉ cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp, ngưng thanh nói. Tu Di Sơn và vực ngoại tinh không đều có ma vật xuất hiện, bọn họ lớn lên đều một hình dạng, lẽ nào chính là đại ma trong miệng ngươi? Khô lâu suy nghĩ một lát, nói. Thời gian quá mức xa xôi. Chính là địa danh cũng có thay đổi, ta không nhớ rõ. Ma chủ tên là Đế. Đế. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói. Người nọ tự xưng đế già, chính là ma chủ mà ngươi nói, nhìn qua hình như cũng không phải rất lợi hại a. Khô lâu chậm rãi nói. Chính là tình huống có biến, năm tháng trôi qua, một đời người có trách nhiệm của một đời người, hôm nay đã không phải là ta vị trí niên đại, ta tự liên thân nhân mình, bằng hữu hình dạng từ lâu không rõ. Không nhớ rõ. Đương nhiên giới thần bi chủ nhân tằng nói, khi ta gặp lại giới thần bi ngày, đó là lúc ta rời khỏi Hóa Long Trì. Lý Vân Tiêu nghe được trong lòng sợ hãi một trận, chính mình đạt được giới thần bi chính là ở Lý Gia Thương Khố, nguyên bản đây là cực kỳ ngẫu nhiên việc, hôm nay nghe tới, tựa hồ số phận trong sớm có sắp xếp, hơn nữa còn là ở vô cùng năm tháng trước, điều này làm cho hắn nhất thời khó có thể tiếp thu.
Hóa Long Trì. Lý Vân Tiêu nói. Mai Cốt Trì địa trước đây gọi là Hóa Long Trì sao? Trong địa mạch cấm bế thần thức phong ấn, chính là dùng để phong ma. Khô Lâu nói. Ma thể chỉ có thánh khí mới có thể trấn áp, nhưng nơi đây đã từng sinh ra chân long, là nơi hội tụ thiên hạ long khí, bản thân có chứa cực mạnh lực lượng, lúc này mới bị chọn làm trấn ma địa một trong. Hóa Long Trì có 7 đại trận nhãn, mà một cái mạnh nhất đó là nơi ta trấn thủ Long Tình chi nhãn. Người cảm nhận được thủy chi bản nguyên, đó là một giọt chân long chi lệ. Khô Lâu chậm rãi giơ tay lên, một đoàn trong suốt thấu triệt thủy nguyên tố ở bạch cốt chảo phía trên chuyển động liên tục, tản mát ra lực lượng cường đại, làm cho cảm thấy trận trận tim đập nhanh. Trong lúc bất chợt Khô Lâu thân thể khẽ động, một đạo bạch quang hiện lên, liền thấy hắn chợt tiêu thất tại chỗ, dĩ nhiên chui vào bên trong giới thần bi. Khô Lâu, hai. Lý Vân Tiêu thất kinh, cũng vội vàng theo đó đuổi đi vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hãi không thôi. Chỉ thấy khắp bầu trời đều là quang huy trong suốt trong sáng, chính mình dường như tiến nhập nhất phương thủy tinh thế giới, đây là bên trong giới thần bi của ta sao? Hắn lúc này có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi Khô Lâu này, nhưng Khô Lâu tựa hồ đối với hắn không cảm mạo, lẳng lặng huyền phù vu không trung, bắt đầu thi triển pháp quyết đứng lên. Rất nhanh, mặt phía bắc của giới thần bi, một mảnh địa phương hoang vu kia, bắt đầu rơi xuống trời hạn gặp mưa, toàn bộ thế giới hiện ra một mảnh cảm giác tựa như ảo mộng. Loại tràng diện này so với lúc trước hắn mở ra tam vực khác thì cường đại hơn nhiều lắm. Cổ lực lượng chân long chi lệ ở trong bia lan tràn ra, tất cả mọi người cảm thấy toàn thân tư nhuận thư sướng không gì sánh được, kinh ngạc nhìn bầu trời xa xa, cho rằng Lý Vân Tiêu lại đang chơi trò gì đó. Mạc Tiểu Xuyên nguyên bản bị thương nặng, cũng hoảng sợ cảm thụ được thương thế trên thân thể mình đang từ từ phục hồi như cũ. Lý Vân Tiêu cũng bị cổ lực lượng này chấn nhiếp. Khô Lâu thi triển ra là thủy chi lực hoàn chỉnh, đem lực lượng của chân long chi lệ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, không để lối thoát. Cùng lúc đó, lực lượng của giới thần bi cũng đang từ từ sống lại, tam đại vực giới khác đồng thời sản sinh cộng minh, bắt đầu chiếu rọi lẫn nhau. Cái loại cảm giác này giống như khai thiên tích địa, vạn vật sinh ra, khiến toàn bộ sinh linh nội tâm đều sản sinh vô cùng sùng kính và tín ngưỡng, đặc biệt Lý Vân Tiêu. Chủ nhân của một mảnh thiên địa này, loại cảm ngộ đó càng là thâm nhập linh hồn. Hắn ngồi xếp bằng, yên lặng ở trong cổ lực lượng kia từ từ đạt được phong ngã, quên mất tất cả thế giới, báo thủ hư không, giữa thiên địa chỉ có còn lại bản tâm. Lúc này, ở nơi nào đó trong Mai Cốt Chi Địa, lại có một tòa lầu vũ, tuy rằng không tính là to lớn, nhưng cũng cách cục tinh xảo, không quá đơn giản. Bên trong đại điện, dĩ nhiên nằm ngang một con trường long. Thân thể ngủ đông ở bên trong quần sơn trùng điệp, hai mắt sinh huy, trông rất sống động. Toàn bộ sơn lĩnh địa thế, đó là toàn bộ Mai Cốt Chi Địa bắt trước biến thành. Đại điện thập phần rộng mở, sau khi trưng bày mô hình chân long, còn có thể dung nạp mấy trăm người, tất cả mọi người hết sức bận rộn, đều tự làm tay mình đầu sự, thỉnh thoảng lại truyền đến các loại thảo luận và phân tích. Đột nhiên một tiếng thét chói tai sợ hãi đem tất cả mọi người công tác toàn bộ cắt đứt. Ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ quá khứ, đều lộ ra vẻ không hài lòng và hơi tức giận. Hạ Dụ Nam, chuyện gì xảy ra? Kinh hãi kêu gọi, còn ra thể thống gì? Một gã hồng y lão giả chậm rãi dương đôi mắt, tựa hồ cắt đứt tu hành của hắn, vì thế cảm thấy cực kỳ bất mãn, trên mặt lộ vẻ tức giận. Tự biết thất thố, nhưng sắc mặt vẫn là cực kỳ chấn động, mồ hôi lạnh lã chã chảy xuống, vội vã giải thích. Hứa Diễm đại nhân. Vừa rồi kiểm tra đo lường phong ấn đại trận nghi khí cho thấy lực lượng ba động cực lớn, giá trị ba động dĩ nhiên đạt tới 3.000. Cả lầu vũ đều trở nên yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không có. Hứa Diễm sửng sốt một chút, lập tức lạnh nhạt nói. Làm sao có thể, người hoa mắt rồi. Hạ Dụ Nam cười khổ nói. Ta cũng đã cho rằng ta hoa mắt, nhưng ta đã nhìn qua nhiều lần rồi, mắt cũng sưng lên rồi này, đích thật là 3.000 a. Một gã nam tử bên cạnh cười ha ha, nói. Tiểu tử ngươi nhất định đã sống ở Mai Cốt Chi Địa lâu rồi, không có nữ nhân, cho nên khiến mình hoa mắt rồi, để ta xem. Hắn đưa đầu tới, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, ngượng ngùng nói. Cái này, có phải là dụng cụ hư mất rồi không? Ta nhớ được lần trước phá vỡ một đạo phong ấn, chấn động cũng chỉ có hơn 2.000 a. Hạ Dụ Nam lắc đầu nói. Dụng cụ đang tốt lành sao lại hỏng được, người xem, vừa rồi sau chấn động một thoáng lại khôi phục bình thường rồi.
Hứa Diễm rốt cục ngồi không yên nữa, lập tức đi tới bên người Hạ Dụ Nam nhìn chằm chằm vào dụng cụ kia, trong mắt dần lộ ra vẻ ngưng trọng, cả kinh nói. Chẳng lẽ thật sự có phong ấn giải khai? Hắn quăng ánh mắt về phía chân long mô nghĩ vật kia, một tay khẽ vuốt nhẹ qua phía trên, thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ là võ giả trong Mai Cốt Chi Địa vô tình phá vỡ sao? Nhưng sẽ là ở đâu đây? Hạ Dụ Nam cả kinh nói. Hứa Diễm đại nhân, mấy chỗ phong ấn lúc trước đều có long vật trấn áp, lần này phá phong, có lẽ lại một kiện long chi bí bảo xuất thế cũng nên. Tất cả mọi người nghe thế đều nóng lòng, long chi bí bảo tuyệt vật phi phàm, tuy rằng mặc dù tìm được cũng không có phần của bọn hắn, nhưng đây chính là một công lớn, bọn hắn có thể được phân cho rất nhiều chỗ tốt. Hứa Diễm đối với lời hắn nói không hề để ý tới, mà chỉ không ngừng vuốt ve trên chân long mô nghĩ vật kia, trầm tư nói. Bảy chỗ trận nhãn của phong ấn đại trận này bố trí cực kỳ tinh diệu, chỉ mới nghe lần đầu, chúng ta liên tục đã phá vỡ ba chỗ, cũng không thể suy diễn ra mấy cái đằng sau, chỉ có thể siêu tầm lần lượt. Cho dù có chân long bí bảo xuất thế, sợ rằng cũng đã bị người cướp mất rồi. Ai sẽ ngốc đến mức giao ra loại vật đó chứ? Hạ Dụ Nam hừ lạnh nói. Tới Mai Cốt Chi Địa này tu luyện hoặc là tầm bảo đều là đám bần cùng, phần lớn không có bản lĩnh và chỗ dựa gì cả. Kỳ chân như long chi bí bảo há có thể để bọn hắn đoạt được. Chúng ta có lẽ nên lập tức hạ lệnh cho Thành Hồng Nguyệt và Huyết Thần Cung, bảo bọn hắn giữ nghiêm các lối ra, cẩn thận loại bỏ. Một người khinh thường nói. Đám cặn bã Huyết Thần Cung kia đoạn thời gian trước có người cưỡng ép oanh kích địa mạch, khiến phong ấn chi lực chấn động. Bảo bọn hắn đi thăm dò, kết quả đến bây giờ vẫn chưa tra ra. Về sau bọn hắn tựa hồ còn bố trí ra một cái đại trận vây khốn toàn bộ Mai Cốt Chi Địa, cũng không biết là định thế nào nữa. Hứa Diễm nói, nơi này là Đông Vực, vẫn phải dựa vào Thành Hồng Nguyệt và Huyết Thần Cung thôi. Hạ Dụ Nam, người đi gọi Khương Hội Thư kia qua đây. Hạ Dụ Nam lập tức khom người cáo lui, rất nhanh liền dẫn một trung niên nam tử đi tới. Đúng là Khương Hội Thư Khương gia Thành Hồng Nguyệt, sau khi hành lễ xong, hắn nhân tiện nói. Hứa Diễm đại nhân gọi ta đến là có chuyện gì? Chẳng lẽ phá giải phong ấn đã có tiến triển mới sao? Hứa Diễm khẽ gật đầu, sắc mặt Khương Hội Thư lập tức lộ vẻ đại hỉ, cả kinh nói. Chuyện khi nào, chuyện lớn như thế sao ta lại không biết, Hứa đại nhân a, người đây thật không phải a. Hứa Diễm cười khổ nói. Hiện giờ bảo Khương Hội Thư đại nhân tới chính là vì việc này. Có một chỗ phong ấn bị người phá vỡ, lại không biết là người phương nào gây nên. Ta hy vọng Khương Hội Thư đại nhân có thể vất vả một chút, mau chóng tìm cho ra người này. Chấn động. Cái gì, bị những người khác phá? Khương Hội Thư lộ ra vẻ khiếp sợ, khó có thể tin nói. Cái này sao có khả năng, phong ấn chi lực kia mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người đều cực kỳ rõ. Nói không phải chứ mặc dù là thành chủ đại nhân đích thân tới đây, cũng chưa chắc có thể dùng vũ lực cưỡng ép phá vỡ. Cho dù có người xông loạn lọt vào phong ấn, cũng không thể nào có thực lực kia được. Hứa Diễm gật đầu nói. Đúng là như thế, nhưng phong ấn chi lực theo không ngừng phá giải cũng ngày trở nên yếu hơn. Hơn nữa đã qua thời gian dài như thế, trong đó đến cùng có huyền cơ gì chúng ta cũng không cách nào biết được, nhưng lần này biểu hiện trên dụng cụ chấn động đã lên đến chỉ số 3000. So với bất cứ lần phá phong nào trước kia cũng đều lớn hơn nhiều, có lẽ là một chỗ mấu chốt đã bị mở ra. Khương Hội Thư cả kinh nói. Chỗ mấu chốt nhất, hiện giờ chỉ còn lại hai đạo phong ấn thôi, nếu có thể lại phá một đạo thì. Hứa Diễm lại cười nói. Không sai. Trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ hưng phấn, kích động nói. 13 khu Tây Nam đã tìm được manh mối phong ấn, đoán chừng ít ngày nữa liền có thể có đáp án. Chỉ cần phá vỡ 6 chỗ, vậy thì lực lượng phong ấn sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, đến lúc đó liền có thể dùng vũ lực cưỡng ép mở ra phong ấn, cái này ý vị như thế nào, ngươi cũng rõ đấy. Trên trán Khương Hội Thư chảy xuống một dòng mồ hôi, lẩm bẩm nói. Rốt cục cũng có kết quả rồi, hơn 100 năm cố gắng, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ đại lục. Hắn ngưng trọng nói. Hứa Diễm đại nhân, dưới phong ấn này, thật sự có bí mật thành thần sao? Hứa Diễm sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ, nói. Thần cảnh, ai có thể đưa ra đáp án khẳng định chứ? Người hỏi ta sao lại không muốn biết, nhưng người bố trí phong ấn đại thủ bút bực này không phải thần cảnh sợ rằng cũng kém không xa. Hắn lập tức nói. Việc này không nên chậm trễ,
kính xin Khương hội thư đại nhân lập tức tìm kiếm người phá phong kia, Long chi bí bảo quá mức chân quý, không thể lưu lạc ở bên ngoài được. Khương hội thư đáp, xin hứa Diễm đại nhân yên tâm, tại Đông Vực, còn không ai dám nghịch thành Hồng Nguyệt ta đâu, coi như là một con kiến, cũng sẽ tìm ra cho đại nhân. Hắn quay người liền rời đi, bắt đầu bố trí nhân thủ siêu tầm. Hứa Diễm trầm tư một hồi, nhân tiện nói. Hạ Dụ Nam, người tạm gác ở đây tiếp tục giám thị tình huống lực phong ấn địa mạch, ta đi tới chỗ 13 khu Tây Nam, chỉ cần phong ấn chỗ đó cáo phá, liền lập tức đưa tin Thánh Thành, điều động đại lượng cao thủ tới phá một đạo phong ấn cuối cùng. Hắn mang theo mấy người, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tòa nhà, lao về hướng Tây Nam mà đi. Sau nửa canh giờ, rốt cục đi vào một chỗ khu vực chân không, cây cối núi đá trong phạm vi ngàn mét đều đã bị quét sạch không còn, càng có đại lượng võ giả đang hành động ở bốn phía. Hứa Diễm mang theo mọi người trực tiếp hạ xuống, trực tiếp đi tới trước một cái động to ở trung ương, lập tức có người phụ trách đi đến trước mặt hắn, cả kinh nói. Hứa Diễm đại nhân đích thân tới đây, không biết có chuyện quan trọng gì. Hứa Diễm nói, quả thật có chuyện quan trọng, phong ấn nơi đây phá giải sao rồi? Người phụ trách kia vội hỏi. Y Thành Doanh đại nhân mang theo phần đông đại sư trận pháp và cường giả hóa thần hải vất vả ngày đếm ở bên dưới, đã một tháng chưa từng đi lên rồi. À, Y Thành Doanh đại nhân quả thật khổ cực. Hứa Diễm khen. Ngươi xuống dưới thông chi một chút, nói là có ta tới chơi, có chuyện quan trọng cần thương lượng, bảo hắn đi lên đây gặp mặt một chút. Vâng. Người phụ trách kia đáp, quay người liền nhảy vào trong hố to, một mảnh cầu thang dài hẹp kéo dài xuống bên dưới. Hứa Diễm dừng trước khanh động kia, như có điều suy nghĩ, lộ vẻ lo âu nhàn nhạt. Một người sau lưng thấy bộ dáng của hắn khẽ cười nói. Phong ấn gần bị phá, đây là đại hỷ sự. Hứa Diễm đại nhân sao lại sầu lo như thế? Hứa Diễm nhìn hắn một cái, thở dài. Đột nhiên có loại cảm giác hoảng hốt. Hơn 100 năm, ta tiếp nhận việc này cũng đã sắp 50 năm rồi, thoáng cái sắp thành công lại khiến ta cảm thấy có chút không chân thực. Hơn nữa. Mắt hắn lộ ra thần sắc lo lắng thật sâu, ngưng giọng nói. Hơn 100 năm qua, Thánh Vực và Hóa Thần Hải đều dốc hết khả năng liên thủ phá phong, cũng bình an vô sự. Ta chỉ lo lắng một khi phong ấn thật sự cởi bỏ, hơn nữa bên trong thực sự có bí mật thành thần, vậy thì đối với toàn bộ đại lục chính là một hồi tai nạn lớn. Người nọ sững sờ, tựa hồ cũng đã minh bạch quan hệ lợi hại trong đó, cười khổ nói. Quả thật. Đối với tuyệt đại đa số mọi người thì bọn hắn đều không nghĩ tới trùng kích thần cảnh, dù sao cái đó cũng quá mức xa xôi. Nhưng tìm được con đường đi thông thần cảnh, vĩnh viễn là truy cầu của cường giả võ đạo A. Tất cả mọi người thổn thức một phen, nghị luận không thôi. Một lát sau, một đạo quang mang từ trong đường hầm bay ra, rơi trên mặt đất, đi tới chỗ ba người. Hứa Diễm bước lên phía trước nói. Y Thành Doanh đại nhân khổ cực. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người một gã nam tử sau lưng Y Thành Doanh, có chút nhíu mày. Lão giả cầm đầu trong ba người cười nói. Hứa Diễm đại nhân khách khí rồi. Đã lâu không gặp, không thể tưởng được lại tự mình đến thăm, có chuyện quan trọng gì sao? Ân. Hứa Diễm lên tiếng, đang muốn nói rõ, trong lòng lại đột nhiên khẽ động, rơi ánh mắt vào trên người người ở sau lưng Y Thành Doanh, kinh ngạc nói. Người này thật lạ mặt a, không biết hắn là. Y Thành Doanh cười nói, chỉ là một gã trưởng lão tổng bộ phái tới giúp ta thôi, đã xuất lực không nhỏ. Tên nam tử sau lưng trên mặt lộ vẻ cổ quái, nói khẽ. Tại hạ hành nguyên, bái kiến tích trưởng thánh vực Hứa Diễm đại nhân. Hứa Diễm trong nội tâm hơi kinh, hắn từ trên người nam tử này cảm nhận được khí tức cực kỳ không đơn giản, khiến hắn cũng hơi có chút lạnh cả người, trong mắt tràn ngập vẻ hồ nghi, ngâm thanh nói. Hành nguyên trưởng lão nhìn như rất không đơn giản a. Y Thành Doanh đại nhân, căn cứ quy định, bất luận người nào tiến vào khu vực hạch tâm đều phải được ta hạch chuẩn và phê duyệt, không biết hành nguyên trưởng lão này là thế nào. Trên mặt của hắn dần dần hiện ra vẻ không hài lòng. Y Thành Doanh cười nói. Hứa Diễm đại nhân đa tâm, hành nguyên trưởng lão, đúng là một trong mấy người đến lần trước, danh sách ta đã đưa cho đại nhân rồi. Có sao? Hứa Diễm khẽ chau mày. Mấy tháng trước quả thật có một nhóm người tới từ Hóa Thần Hải, hắn cũng chỉ xem vội qua, loại chuyện này cũng thường xảy ra, chỉ có điều mai cốt chi địa phong ấn quá mạnh mẽ, không cách nào triển khai thần thức cẩn thận điều tra thôi.
thì ra là ta trách oan đại nhân rồi. Hỏi đường, một, Hứa Diễm cũng không hề hoài nghi, gật đầu nói. Ta lần này là tới nói cho Y Thành Doanh đại nhân, có một chỗ phòng ấn bị người phá giải. Cái gì? Ba gã người hóa thần hải đều kinh hãi, Y Thành Doanh vội hỏi. Đến cùng là thế nào? Mau nói rõ ràng đi. Hứa Diễm lập tức nói rõ tình huống, nhìn thần sắc đại hỉ của ba người, Hành Nguyên kia tựa hồ càng thêm cao hứng, ánh mắt lộ ra tinh mang yêu dị, khiến nội tâm của hắn cảm thấy có chút khó chịu. Ha ha, trời cũng giúp ta. Y Thành Doanh cười to nói. Thực không dám giấu giếm, phong ấn chỗ ta cũng đã có tiến triển thật lớn, sợ rằng ít ngày nữa là có thể mở ra rồi. Hứa Diễm đại trấn nói. Thật sao, nói như vậy, bảy đạo long ấn, cũng còn lại chỗ cuối cùng thôi sao? Y Thành Doanh cảm thấy vui vẻ, nói. Đúng là thần vật trấn áp phong ấn chi nhãn nơi đây, nếu ta không nhìn lầm thì hẳn là long bảo, năm đó người thi triển phong ấn thật là đại thủ bút ha, vậy mà có thể tụ tập bảy kiện long chi bí bảo. Hứa Diễm gật đầu nói. Chỉ nhìn thủ bút phong ấn đã khiến người rung động, vậy thì vật bên trong phong ấn sẽ là tồn tại bực nào, thật sự khiến người chờ mong a. Y Thành Doanh đột nhiên cười cười, nói. Hứa Diễm đại nhân chẳng lẽ không sợ bên trong phong ấn quái vật gì đó sao? Hứa Diễm cười nói. Đã từng nghĩ tới, nhưng thời gian đã lâu, coi như là quái vật, cũng tuyệt đối không thể sống đến hiện giờ. Huống hồ các loại tình huống ghi lại trong sách cổ cũng không hề khác với chỗ này lắm, như vậy khả năng trong đó có bí mật thành thần thật sự rất lớn. Hành Nguyên đột nhiên mở miệng cười nói. Thần cảnh, từ xưa đến nay vẫn là mục tiêu mà bao nhiêu cường giả truy cầu, có thật sự tồn tại không đây? Hứa Diễm sững sờ, lập tức cười nói. Đương nhiên, ít nhất chân long là thập giai thần cảnh không thể nghi ngờ, mà rất nhiều long chi bí bảo tồn tại trên đại lục không phải chính là chứng minh tốt nhất sao? Hành Nguyên mỉm cười, im lặng không nói, khiến trong lòng Hứa Diễm vẫn luôn cảm thấy thập phần không thoải mái. Nhưng đối phương là trưởng lão hóa thần hải, hắn cũng không tiện hỏi thăm quá nhiều. Mấy người lại nói chuyện phiếm một lúc, sau đó Hứa Diễm liền mượn cớ cáo từ. Thần sắc phong khinh vân đạm của Y Thành Doanh dần dần biến mất, thay vào đó là gương mặt kích động đến mức vặn vẹo. Thấp giọng hưng phấn quát. Rốt cục cũng bỏ niêm phong, Hành Nguyên đại nhân. Thời đại thuộc về chúng ta đã đến rồi. Trong mắt Y Thành Doanh vậy mà lóng lánh lấy ma khí nồng đậm. Trên phụ trách khác sắc mặt cũng ẩn hiện ma khí, lộ ra vẻ vui vẻ cổ quái. Thần sắc trên mặt Hành Nguyên khó có thể nắm bắt, nhưng cũng hưng phấn khiến thân thể run nhẹ nhẹ, nói. Từ quy mô phong ấn nơi này và rất nhiều miêu tả ghi lại trong sách cổ mà xem, bị phong ấn bên dưới vô cùng có khả năng chính là đế chi chân thân của ma chủ, lần này thật sự muốn đổi trời rồi. Ánh mắt Y Thành Doanh lộ ra vẻ ngoan lệ, giọng căm hận nói. Đợi sau khi thả ra ma chủ chân thân, đại nhân khôi phục thực lực, chúng ta liền giết tới hóa thần hải, giết chết tên tiểu nhân khi sư diệt tổ Lỗ Thông Tử. Hành Nguyên cười lạnh nói. Giết Lỗ Thông Tử chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng, chỉ riêng ma khí lộ ra trong phòng ấn nơi này cũng đã khiến ta chậm rãi khôi phục. Chỉ là thân thể đoạt xá này quá cặn bã, đợi sau khi ma chủ đại nhân tỉnh dậy. Ta lại đi tìm một bộ thân thể tốt hơn. Nếu được ma chủ đại nhân chỉ điểm một hai lời vậy thì thậm chí có thể trực tiếp bỏ qua thân thể, luyện thành chân ma chi khu cũng không phải mơ mộng a. Trên mặt ba người đều lộ ra vẻ vui mừng, lập tức quay về trong hố, bắt đầu gấp rút phá phong. Vạn dặm trên không mai cốt chi địa, huyết thần tử đang nhắm mắt mà ngồi, đột nhiên một đạo quang mang từ phía dưới bắn thẳng lên, đứng ngay trước người hắn. Khương Hội Thư vừa sải bước ra trong hào quang đã trực tiếp mở miệng hỏi. Huyết thần tử, cửu âm hạo nguyên sát trận của ngươi bao dung toàn bộ mai cốt chi địa, có cảm giác được có chấn động địa mạch cường đại nào không? Huyết thần tử thấy rõ người tới, vội vàng đứng lên nói. Thì ra là Khương Hội Thư đại nhân, chuyện đại trận ta cũng không điều khiển, đợi ta truyền âm hỏi thử. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, mở ra tại chỗ. Ngưng tụ tin tức thành một đạo thần thức, đánh vào trong đó. Khương Hội Thư gật đầu nói. Người các ngươi muốn tìm đã tìm được chưa? Huyết thần tử nghe xong việc này, trong mắt liền hiện lên một tia lo lắng, căm hận nói. Người nọ đoán chừng đã tìm được chỗ bí ẩn trốn đi, ta đã phát động cơ hồ tất cả mọi người vẫn không có tin tức. Nhưng chỉ cần hắn còn ở trong phiến mai cốt chi địa này thì chung quy không thể nào thoát khỏi tay ta được đâu.
Khương Hội Thư lạnh nhạt cười nói. Ta rất ngạc nhiên đến cùng là người nào, vậy mà khiến huyết thần tử ngươi động nộ khí lớn như thế, bày xuống trận thế lớn như thế. Bất quá đây dù sao là việc riêng của tông ngươi, ta không có quyền hỏi đến. Nhưng vừa rồi địa mạch phong ấn có lực chấn động cực lớn, cái này ngươi phải điều tra ra cho ta. Huyết thần tử nhíu mày lại, hồ nghi nói. Địa mạch phong ấn chấn động, vật kia ai có thể lay động. Hộp ngọc trong tay hắn đột nhiên phát ra một đạo quang mang, huyết thần tử điểm nhẹ tay phải, lập tức một đạo thần niệm bị hắn thu vào óc, hắn thoáng cái nhíu mày ngắm nhìn xa xa, ngâm thanh nói. Chỗ phía tây 9.000 dặm quả thật có người cảm nhận được chấn động năng lượng rất lớn, chỉ là không biết có phải từ địa mạch phong ấn truyền đến không nữa. Khương Hội Thư trong nội tâm khẽ động, nói. Tốt, ngươi tiếp tục giúp ta giám thị, có bất kỳ khác thường nào phải báo cho ta ngay. Mai cốt chi địa có thể sẽ không yên ổn nữa rồi, nếu ta dự tính đúng thì không bao lâu nữa sẽ có đại nhân vật hàng lâm đến đây đấy. Đại nhân vật, huyết thần tử trong nội tâm chấn động, tồn tại mà ngay cả Khương Hội Thư cũng cho rằng là đại nhân vật sẽ là người phương nào chứ, hắn cả kinh nói. Chẳng lẽ là Lam Tuyết Thánh Thành? Khương Hội Thư ra tay chặn lại nói. Ngươi ngầm hiểu là được, hiện giờ nhiệm vụ chủ yếu của ngươi chính là thay ta giám thị địa mạch phong ấn chấn động, và bất cứ dị trạng nào xuất hiện tại Mai Cốt Chi Địa, người mà ngươi muốn tìm chỉ có thể đặt vào vị trí thứ yếu. Huyết thần từ nội tâm không ngừng chửi ầm lên, nhưng trên mặt vẫn cung kính nói. Thỉnh Khương đại nhân yên tâm, toàn bộ việc giám sát Mai Cốt Chi Địa cứ giao cho ta là được. Ân, vậy tốt lắm. Khương Hội Thư nói xong. Liền quay người hóa thành một đạo quang mang lao về phía tây, sau khi cảm giác đại khái một chút, liền chìm vào trong sơn mạch, phi hành ở tầng trời thấp dù sao sau khi tiến vào phạm vi phong ấn, thần thức cũng không còn nữa. Hỏi đường, 2. Sau thời gian uống cạn chung trà, đột nhiên một thanh âm rất nhỏ truyền đến, đều lọt vào tai hắn, thanh âm kia nói. Ân, tuy rằng cảm giác được vẻ sao động bất an của tiểu đồng bọn, nhưng chung quy vẫn không tìm thấy giao lộ, thật đáng ghét. Xem ra phải tìm người hảo hảo hỏi một chút rồi. Khương Hội Thư trong nội tâm kinh hãi, đột nhiên dừng thân, hoảng sợ nhìn khắp mọi nơi, phẫn nộ quát. Người phương nào, cút ra đây cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, sóng âm chi lực tản khắp bốn phương tám hướng, lập tức liền san bằng một mảnh núi rừng, lộ ra một khối trạng thái chân không. Không gian có chút vặn vẹo thoáng một phát, ở trước mặt Khương Hội Thư dần dần hiện ra vài nhân ảnh. Nguyên một đám trên người lộ ra khí tức cổ quái, một gã nam tử cầm đầu tướng mạo tuấn Mỹ lại có vẻ yêu dị, nhìn qua hắn cười nói. Xin hỏi, ma khí chi nguyên ở đây từ chỗ nào phát ra? Sao ta tìm mãi vẫn không thấy cửa vào thế? Đồng tử Khương Hội Thư đột nhiên co lại, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào đám võ giả sau lưng nam tử, kinh hãi nói. Các ngươi là trí cao môn sao? Ánh mắt của hắn dừng ở trên người một vị lão giả, cả kinh nói. Ngươi là trưởng môn Chí Cao Môn, Ngưu Kinh. Chí Cao Môn cũng không phải đại môn đại phái gì, nhưng hắn thân là nhân vật trọng yếu của Thành Hồng Nguyệt, đối với tất cả thế lực lớn ở Đông Vực đều hiểu rất rõ ràng, cho nên thoáng cái đã nhận ra những người ở sau lưng kia. Nhưng những người này giờ phút này nguyên một đám sắc mặt cổ quái, giống như bị chúng ta vậy, đối với nam tử trước mặt này tỏ vẻ cực kỳ cung kính. Ngưu Kinh quát lạnh nói. Ngươi là người phương nào? Thấy chủ nhân nhà ta còn không mau mau quỳ xuống, còn chờ phân phó sao? Khương Hội Thư thiếu chút nữa đã phun ra một búng máu, giận quá thành cười nói. Ha ha, đám ngu xuẩn các ngươi quả nhiên điên rồi a. Bổn tọa chính là Khương Hội Thư Thành Hồng Nguyệt đây. A, Thành Hồng Nguyệt, thế lực mạnh nhất Đông Vực sao? Nam tử híp mắt cười nói. Vậy nhất định biết rất nhiều. Còn làm phiền nói cho ta cửa vào ma khí chi nguyên, đừng nói với ta là không biết đấy, nếu không ta sẽ rất tức giận. Khương Hội Thư trong nội tâm chấn động, bộ dáng trước mắt người này thậm chí ngay cả Thành Hồng Nguyệt cũng không sợ. Trước kia chỉ cần báo ra danh hào này ít nhất cũng có thể khiến đối phương thoáng đổi sắc, nhưng lần này lại hoàn toàn không thấy. Hừ, Thành Hồng Nguyệt rất giỏi sao? Ở trong mắt thánh vực chúng ta, cũng chỉ là tồn tại như thuộc hạ thôi. Chủ nhân có chuyện ngươi còn không mau mau trả lời. Một gã nam tử bên cạnh nam tử kia nộ khí ngập trời, lớn tiếng quát. Khương Hội Thư đột nhiên trong lòng đại chấn, nhìn chằm chằm vào nam tử kia thất thanh nói. Ngươi là chấp pháp sứ thánh vực, sao có thể được? Lần này hắn thật đã khiếp sợ rồi,
nội tâm không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, sợ hãi nói. Mấy ngày trước Thành Hồng Nguyệt truyền xuống tin tức, nói có chấp pháp giả thánh vực mất tích không hiểu ở Đông Vực, chẳng lẽ chính là ngươi sao? Khương Hội Thư đột nhiên hít một hơi lạnh, liên tục lùi lại mấy bước, chỉ vào nam tử cầm đầu kia nói. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Những người này vừa nhìn đã biết là thần trí mơ hồ, ngươi ngay cả người thánh vực cũng dám mê hoặc, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng. Nam tử khẽ cười, nói. Ngươi có thể gọi ta là đế già. Hắn cười cười một lúc sắc mặt dần lạnh xuống, nói. Ngươi nói nhảm nhiều quá rồi đấy, ta chờ ngươi đã rất lâu rồi, sắp không nhẫn nại được nữa rồi. Hắn vung tay lên, nói. Bắt lấy. Vâng. Đám võ giả sau lưng cùng kêu lên, trong chốc lát hơn 10 đạo hào quang phá không mà lên, nhao nhao đánh tới Khương Hội Thư. Khương Hội Thư hít một hơi lạnh, tuy rằng thực lực của những người này đều không được, nhưng tình huống trước mắt quá mức quỷ dị rồi, khiến hắn có cảm giác không rét mà run, trong tay sáng lên mấy đạo quang mang, ở trước người hóa thành một khe hở, đột nhiên chấn khai. Oanh! Mười mấy tên võ giả kia đều bị chấn khai, có không ít càng hộc máu, nhưng không có nửa phần đình trệ. Tiếp tục liều mạng đánh tới, không hề có chút sợ chết. Khương Hội Thư một kích chiếm thượng phong, mới thoáng cái yên tâm hơn, bởi vì thần thức bị áp chế, không cách nào thấy rõ hư thật đối phương, cho nên ban đầu có chút kiêng kỵ, hiện giờ thì tràn đầy tự tin, hừ lạnh nói. Nếu thần trí của các ngươi đã bị ăn mòn, vậy thì sống trên đời cũng chỉ là một cái xác không hồn, còn sống cũng là một loại thống khổ, để ta giải thoát cho các ngươi vậy. Trong tay hắn chậm rãi ngưng tụ ra một thanh quạt xếp, phụt một tiếng mở ra trên không, thượng diện dùng mực màu đen vẽ lấy các loại đồ án, quạt một cái, cát bay đá chạy, thiên địa biến sắc. Xảo đoạt vô cực phiến. Kinh khí phong hệ cường đại từ trong cây quạt tuôn ra, lập tức đánh vào trên người những võ giả kia, lần lượt chấn nát thân thể bọn hắn, hóa thành từng đoàn huyết vụ, sau đó lại bị cây quạt quạt một cái, triệt để biến mất trong thiên địa. Mà ngay cả tên kia cường giả thánh vực cấp bậc võ đế kia dưới xảo đoạt vô cực phiến cũng bị chấn cho liên tiếp lui về sau, miệng lớn thổ huyết. À, không thể tưởng được còn có chút bổn sự. Từ lực lượng một kích này mà xem, người hẳn là võ đế tứ tinh a. Đế giả chậm rãi nói ra, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười giảo hoạt. Ta rất khát vọng có một ma phó thực lực không tồi như ngươi đấy. Khương Hội Thư hừ lạnh một tiếng, một tay bắt lấy quạt xếp, đặt sau lưng. Khinh thường nói. Tà ma nơi nào, không biết trời cao đất rộng, cho rằng hàng phục được mấy tên cặn bã đã là vô địch thiên hạ rồi sao? Một đạo kình khí lăng lệ ác liệt từ trong quạt của hắn bắn ra, quét ngang một mảnh. Rầm 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 phanh. Mấy tên võ giả còn lại cũng lần lượt nổ tung, không còn tồn tại. Chỉ còn lại tên chấp pháp sứ thánh vực và môn chủ trí cao môn Ngưu Kinh kia. Hai người đều là võ đế tứ tinh, hơn nữa sau khi nhập ma thực lực tăng nhiều. Lúc này mới có thể ngạnh kháng Khương Hội Thư vài chiêu, nhưng rõ ràng cũng sắp hết chống đỡ nổi rồi. Hai người phun ra miệng lớn máu tươi, nhưng vẫn không sợ chết muốn xông lên trước. Đã đủ rồi. Đế giả nhẹ giọng khẽ quát, ánh mắt lộ ra hàn mang đến. Hai tay của hắn chảo mạnh lấy, kéo lấy bả vai chấp pháp sứ thánh vực và Ngưu Kinh, sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên biến lớn, đầu lâu hóa thành một khỏa hắc ma cực lớn, đột nhiên một ngụm liền cắn lấy hai người vào mồm. Hai người chưa kịp hô một tiếng đã bị hắn trực tiếp nuốt vào bụng rồi. Ngươi, ngươi vậy mà ăn người. Khương Hội Thư thấy thế sợ hãi kêu lên một tiếng, run rẩy nói. Càng thêm khiến hắn toàn thân rét run chính là, chấp pháp giả thánh vực và Ngưu Kinh lúc bị nuốt cũng không hề có chút giãy giụa, mà lúc chui vào miệng hắn còn thấy trên mặt Ngưu Kinh lộ ra một tia cười quỷ dị, tựa hồ có thể được người này ăn tươi là vinh hạnh lớn lao vậy. Ăn người, một. Phát hiện này khiến hắn cơ hồ sợ muốn hít thở không thông, một màn trước mắt này quá mức khủng bố, quá mức quỷ dị. Đế giả biến thành ma đầu sau khi nuốt hai người thoáng cái đã khôi phục lại bộ dáng tuấn mỹ, liếm lấy môi dưới, tà tà cười nói. Ma phó ngoại trừ có thể làm chút việc đơn giản ra, vốn chính là dùng để ăn nha. Ngươi! Khương Hội Thư đột nhiên một hồi đáy lòng phát lạnh, người này ăn người tùy ý như vậy, còn giống như là ăn cơm uống nước nữa. Khiến toàn thân hắn đều nổi da gà, run rẩy một hồi. Đế giả sờ lên cái bụng, cười nói. Tiêu hóa, bổ sung không ít năng lượng, nhưng vẫn quá ít a. Hắn tựa hồ hết sức bất mãn, ánh mắt rơi vào trên người Khương Hội Thư,
lộ ra vẻ tham lam. Tà ma, cút cho ta. Khương Hội Thư hoảng hốt, thật sự đã bị sự quỷ dị của đối phương dọa sợ, vô cực phiến trong tay đột nhiên nổi lên kình phong cường đại, toàn bộ không gian dưới mộ quạt của hắn liền trở nên cực kỳ vặn vẹo, sụp xuống chính giữa. Còn bản thân hắn thì sau một chiêu liền hóa thành một đạo độn quang đào tẩu, vô luận người trước mắt này thực lực thế nào, hắn đều cảm thấy run rẩy, không muốn khai chiến. Đế giả bị kình phong kia quét qua, thân thể trở nên một hồi hoảng hốt, đợi đến lúc kình phong qua đi mới dần dần ổn định lại, sắc mặt trầm xuống, lẩm bẩm. Vẫn là do lực lượng quá yếu, một kích của võ đế tứ tinh ta cũng có chút không ngăn nổi. Đầu ma phó này trước hết cứ nuôi đó đã, chờ ta tìm được cỗ thân thể thứ ba, đề cao thực lực lại ăn sau. Đế giả nhìn qua phương hướng Khương Hội Thư đào tẩu, lẩm bẩm nói. Ở đây thần thức không cách nào tản ra. Chỉ có cảm ứng yếu ớt như có như không kia tựa hồ cũng chính là phương hướng này. Người này là người thành Hồng Nguyệt, có lẽ thật sự biết rõ chỗ ma khí chi nguyên cũng không chừng, may là ta có lưu lại ấn ký trên người hắn, đi theo xem một chút đi. Hắn lập tức hóa thành một đạo ma quang, đuổi theo hướng ấn ký cảm ứng được. Khương Hội Thư sau khi chạy đi một lúc, mới dần dần dừng lại. Trong mắt vẫn tràn đầy vẻ khiếp sợ, có chút thẫn thờ. Hắn đột nhiên có chút tức giận, nói. Người huyết thần cung thật là phế vật, mai cốt chỉ địa lúc nào xuất hiện tên biến thái như vậy, vậy mà không có người cho ta biết, đợi sau chuyện này nhất định phải hảo hảo quát tháo tên huyết thần tử kia một phen mới được. Sau khi hắn dừng bước lại liền bắt đầu ngưng mắt nhìn bốn phía, mày nhăn lại. Mai cốt chỉ địa thật sự quá lớn, nơi trước mắt này thập phần lạ lẫm, hiển nhiên hắn chưa tới bao giờ. Hắn đi một hồi, đột nhiên toàn thân chấn động. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chấn động, trong lòng một ngọn núi, vậy mà mở ra một lối đi, cầu thang đâm thẳng vào trong núi. Cái này, Khương Hội Thư hoảng hốt, hắn phụ trách công tác ở Mai Cốt Chi Địa nhiều năm như vậy lại chưa bao giờ biết có nơi như thế này. Nhưng hắn cũng không phải hạng người lỗ mãng, bắt đầu quan sát bốn phía, rất nhanh liền đưa ra được kết luận, núi này chỉ vừa mới bị chém ra không bao lâu. Chẳng lẽ đây chính là chỗ phong ấn mở ra sao? Khương Hội Thư lập tức nghĩ tới loại khả năng này, trong lúc vui mừng vội bay xuống, trong giây lát đồng tử đột nhiên co lại, ở bên ngoài đại điện có hai người đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở đó, tựa hồ đang thủ hộ thứ gì đó. Người phương nào? Hai người kia đúng là Úy Trì Kim và Hỏa Âm, sau khi bị Thi Biệt Đao bức lui liền thủ hộ ở trước cửa điện chờ Lý Vân Tiêu xuất hiện, ai ngờ một thoáng đã nửa tháng nhưng vẫn không thấy người ra, hai người cũng dần dần mất đi tính nhẫn nại. Đột nhiên nghe được có người gào to, Úy Trì Kim và Hỏa Âm đều nổi lên lòng cảnh giác, dừng ở trên người Khương Hội Thư, hào khí thoáng cái trở nên hơi chút khẩn trương. Úy Trì Kim lạnh lùng nói, ngươi lại là người phương nào? Khương Hội Thư nhướng mày, ngạo nghễ nói, Thành Hồng Nguyệt, Khương Hội Thư, người Thành Hồng Nguyệt sao? Hai người đều cả kinh, Úy Trì Kim biến sắc, khẽ nói, ngươi nói ngươi là người Thành Hồng Nguyệt thì là thế sao? Ta còn nói ta là thánh vực đấy. Sắc mặt Khương Hội Thư lộ ra một tia cười lạnh, cuối cùng cũng gặp hai người bình thường rồi, nghe được danh tự Thành Hồng Nguyệt trung quy cũng khiếp sợ, trong lòng liền dâng lên cảm giác về sự ưu việt, lạnh lùng nói. Nơi này hẳn là phong ấn chi địa, phong ấn là bị các ngươi mở ra sao? Úy Trì Kim khẽ giật mình, không biết hắn nói phong ấn gì, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, tưởng rằng mở ra đại điện này bị người phát hiện, lập tức hừ lạnh nói. Phải thì sao, không phải thì sao? Khương Hội Thư híp mắt cười nói. Không có việc gì, ta cũng không truy cứu tội các ngươi mở ra phong ấn. Chỉ là vật trấn áp phong ấn, kính xin hai vị giao ra đây đi. Vật trấn áp phong ấn. Úy Trì Kim sững sờ, trầm mặt nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, chúng ta không đạt được gì cả, ngược lại còn tổn thất vài món bảo bối nữa. Khương Hội Thư cười lạnh nói. Hai vị nhìn qua bộ dáng chân thật, sao nói chuyện lại không thành thật như vậy thế? Mai Cốt Chi Địa này cũng không phải là chỗ cho các ngươi ngang ngạnh đâu. Hỏa Âm cũng ẩn ẩn cảm thấy hào khí có chút không đúng, nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ chọc Thành Hồng Nguyệt, vội hỏi. Nơi đây là chúng ta vô tình khai phá, về phần vật phong ấn mà ngươi nói quả thật chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là... Nàng cả kinh nói. Chẳng lẽ ngươi nói là một chuôi đao còn sống sao? Vật kia còn ở bên trong, thật sự rất lợi hại, cho nên hai chúng ta không dám đi vào. Nếu đại nhân ngươi có hứng thú thì ngược lại có thể đi vào xem sao,
chuôi đao kia quả thật là một kiện chí bảo đấy. Khương Hội Thư nhướng mày, nói. Đao còn sống, không biết tốt xấu, nếu không giao ra chân long bí bảo, thì chỉ có thể thỉnh hai vị đi cùng ta tới khu vực hạch tâm một chuyến rồi. Sắc mặt hai người đều đại biến, bọn hắn ở Mai Cốt Chi Địa nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ hạch tâm chi địa là thứ gì, đó chính là cấm khu mà Thành Hồng Nguyệt định ra, như thế xem ra, người trước mắt này thật sự là người Thành Hồng Nguyệt rồi. Úy Chỉ Kim nói, hai người chúng ta cái gì cũng không được, còn phải đi với ngươi một chuyến, không khỏi quá oan đi. Tại hạ còn có chuyện quan trọng nơi người, không phụng bồi nữa. Hắn nói xong, liền hóa thành một đạo kim quang muốn bỏ chạy. Nói đùa gì vậy, bảo hắn đi hạch tâm chi địa, vậy chẳng phải sinh tử nằm trong tay người khác rồi sao, hắn cũng không muốn nhắc lên quan hệ với người Thành Hồng Nguyệt đâu. Không giao ra bảo vật lại muốn chạy, thật sự xem lời Thành Hồng Nguyệt ta là trò đùa sao. Khương Hội Thư giận dữ, quạt xếp trong tay bỗng nhiên thông suốt, không gian lập tức bị một cổ cự lực khóa lại, sau đó hắn đột nhiên vung lên, lập tức thiên địa biến sắc, một cổ lực lượng vô cùng đánh tới.